tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 871, diệu dụng vô cùng. Khu Giang Nam, Diệp Tư đang hướng dẫn cho trúc một số chi tiết trong tu luyện, nhưng lúc này Diệp Tư lại đột nhiên ngừng nói. Sau đó cô đứng dậy đi nhanh đến phòng Tống thư hàng. Trúc theo sát sau lưng Diệp Tư sư tỷ với vẻ mặt nghi hoặc. Lúc đi tới phòng Tống thư hàng, Diệp Tư khẽ nhíu mày nhìn chiếc giường trống rỗng trong phòng. "Ơ, ờ, thư hàng sư huynh?" đâu mất rồi. Trúc chấp mắt ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy Tống Thư Hàng Sư Huynh còn trong trạng thái hôn mê, nằm trên giường như xác chết, sao giờ lại đột nhiên biến mất rồi. Chẳng lẽ Thư Hàng Sư Huynh đã tỉnh lại? Cũng không đúng, nếu Thư Hàng Sư Huynh tỉnh lại thì nhất định sẽ xuống lầu tìm bọn họ mới đúng, làm sao lại biến mất không thấy tâm hơi đâu thế này. Chẳng lẽ Thư Hàng Sư Huynh bị người nào đó lén mang đi rồi? Lúc này Diệp Tư đi tới cạnh chiếc giường mà Tống Thư Hàng đã nằm, Cô đưa tay phất một cái, linh lực lập tức bao bọc cả chiếc giường lại. Đây là một loại pháp thuật truy tung, nếu như Tống thư hàng bị người nào đó mang đi, pháp thuật này sẽ giúp cô lần ra thân thể Tống thư hàng. Nhưng linh lực của pháp thuật truy tung vẫn cứ dừng lại ở trên giường, không hề nhúc nhích chút nào cả. Chúc thấy thế bèn hỏi, "Thư hàng sư huynh tự dưng biến mất ạ?" À? "Ừ." Diệp Tư gật đầu một cái. Sau đó cô nhắm mắt lại, Dùng mối cảm ứng giữa linh quỷ và ký chủ để tìm kiếm tung tích của Tống thư hàng. Một lát sau, Diệp Tư thở phào nhẹ nhõm. Cô đã cảm ứng được tung tích của Tống thư hàng, cô thấy lúc này Tống thư hàng đang đứng trên một hòn đảo trên không nho nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn bền. Xung quanh đảo toàn là hỗn độn, trên đảo có một dòng suối tưới mát cho cả đảo, giúp cỏ xanh trên đảo thoang thoảng mùi thơm, tràn đầy sức sống. Tìm được rồi diệp tư nhẹ giọng nói lúc này tống thư hàng trên đảo nhỏ cũng cảm ứng được diệp tư hắn ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với cô ngay sau đó thân hình diệp tư cũng biến mất ngay tại chỗ ơ ờ, chúc chớp mắt diệp tư sư tỷ cũng biến mất luôn rồi đây là pháp thuật không gian sao nhưng mà ta đâu có nhìn thấy cửa không gian bị mở ra thư hàng sư huynh biến mất diệp tư sư tỷ cũng biến mất trong phòng chỉ còn lại một mình bé đứng lẻ loi ở đó Trúc thử kêu lên. Diệp tư sư tỷ, thư hàng sư huynh, nghe được tiếng ta không? Đương nhiên thư hàng và diệp tư không thể nào trả lời cô bé. Vì vậy, qua 2 phút, Trúc gật đầu một cái. Cô bé quyết đoán lựa chọn rời khỏi nhà, tiếp đó cô bé lần theo khí thức của quả quả và sư tỷ, nhanh chân chạy tới phố La Tín. Lúc này không đi còn đợi lúc nào nữa. Dù sao từ vẻ mặt trước khi biến mất của Diệp Tư Sư Tỷ có thể đoán ra, tỷ ấy đã tìm được thư hàng sư huynh rồi, hơn nữa thư hàng sư huynh cũng bình an vô sự. Đã vậy thì cô bé cũng không cần phải lo lắng cho Diệp Tư sư tỷ và thư hàng sư huynh. Bé Trúc Loli chạy rất nhanh, ba bước thành hai bước, chẳng mấy chốc đã tìm được quả quả và thi. Sư tỷ, quả quả, ta tới rồi này. Trúc đứng cách đó không xa kêu lên. Tiểu hòa thượng vui mừng nói. Diệp tư sư tỷ cho ngươi ra ngoài rồi à? Không phải, Mới vừa rồi thư hàng sư huynh đột nhiên biến mất, sau đó Diệp Tư sư tỷ cũng biến mất theo thư hàng sư huynh luôn, trong nhà chỉ còn lại một mình ta nên ta lập tức chạy tới đây. Trúc vui vẻ nói, mặc dù nghe không hiểu Trúc đang nói cái gì, nhưng rốt cuộc ba đứa cũng gặp được nhau, tiểu hòa thượng rất vui vẻ. Sau khi trải qua một loạt trắc trở, cuối cùng ba đứa bé vẫn đồng tâm hiệp lực đi tới khu Giang Nam, bước lên con đường hàng yêu phục ma. Trong thế giới hạch tâm nằm trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Đây là đâu vậy? Diệp Tư bị dẫn tới nơi đây. Tống thư hàng trả lời: Nơi này là thế giới do Hạch Tâm trong tâm khiếu ta hóa thành. Sau khi hấp thu tà năng cửu u trên người tu sĩ giả gái, Hạch Tâm trong cơ thể ta bỗng sinh ra biến hóa, sau đó diễn hóa ra một tiểu thế giới như vậy đây. Lúc ta hôn mê, ý thức đã tiến vào trong không gian này. Sau đó ý thức của ta đột nhiên nổi hứng, suy nghĩ nếu thân xác mình cũng có thể đi vào nơi đây tốt biết bao và thế là thân thể của ta bỗng dưng xuất hiện trong thế giới hạch tâm này. Sau khi thân xác tiến vào thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng cũng thuận theo đó nắm giữ được quyền hạn tiến vào thế giới hạch tâm. Sau đó, lúc Diệp Tư đến tìm hắn, hắn vừa động ý niệm đã mang luôn Diệp Tư vào tiểu thế giới hạch tâm này. Nói vậy thì nơi này cũng tương tự như thế giới kim liên của nho ra rồi nhỉ. Diệp Tư ngồi xổm xuống, đưa tay tiếp xúc với đất đai và cỏ xanh dưới chân. Là đất thật, không phải vật hư ảo đúng vậy tống thư hàng cười nói đây chính là một mảnh đất vì thân đó nha đang nói chuyện hắn không người dùng tay không bắt đầu đào một chỗ bên cạnh suối nguồn sự sống không lâu sau đã đào ra được một cái lỗ nhỏ người muốn làm gì vậy diệp tư tò mò hỏi ta muốn thử xem có thể trồng linh thực trên mảnh đất này không có suối nguồn sự sống ở đây linh khí nơi này cũng rất đậm hẳn là rất thích hợp để linh thực sinh trưởng tống thư hàng đáp trong tay ngươi có linh thực không diệp tư tò mò hỏi tống thư hàng ta có thông nương sau đó hắn móc thông nương ra tên ngu ngốc nhà ngươi ngươi làm gì đấy hả đừng nói với ta là ngươi muốn chồng ta ở chỗ này đấy nhé sau khi bị thư hàng lấy ra khỏi túi thu nhỏ một tấc thông nương ra sức dãy ruộng mặc dù cô đã vứt bỏ suy nghĩ chạy trốn nhưng khi ở trong túi thu nhỏ một tấc cô còn có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài thông qua Tống Thư Hàng. Hơn nữa cuộc sống của Tống Thư Hàng rất phong phú, rất thú vị, cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Nhưng nếu như bị chồng trên đảo nhỏ này, vậy có khác gì giam cô vào trong tù chứ? Có để cho hành sống nữa không hả? Ta thấy nơi này rất thích hợp cho ngươi sinh sống nên muốn chồng ngươi ở chỗ này thử ấy mà. Tống Thư Hàng nói, thông nương, không chịu, người làm thế là nhốt người phi pháp đấy có biết không? Người chồng ta ở đây, nơi này chỉ có mình ta lẻ loi hưu quạch, vừa không có bạn bè lại vừa không thể nhìn phong cảnh bên ngoài, thế này còn tàn nhẫn hơn cả việc nhốt ta vào tù nữa đấy. Ngươi nói cũng đúng. Tống Thư Hàng đáp, mặc dù thông nương là một cây hành yêu nhưng cô có ý thức của riêng mình. Thế nhưng cuối cùng Tống Thư Hàng vẫn bỏ cả ngộ đạo thạch và thông nương vào trong cái lỗ mới đào. Ngươi cứ yên tâm sống ở chỗ này đi, chờ ta tìm được linh thực mới sẽ đưa nó đến thay chỗ ngươi. Tống Thư Hàng nói. Hơn nữa nói không chừng ngươi có thể lớn lên mập mạp khỏe mạnh, tu vi cảnh giới ngày đi ngàn dặm khi được chồng ở chỗ này đấy. Thông Nương. Hình như lâu rồi cô không biến thành hình người, chẳng lẽ Tống Thư Hàng coi cô là một cây hành luôn rồi sao? Đào lỗ chôn cô cái giam á, có tin cô giờ sẽ biến thành hình người chui ra khỏi lỗ không hả? Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Phải chờ đến lúc Tống Thư Hàng và Diệp Tư đi rồi, cô sẽ lập tức bỏ ra khỏi lỗ. Hồ, ngoài ra, nói thật lòng là thông nương phát hiện sau khi mình bị trồng vào mảnh đất này, phần dễ đã dục dịch muốn cắm dễ vào trong đất rồi. Lẽ nào đúng như Tống Thư Hàng mới vừa nói, nơi này rất thích hợp cho cô sinh trưởng. Sau khi trồng thông nương xong, Tống Thư Hàng lại bổ sung. Yên tâm đi, nhóm linh thực mới sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi ra lại. Hồi trước hắn có làm giao dịch với chính Đức Đại Thúc của Tiên Nông Tông. Trước đây không lâu, Lúc chính nước đại thúc của Tiên nông tông nhờ hắn giao hạt giống của thất hoàng diệu quả cho Tô thị A thập lục, Tống thư Hàng thuận tay mua một ít dược liệu cấp thấp dùng trong dược dục từ chỗ Tiên nông tông. Chờ chính nước đại thúc đưa dược liệu tới, hắn có thể chọn một ít cây tươi từ trong đó để chuyển vào trồng trong thế giới hạch tâm này. Ngoài thông nương, Tống thư Hàng còn định mang hai con linh thú hải mã mà Ngựa Tinh bồi thường cho hắn vào trong này, nghĩ biện pháp sắp xếp cho ổn thỏa luôn. Lúc này Diệp Tư đang quan sát toàn bộ hòn đảo trên không. Ngoại trừ mảnh đất dưới chân, lấy suối nguồn sự sống làm trung tâm, trên bầu trời của hòn đảo mở ra một lồng bảo vệ nửa cung tròn có bán kính 30 thước, không cho hỗn độn ở bốn phía ăn mòn mọi thứ trên đảo. Thư hàng, không gian này, chắc cũng có chức năng như không gian chữ vật nhỉ. Diệp Tư lên tiếng, không gian này đã có thể coi là một không gian chữ vật ở trình độ nào đó rồi. Đúng ha, sao ta không nghĩ tới nhỉ? hai mắt tống thư hàng sáng lên. Sau đó, hắn lấy một ít vật phẩm từ trong túi thu nhỏ một tấc ra. Phong hồn băng châu, con rối ngân long, huyết cốt, hai sợi xích vàng của tam thập tam thú thần tông, pháp bảo dép lê đánh mặt, nhỏ bảo tam phẩm phong thiện bút, một dương tiền mặt, không ít linh thú tinh. Còn có một thanh tiểu phi kiếm đen tuyền, một cụm mây pháp khí để phi hành, hai thứ này chính là chiến lợi phẩm lấy được từ trong tay cảnh mạch đà chủ của vô cực ma tông. Tiếp đó, hắn còn lấy ra con rối cao cỡ một người biết ăn linh thạch của hắn. Búp măng quý giá có thể bảo vệ tính mạng hắn. Một dương đao ý thông huyền thảo. Thánh nhân kinh văn của nho gia. Còn có một số linh thạch, phù bảo, đủ loại đan dược. Mấy thứ linh tinh trên người hắn cũng không ít. Trong những thứ này, có không ít thứ có thể cất vào trong không gian này đấy. Tống Thư Hàng nói, hơn nữa trừ những thứ này ra, hắn còn có rất nhiều đồ dùng bình thường, ví dụ như máy vi tính này, sách vở này quần áo này v v đều có thể dọn vào trong không gian này đang nói chuyện đống linh thạch lẻ mà tống thư hàng mới lấy ra tự dưng biến đâu mất tiêu tống thư hàng địch mợ suýt chút nữa quên mất trong tay hắn ngoại trừ con dối biết ăn linh thạch hạch tâm trong tâm khiếu cũng biết ăn linh thạch hắn lấy linh thạch ra thế này thì chẳng khác nào là đút đồ ăn cho hạch tâm cũng may mới rồi hắn chỉ lấy ra một ít linh thạch là chút ít linh thạch tứ phẩm cùng với linh thạch tam phẩm mà hắn kiếm được sau dép lê đánh mặt. Nhưng trừ linh thạch ra, những thứ khác như phù bảo, đan dược, linh thú tinh này nọ đều không bị thế giới hạch tâm ăn trộm. Tống Thư Hàng thở dài nói, trừ linh thạch ra, có thể chọn những vật khác cất ở trong này. Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng, hắn chỉ cất dương tiền mặt ở trong đây, còn những vật khác đều cất lại vào túi thu nhỏ một tấc mang ra ngoài, muốn dùng thế giới hạch tâm như không gian chữ vật thì còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, tránh tạo thành tổn thất bất ngờ. Trời mới biết khi không có linh thạch để ăn, thế giới hạch tâm này có lén ăn các loại đồ vật ẩn chứa linh lực như đan dược, phù bảo hay không? Đúng rồi, diệp tư sư tỷ này, người tiến vào đây vậy ba tiểu tử kia đâu? Sau khi cất xong mọi thứ, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ tới ba đứa quả quả. Quả quả với thì đi ra ngoài mua thức ăn rồi còn Trúc thì bị ta giữ ở nhà. Lúc nói tới đây, Diệp Tư Sư Tỷ cười nói. Nhưng bây giờ ta cũng tiến vào thế giới hạch tâm, ta nghĩ chắc Trúc đã nhân cơ hội này chạy ra ngoài, đi tìm quả quả và thi rồi. Sau đó ba đứa giặc con này sẽ lên đường đi hàng yêu phục ma. Tống Thư Hàng tiếp lời. Chắc vậy, giờ làm sao chúng ta ra khỏi thế giới hạch tâm này đây? Diệp Tư nói. Ta đã lưu lại dấu ấn trên người ba đứa bé rồi, chờ sau khi rời khỏi đây sẽ mang ba đứa về. Cũng tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Tống Thư Hàng đáp, hiện giờ hắn là người nắm giữ quyền hạn ra vào thế giới hạch tâm, chỉ cần một ý niệm, hắn và Diệp Tư lập tức ra khỏi thế giới hạch tâm. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Tống Thư Hàng và Diệp Tư đã xuất hiện trên chiếc giường mà Tống Thư Hàng nằm trước đó. Diệp Tư thắc mắc hỏi. Thư Hàng, vị trí tiến vào thế giới hạch tâm và vị trí lúc đi ra là cùng một vị trí sao? Tống thư hàng gật đầu đáp. Đi vào từ chỗ nào thì lúc đi ra cũng ở chỗ đó. Tiếc thật, nếu như có thể đi ra từ những vị trí khác thì hoàn mỹ hơn nhiều. Nhưng dù sao thì thế giới hạch tâm hạch cũng là một vật có thể bảo vệ tính mạng. Diệp Tư nói. Tống thư hàng. Diệp Tư nghĩ giống ta đó. Chỉ cần Tống thư hàng động ý niệm là có thể đi vào thế giới hạch tâm ngay, không cần hao tổn chân khí hay năng lượng gì hết. Muốn vào lúc nào thì vào, muốn ra lúc nào thì ra nếu như gặp phải công kích pháp thuật mạnh mẽ của kẻ địch mà hắn không thể chống đỡ, lúc đó Tống Thư Hàng chỉ cần động ý niệm, trốn vào thế giới hạch tâm là có thể tránh qua một kiếp. Nhưng vẫn còn phải khảo sát một số vấn đề, ví dụ như lúc tiến vào thế giới hạch tâm, có bị chịu hạn chế của một số pháp thuật giam cầm hay không? Hoặc là lúc thân thể đã bị pháp thuật công kích, có thể trốn vào thế giới hạch tâm hay không? Khi nào chúng ta rãnh rỗi thì nên thử một chút. Diệp Tư nói với vẻ hứng thú giạt rào nhưng việc cần làm bây giờ là phải đi tìm ba tiểu quỷ kia về trước đã. Tống Thư Hàng đáp, hiện tại khu Giang Nam cũng không an toàn. Mặc dù tu sĩ giả gái kia đã rơi vào thế giới cửu U, không rõ sống chết. Nhưng trước tên đó, rốt cuộc đã có bao nhiêu người bình thường đeo trang bị tràn đầy tà năng thế giới cửu U, bị tà năng thế giới cửu U cải tạo ô nhiễm. Yên tâm đi, bọn họ chưa đi xa đâu. Diệp Tư cảm ứng dấu ấn trên người ba nhóc quả quả, sau đó đáp. Dứt lời, cô sử dụng kim thư bản mạng mang tống thư hàng lần theo dân ấn trên người ba đứa nhóc Sau khi tống thư hàng và diệp tư ra khỏi thế giới hạch tâm Thông nương cười hì hì, trên thân hành của cô xuất hiện cánh tay nhỏ chân nhỏ Sau đó cô chống đất nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lỗ Tiếp theo, cô lắc mình một cái, biến thành hình thái nhân loại Muốn chồng ta trong thế giới này á, à? không dễ ăn đâu nhé Thông nương đủng đỉnh dạo quanh hòn đào nho nhỏ này lâu rồi không biến thành hình thái nhân loại, cảm thấy không thích ứng lắm. Đảo rất nhỏ, thông nương đi dạo một hồi, sau đó lại dừng lại bên cạnh suối nguồn sự sống. Có cách nào rời khỏi không gian này không nhỉ? Thông nương tự lẩm bẩm. Cô vừa dứt lời, một thông đạo bóng dưng xuất hiện trước mặt cô. chương 872, chân vàng khổng lồ vỡ nát. Thông nương nhìn thông đạo trước mắt, trong lòng có một tiếng nói mách cho cô biết, Thông đạo này chính là con đường rời khỏi thế giới hạch tâm của Tống thư hàng. Đây là nghĩ gì được nấy sao? Thông nương cảnh giác nhìn thông đạo trước mắt. Tự dưng có nhân bánh từ trên trời rơi xuống thế này, đa phần là có vấn đề. Không biết thông đạo này có phải là cạm bẫy do Tống thư hàng bày ra không nhỉ? Ví dụ như là một cạm bẫy mà chỉ cần cô nhảy vào sẽ bị nhổ sạch búp hành chẳng hạn. Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng thân thể thông nương vẫn không kiềm được đi về phía thông đạo kia lỡ may thông đạo này thật sự là con đường rời đi thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng thì sao? Nói không chừng, cô có thể đạt được tự do. Cách lối vào thông đạo càng ngày càng gần, thông nương bắt đầu đấu tranh tâm lý. Rốt cuộc có nên đi vào thông đạo hay không đây? Ba giây sau, thông nương thét lên, rơi vào trong thông đạo. Cô bị thông đạo hút vào y như ý thức thể của Tống Thư Hàng lúc trước. Cứ cách mỗi một quãng thời gian, thông đạo này sẽ sinh ra một loại lực hút hút thứ đối diện cửa thông đạo vào. Thế này thì thông nương cũng không cần phải đấu tranh tâm lý, không cần phải do dự nữa. Mười hơi thở sau, thông nương rơi vào một không gian u ám tối tăm. Đây là đâu? Thông nương nhìn thế giới mới, thế giới tối tăm này nhìn qua tử khí âm trầm, không hề có chút sự sống. Cô nhìn mà muốn khóc, nơi tồi tàn này còn không bằng thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng, ít nhất ở thế giới hạch tâm còn có suối nguồn sự sống, có cỏ xanh, khắp nơi tràn đầy sức sống. Càng thảm hơn là khi cô quay đầu lại tìm thông đạo đi về thì phát hiện thông đạo sau lưng đã biết mất từ lúc nào rồi. Thông đạo nó hút cô tới đây xong lại biến mất không thấy tâm hơi, xem ra thông đạo cũng không tồn tại mãi, mà là cách một đoạn thời gian mới hiện ra một lần sau. Sau khi suy nghĩ một chút, thông nương đưa tay cắt chút đuôi tóc giải ngay tại chỗ. Đuôi tóc của cô tương ứng với mầm hành, khi giải ở chỗ này, cô có thể tìm về nơi đây qua mùi của nó. Sau đó, thông nương bắt đầu thăm dò thế giới tối tăm này. Do cả thế giới chỉ có một màu tối tăm u ám nên không thể xác định được phương hướng, vì vậy thăm dò rất cực. Mỗi khi đi được một đoạn, thông nương lại cắt đuôi tóc thả xuống để xác định vị trí, tránh cho việc mình bị mất phương hướng. Rốt cuộc, sau khi thông nương cắt đuôi tóc 20 lần, cuối cùng cô cũng phát hiện phía trước có ánh sáng rực rỡ. Có ánh sáng, rốt cuộc không còn phải chịu cảnh bóng tối bao phủ khắp nơi nữa rồi thông nương hớn hở sông tới gần đoàn ánh sáng kia. Sau đó, thông nương thấy được một cái kén màu trắng rất lớn. Ánh sáng chính là từ cái kén này truyền tới. Sao kén trắng này quen mắt thế nhỉ? Định mệnh, cái kén này chẳng phải là sản phẩm của việc phun tơ sau khi uống long ma dược tể biến dị của tống thư hàng sao. Thông nương trợn to mắt. Trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ, cô chịu biết bao nhiêu đắng cay vất vả nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tống thư hàng hà. Giờ khắc này thông nương cảm thấy cô chẳng khác gì một con khỉ hành, còn Tống Thư Hàng lại hóa thành người khổng lồ màu vàng. Cô đứng trong lòng bàn tay của Tống Thư Hàng, làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể bay ra khỏi bàn tay của hắn. Một hình ảnh thật đáng sợ, thật khiến người ta tuyệt vọng. Ngay khi thông nương đang cảm thấy tuyệt vọng, trên kén trắng thật lớn bỗng tỏa ra vầng sáng bảy màu. Vầng sáng bao bọc thông nương vào trong, thông nương cảm thấy trước mắt thật mơ hồ. Chuyện gì thế này? thông nương nhanh chóng đưa tay lên xoa mắt. Ngay sau đó, khi thị giác đã khôi phục bình thường, cô phát hiện mình đã rời khỏi thế giới tối tăm kia. Lúc này cô đang đứng trên 9 tầng trời, gió mạnh thổi qua người, rét lạnh thấu xương. Lại chuyện gì nữa đây thông nương cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thân thể như nhũn ra. Cô mới chỉ có cảnh giới nhị phẩm thôi, có biết bay đâu. Nếu ngã từ độ cao này xuống thì cô chết chắc rồi. Nhưng ngay sau đó Thông Nương phát hiện ra cô không hề bị rơi xuống, cô cứ trôi nổi trong hư không, giống như thế giới này không có trọng lực vậy. Chẳng lẽ Newton chết trước khi khám phá ra cái thế giới này? Không đúng, cho dù Newton chết sớm thì có liên quan gì tới trọng lực chứ? Có ai ở đây không? Đây là đâu vậy? Thông Nương thử kêu lên. Vừa dứt lời, trong hư không bỗng xuất hiện một người đạp không mà đi. Nhìn qua người này tầm 20, một thân áo trắng cơ thể óng ánh như ngọc, cả người tràn đầy sức sống. tóc đen nhánh tung bay sau lưng. mỗi khi hắn bước ra một bước, trên người lại toát ra một loại mị lực không thể miêu tả được. bạch tôn giả, thông nương trước mắt nhìn người nọ, cô nhận ra người mặc bạch y này. nhưng hình như bạch tôn giả không nhìn thấy cô, hắn vẫn cứ tiếp tục bước từng bước trong hư không, bay lên trời. hơn nữa thông nương mơ hồ cảm giác được vị bạch tôn giả trước mắt rất mạnh. mặc dù cô chỉ có cảnh giới nhị phẩm cảm ứng không được rõ lắm. Nhưng cô biết vị bạch tôn giả trước mắt này còn mạnh hơn cả vị hay ở chung với tống thư hàng. Rời khỏi nơi này ngay. Lúc này, trên chín tầng trời bỗng vang lên một thanh âm rất hùng hồn, thanh âm này giống như tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Nơi này không phải là chỗ mà một kiếp tiên cửu phẩm nho nhỏ như người có thể tới, mau rời đi ngay. Kiếp tiên cửu phẩm nho nhỏ, vậy chắc chắn không phải nói ta, nếu ta có thực lực kiếp tiên cửu phẩm thì đã treo tống thư hàng lên đánh từ lâu rồi thông nương nói thầm trong lòng chẳng lẽ thanh âm này đang nói chuyện với bạch tôn giả tại sao ta phải rời đi con đường nắm giữ thiên mệnh đúc ra bất hủ ở ngay phía trước lẽ nào ngươi muốn cản đường ta sao bạch tôn giả chắp hai tay sau lưng khẽ mỉm cười chỉ bằng một tên kiếp tiên mới độ kiếp không lâu như ngươi mà cũng muốn đúc thành bất hủ tranh đoạt thời cơ thành đạo buồn cười trên không trung thanh âm nọ cười lớn tiếng cười như sấm rền ngay sau đó trong hư không bỗng nổ ầm một tiếng một luồng khí tức trí cường trí tôn từ trên chín tầng trời bộc phát ra một cái chân màu vàng khổng lồ từ trên chín tầng trời đạp xuống khí tức kia vượt xa khí tức của kiếp tiên cửu phẩm bình thường là trường sinh giả đã khai phá ra đạo của riêng mình mỗi một vị trường sinh giả đều là có thiên mệnh chi tư ở thời đại thiên đạo vô chủ bọn họ có thực lực chinh chiến thiên hạ, chấn áp chư thiên vạn giới. Cuối cùng nắm giữ thiên mệnh, trở thành vạn giới duy nhất, chấp trưởng ý chí thiên đạo. Từ đây vượt qua trường sinh bất tử, đúc ra bất hủ chân chính, bất tử bất diệt. Ở niên đại thiên đạo vô chủ, cũng chỉ có trường sinh giả mới có tư cách tranh đoạt thiên mệnh. Vị trường sinh giả này tùy ý đạp xuống một cước, mục đích là vì muốn đạp tên kiếp thiên cửu phẩm mới vừa độ kiếp không lâu đi xuống, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng chân to cường tráng, tỏa sáng lấp lánh. Cái chân này là chân vàng chính hiệu, ôm được thì ăn sung mặc sướng cả đời. Bạch tiền bối cẩn thận. Thông nương lớn tiếng kêu lên, trong thế giới quỷ dị này cô chỉ biết một mình bạch tôn giả, đương nhiên cô phải về phe bạch tôn giả rồi. Chỉ là, có vẻ như bạch tôn giả không nghe được tiếng kêu của thông nương. Bạch tôn giả ngẩng đầu nhìn chân vàng khổng lồ từ trên 9 tầng trời đạp xuống đầu hắn, trên mặt hắn không hề có chút sợ hãi tay phải của hắn nắm thành quyền, đánh thẳng về phía cái chân khổng lồ kia. Không hề né tránh, đối kháng chính diện. Một quyền vừa đánh ra, cả bầu trời đều rung chuyển, vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới hiện lên, đồng loạt phủ phục dưới một quyền của bạch tôn giả. Một quyền này, vạn giới vi tôn. Một quyền đánh ra, chân vàng khổng lồ đang đạp về phía hắn lập tức bị đánh nổ, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng tiêu trong hư không. Trên 9 tầng trời, Nháy mắt đã có mấy chục ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống. Một kiếp tiên cửu phẩm bình thường lại có thể dùng một quyền đánh nát một cước do Trường Sinh giả đạp xuống ư? Ngay sau đó, mấy chục ánh mắt cao cao tại thượng này lại biến thành kinh ngạc, chấn động. Bởi vì một quyền của Bạch Tôn giả vẫn chưa kết thúc. Sau khi đánh nổ cái chân khổng lồ, quyền ý vạn giới vi tôn lại thuận thế xông lên trên chín tầng trời. Trực tiếp công kích bản thể của vị Trường Sinh giả vừa mới ra tay. Hừ! Vị trường sinh giả kia tức điên người. Lúc nãy hắn tùy ý đạp một cước, không những không chấn áp được tên kiếp tiên cửu phẩm kia, ngược lại còn bị đối phương phá một cước là đã thấy mất mặt lắm rồi. Không ngờ tên kiếp tiên cửu phẩm nho nhỏ này lại dám trực tiếp công kích bản thể của hắn, quả là cuồng vọng, muốn chết. Trường sinh giả lạnh lùng nói. Lúc đầu hắn chỉ muốn chấn áp tên kiếp tiên cửu phẩm này một chút mà thôi, nhưng bây giờ thì đừng trách hắn vô tình. Hắn siết chặt tay phải trên chín tầng trời đột nhiên hiện ra một con voi thần khổng lồ voi thần trông rất sống động khí thế ngất trời lại đạp một cước chống lại một quyền do bạch tôn giả đánh ra mất mặt chỗ nào thì phải dùng phương pháp đó lấy lại thể diện ầm um, công kích voi thần này có thiên địa pháp tác hóa thành phú văn đầy trời kèm theo đây là một kích toàn lực của trường sinh giả tiếp cận thiên đạo đối mặt với một kích thế này kiếp tiên cửu phẩm bình thường chắc chắn sẽ bị ghiên nát nhưng mà lúc voi thần va chạm với một quyền của bạch tôn giả lại không xuất hiện tình cảnh nghiền nát như dự đoán trong hư không voi thần va chạm với quyền ý của bạch tôn giả triệt tiêu lẫn nhau trên chín tầng trời liên tục truyền ra tiếng sấm lần này tất cả trường sinh giả đều bị chấn động ầm um, cuối cùng voi thần và một quyền của bạch tôn giả đồng quy vô tận tiêu tán trên chín tầng trời không thể nào vị trường sinh giả hóa ra voi thần bị sốc cực độ không chỉ hắn, mà vô số trường sinh giả khác cũng trợn mắt kinh ngạc. Lúc này, bạch tôn giả ở phía dưới lên tiếng nói. Người đạp ta một cước, vậy giờ hãy ăn một kiếm của ta. Lúc này mọi người mới nhìn thấy ở bên hông tên kiếp tiên cửu phẩm này có đeo một thanh trường kiếm, hiển nhiên quyền không phải là thủ đoạn công kích sở trường của đối phương. Nhưng bạch tôn giả cũng không xuất kiếm, hắn chỉ khép ngón tay lại thành kiếm rồi chém về phía vị trường sinh giả nọ. Một kiếm này, như quang, chợt lóe rồi biến mất. Phụt, trên chín tầng trời, huyết quang tung tóe, vị trường sinh giả nọ bị kiếm quang chặt đứt chân phải, thần huyết màu vàng tuôn như mưa. Đây là chuyện mà một kiếp tiên cửu phẩm bình thường có thể làm được sao? Trên chín tầng trời, vị trường sinh giả nọ biến sắc. Cuối cùng hắn đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng đỏ chạy trốn thật xa. Thân là trường sinh giả đã khai phá ra đạo thuộc về mình mỗi một vị trường sinh giả đều có niềm tin bất bại của riêng mình. Mà hôm nay, niềm tin bất bại của hắn đã bị một kiếp tiên thẳng tay đánh nát. Mất đi niềm tin, hắn lấy cái gì đi tranh đoạt thiên đạo đây? chương 873, trên thế giới này không có thứ gì là không thể bán. Phía dưới, bạch tôn giả bình tĩnh thu liếm khí tức, tiếp tục bước lên trời. Trên 9 tầng trời, hơn 10 ánh mắt theo sát bạch tôn giả. Nhưng lần này, không có ai ra tay ngăn cản hắn. Không ai nguyện ý lãng phí khí lực của mình cả. Bọn họ phải dồn khí lực vào lưỡi đao, dùng để tranh đoạt thiên đạo vào thời khắc quan trọng nhất. Vì vậy bạch tôn giả càng lên càng cao, một đường lên trên 9 tầng trời, tập hợp chung với tất cả trường sinh giả. Thông nương nhìn mà ngây người. Dù sao cô cũng đã theo chân tống thư hàng trải qua sự kiện vạn thư sơn ở Nho Gia, cô biết thế nào là tranh đoạt thiên đạo, thậm chí cô còn biết cặn kẽ quá trình tranh đoạt thiên đạo giữa thánh nhân nho ra với người khác. Bạch tôn giả có tư cách tranh đoạt thiên đạo. Bạch tôn giả là kiếp tiên cửu phẩm. Bạch tôn giả dùng một kiếm chém tàn một vị trường sinh giả. Lượng tin tức quá lớn, suýt nữa thì đầu óc của thông nương ngưng hoạt động. Cô đang nằm mơ sao? Không đúng, nếu là đang nằm mơ thì tại sao ta không phải là vai chính? Tại sao tự dưng lại nằm mơ thấy bạch tôn giả? Chẳng lẽ ta đã thầm yêu hắn từ lúc nào mà chính ta cũng không hay. Mặc dù khác loài, nhưng bạch tôn giả thật sự tuấn mỹ đến mức không giống phàm nhân, còn đẹp trai hơn tiểu tử tống thư hàng nhiều, mình yêu bạch tôn giả cũng là chuyện rất dễ hiểu. Nhưng trí tưởng tượng của ta phong phú quá mức rồi thì phải. Vậy mà lại nằm mơ thấy bạch tôn giả tranh đoạt thiên đạo với trường sinh giả. Hơn nữa cảnh trong mộng còn sống động như thật nữa chứ nhân 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 trên chín tầng trời các trường sinh giả tranh đoạt thiên đạo đều ẩn giấu bản thân trong vầng sáng của mình vậy nên không ai thấy rõ dung mạo của bọn họ có trường sinh giả dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn bạch tôn giả một số khác lại coi bạch tôn giả như không khí cũng có người dùng ánh mắt hiền hòa đánh giá bạch tôn giả trong đó có một vị trường sinh giả trên đỉnh đầu mang phật quang vô cùng trói mắt hóa ra chân thân Mỉm cười thân thiện hỏi Bạch Tôn Giả. Đạo Hiếu, nên xưng hô thế nào? Bạch, Bạch Tôn Giả trả lời. Xin chào Bạch Đạo Hiếu, ta là công đức đạo nhân. Không ngờ vị trường sinh giả mang Phật quang trên đỉnh đầu này lại gọi là công đức đạo nhân. Bạch Tôn Giả Hiếu kỳ nhìn về phía công đức đạo nhân. Đừng để ý, Phật quang trên đỉnh đầu là do ta tham khảo phương pháp siêu độ của Phật môn, sau đó chuyển hóa ánh sáng công đức thành đấy, chứ bản thân ta là tu sĩ đạo gia. Công đức đạo nhân cười ha ha nói. Nói xong, hắn lại tò mò nhìn bạch tôn giả. Đạo hiếu, người đã khai phá ra đạo của chính mình rồi đúng không? Mặc dù phần lớn trường sinh giả đều là sau kiếp tiên cửu phẩm mới bắt đầu chân chính khai phá đạo của mình, chứng đạo trường sinh. Nhưng cũng có một số trường sinh giả đã bắt đầu tìm kiếm đạo của mình ngay ở huyền thánh bát phẩm, thậm chí là ở cảnh giới sớm hơn nữa. Ừ, bạch tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, Thảo nào. Công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói, những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng, nếu đã khai phá ra đạo của mình, mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy, tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, thực lực của vị kiếp tiên cửu phẩm này không thua kém trường sinh giả bao nhiêu cả. Cảnh giới bằng nhau, chẳng qua là thiếu tích lũy mà thôi. Tên voi thần kia bại cũng không oan. Công đức đạo nhân rất biết ăn nói chẳng mấy chốc đã làm thân với bạch tôn giả. Mặc dù hai người là đối thủ tranh đoạt thiên đạo nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, công đức đạo nhân có cảm giác mình và bạch tôn giả đạo hữu rất hợp nhau. Đây là một cảm giác kỳ diệu, mà sau khi đạt tới cảnh giới trường sinh giả, loại cảm giác này sẽ không tự dưng xuất hiện. Cho nên khi trường sinh giả voi thần ra tay với bạch tôn giả, công đức đạo nhân cũng âm thầm chuẩn bị pháp thuật để có thể giải cứu bạch tôn giả bất cứ lúc nào nhưng không ngờ sức chiến đấu của bạch tôn giả lại vượt xa dự liệu của hắn, từ đầu đến cuối không hề cần hắn hỗ trợ. Cho nên, khi bạch tôn giả lên trên 9 tầng trời, công đức đạo nhân đã chủ động tới nói chuyện với bạch tôn giả. Cho dù sau đó hai bên sẽ là đối thủ tranh đoạt thiên đạo, nhưng vào lúc này, hắn vẫn có thể làm bạn với vị bạch đạo hữu này. Trong lúc tán gẫu, công đức đạo nhân vẫn chú ý giữ đúng mực, sẽ không làm vấn đề của mình khiến người nghe phản cảm, hắn không hỏi bạch tôn giả các loại tin tức nhạy cảm như công pháp hay xuất thân chỉ nói về một số sở thích mà thôi không lâu sau công nước đạo nhân và bạch tôn giả đã tìm được sở thích chung bạch tôn giả thích tốc độ tốc độ cực hạn bất kể là phi kiếm phi đao pháp bảo hay thuyền tiên chỉ cần là pháp bảo tốc độ cao hắn đều thích công nước đạo nhân cũng thích tốc độ cực hạn nhưng không yêu thích rộng như bạch tôn giả hắn chỉ thích loại pháp bảo phi toa mà thôi Hắn có một món pháp bảo có tên là Phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới, tốc độ nhanh không tưởng, bằng vào tốc độ của phi toa có thể xuyên qua vạn giới. Món pháp bảo này được giới tu sĩ công nhận là pháp bảo có tốc độ nhanh nhất ngoài pháp bảo loại hình không gian. Thậm chí ở cự ly ngắn, xuyên không gian cũng không nhanh bằng tốc độ của nó. Xuyên không gian còn cần phải mở ra không gian, tiến vào cửa không gian rồi đi ra từ một đầu khác. Còn Phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới thì chỉ cần khởi động vèo một cái là có thể đến mục tiêu. Trong cự ly ngắn, tốc độ còn nhanh hơn cả xuyên không gian. Bạch tôn giả tỏ vẻ rất hâm mộ món pháp bảo này. Đáng tiếc, pháp bảo này là của quý của công đức đạo nhân, được cưng như trứng. Cùng lắm cũng chỉ có thể cho bạch tôn giả thưởng thức một lát mà thôi. Cứ như vậy, ở trên 9 tầng trời, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà bầu không khí giữa các trường sinh giả cũng càng ngày càng nặng nề thông nương vẫn lấy góc độ người ngoài cuộc để xem diễn biến của câu chuyện. Lúc này thông nương có một suy đoán, mộng cảnh quỷ dị này hẳn không phải là cô phát tình nằm mơ thấy bạch tôn giả, mà là bị kén lớn ảnh hưởng nên mới tiến vào giấc mộng này. Nếu đây là giấc mộng nói về bạch tôn giả trinh chiến thiên đạo, vậy kế tiếp hẳn là phần cao trào của bộ phim này. Tiếp theo chắc hẳn là các cảnh trường sinh giả đánh nhau kịch liệt, sau đó người mạnh nhất sẽ chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo mới. Thông Nương hưng phấn nghĩ, nếu được chứng kiến vô số trường sinh giả đại chiến, cho dù cô chỉ đứng ở một bên xem cũng kiếm bộn nha. Hơn nữa Bạch Tôn giả trong mộng mạnh như vậy, cuối cùng hắn có thể trở thành thiên đạo không? Đang lúc Thông Nương háo hức chờ mong đến cảnh các trường sinh giả đại chiến thì đột nhiên, mộng cảnh đen thui, bị đứng hình. Thông Nương trợn to mắt. Không thế nào, ở ngay thời điểm mấu chốt lại đứng hình, tàn nhẫn quá đấy. Không muốn đâu cho ta xem tiếp đi mà ít nhất phải để ta xem xong để ta biết được kết cục đã chứ? Thông nương bất mãn hét lớn. Dường như nghe được thanh âm của thông nương, bóng tối lui dần, cảnh mới xuất hiện. Cảnh này là cảnh bạch tiền bối thăng thiên. Ơ, ờ, trường sinh giả đại chiến đâu? Đâu mất rồi? Nội dung câu chuyện nhảy thẳng đến khúc cuối, bạch tôn giả tuấn mỹ vô song trên người bao phủ ánh sáng đại đạo. Loại ánh sáng đại đạo này rất huyền diệu sâu xa thông nương chỉ mới nhìn một cái, trong lòng đã sinh ra vô số lĩnh ngộ. Đây là trạng thái còn tuyệt vời hơn cả tình ngộ. Thông nương cảm giác sau khi ra khỏi giấc mộng này, cảnh giới của cô nhất định sẽ tăng vọt. Chỉ cần cho cô 3 năm, cô tin chắc mình có thể trùng kích cảnh giới tam phẩm, trở thành cường giả cung cấp với Tống Thư Hàng, nhưng với điều kiện là trong khoảng thời gian đó Tống Thư Hàng không lên cấp nữa. Bạch tiền bối thăng thiên, lẽ nào, bạch tiền bối đã trở thành thiên đạo, thông nương đột nhiên phản ứng lại. Bạch tiền bối, là thiên đạo. Vậy bạch tiền bối trong hiện thực là sao? Ước lôn của thiên đạo à? Không đúng không đúng, thời gian sai lệch. Thông nương sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thiên đạo đương nhiệm hiển nhiên là vị trường sinh giả quỷ dị đã tranh đấu với thánh nhân nho gia. Tuy sức chiến đấu của vị trường sinh giả nọ không mạnh bằng thánh nhân nho gia, nhưng nhờ vào lực khôi phục bất tử, hắn miễn cưỡng đánh bại thánh nhân nho gia, đoạt được chức vị thiên đạo trường sinh giả đang giữ chức thiên đạo hiện tại tuyệt đối không phải là vị bạch tiền bối trong mộng thông nương khẽ nuốt nước miếng chẳng lẽ bạch tiền bối là thiên đạo xa xưa hơn trong lúc thông nương suy tư bạch tiền bối đang thăng thiên đột nhiên dừng lại hắn cau mày cố sức suy nghĩ ánh sáng đại đạo trên người hắn càng ngày càng đậm trong hư không có một loại lực lượng phủ xuống người hắn muốn kéo hắn vào trong thiên đạo để hắn hòa làm một thể với thiên đạo nhưng bạch tiền bối dựa vào sức mạnh của bản thân gắng sức dừng lại một lát sau bạch tiền bối cúi đầu nhìn xuống phía dưới công nước đạo hữu người còn sống không bạch tiền bối hỏi đương nhiên còn sống bạch đạo hữu yên tâm đi bần đạo chưa chết đâu thanh âm của công nước đạo nhân truyền tới chỉ là trong giọng nói lại có vẻ khá yếu ớt hiển nhiên là ngay lúc thông nương bị đứng hình các trường sinh giả đã trải qua một trận đại chiến thảm khốc mà kết quả của cuộc đại chiến chính là bạch tiền bối đoạt được cơ hội thăng thiên. Mới vừa rồi may mà đạo hữu ngươi và ta kề vai chiến đấu, nếu không ta đã sớm đại bại trước sự vây công của các trường sinh giả khác rồi. Trong hư không, bạch tiền bối nói. Bạch đạo hữu ngươi muốn thăng thiên thì thăng nhanh đi. Ngươi cứ chậm chạp như vậy, bần đạo đau gan lắm. Công đức đạo nhân đáp. Chờ mắt nhìn cơ hội chấp trưởng thiên đạo vụt khỏi tay mình, trường sinh giả nào mà không đau gan chứ. À, thật ra là thế này, đột nhiên ta không muốn thăng thiên nữa. Bạch tôn giả nói. Gì? Công đức đạo nhân trợn to hai mắt. Lúc phi thăng tới một nửa, trong lòng ta chợt cảm thấy bất an. Ta cảm giác ta còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ còn chưa phải lúc để ta trở thành thiên đạo. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Đừng có đùa, lúc này mà ngươi còn do dự cái gì nữa. Nhanh thăng thiên làm thiên đạo của ngươi đi, sau đó nhớ chiếu cố ta một chút ta là được. Công đức đạo nhân nói. Bạch tiền bối cau mày. Hắn thật sự cảm thấy khá bất an. Sau khi suy nghĩ một lát, bạch tiền bối nói. Công đức đạo hiếu, có muốn làm một cuộc giao dịch không? Giao dịch gì? Công đức đạo nhân nghi hoặc hỏi. Người có muốn tư cách thiên đạo này không? Ta muốn bán tư cách thiên đạo lần này. Bạch tôn giả nghiêm túc nói. Công đức đạo nhân. Cái gì? Dùng phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới của ngươi để đổi đi. Bạch tôn giả chia tay ra, nói với công nước đạo nhân. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đưa phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới cho ta, thiên đạo để ngươi làm. Công nước đạo nhân ngây ngẩn cả người. mươi 874, hai người cứ dùng kén đi. Thông nương đang đứng xem cũng ngu người luôn, ngay cả cơ hội nắm giữ thiên đạo cũng có thể dùng để giao dịch à. Vậy thế giới này còn cái gì là không thể giao dịch đây? Bạch đạo hiếu, ngươi đừng có giỡn nữa công đức đạo nhân dở khóc giở cười nói ai giỡn với ngươi chứ thời gian không nhiều lắm rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không bạch tiền bối nghiêm túc nói đừng nói nhảm nhiều như vậy chỉ một câu thôi ngươi có muốn làm thiên đạo hay không đang khi nói chuyện bạch tiền bối đã có vẻ không ngăn lại được lực lượng thăng thiên thân thể lại bị cưỡng ép hút lên trên đương nhiên là muốn rồi công đức đạo nhân trả lời mỗi vị trường sinh giả tới nơi này đều là vì nắm giữ thiên đạo, trở thành bất hủ. Thế nhưng sau khi ta trở thành bất hủ thì ngươi sẽ không hối hận chứ? Công đức đạo nhân bổ sung. Loại chuyện như trở thành thiên đạo này không dùng để đùa giỡn được đâu. Sau khi trở thành thiên đạo sẽ bất hủ bất diệt. Tuy rằng thiên đạo từng thay đổi mấy lần, nhưng có thể khẳng định là, người đã từng đảm đương, thiên đạo thì không ai chết cả. Tất cả tu sĩ suy đoán rằng, sau khi nắm giữ Thiên Đạo mới có thể lĩnh ngộ mộ được một ít tin tức mà tu sĩ bình thường không cách nào hiểu được. Tỷ như, tin tức ở tầng thứ càng cao hơn so với Thiên Đạo. Sau khi đạt được những tin tức này, vị từng đảm đương Thiên Đạo mới có thể lựa chọn bỏ qua quyền nắm giữ Thiên Đạo. Nhưng công đức đạo nhân cho rằng nếu chính bản thân hắn trở thành Thiên Đạo thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nắm giữ Thiên Đạo. Hắn sẽ vĩnh viễn làm một Thiên Đạo yên tĩnh, bất hủ bất diệt. Vậy giao dịch đi bạch tiền bối nói một lát sau bạch tiền bối hài lòng chiếm được phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới mà công đức đạo nhân được bạch tiền bối thay vào trong vị trí thăng thiên ánh sáng đại đạo được thực thể hóa quấn quanh trên người càng lên càng cao cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa công đức đạo nhân đã trở thành thiên đạo mới nhậm chức thiên đạo có chủ phong vân đổi rời trong trời đất trong vũ trụ truyền đến từng cảnh tượng điềm lành toàn bộ vũ trụ nghênh đón một sóng thủy triều linh lực thủy triều linh lực nồng đậm khiến các tu sĩ tu luyện trong mấy ngàn năm kế tiếp đều làm ít công to. Mà đồng thời, lại có một tầng linh quang bao phủ lên người bạch tiền bối. Đây là chúc phúc tới từ thiên đạo mới công đức đạo nhân. Trong hình, bạch tiền bối đang vừa lòng thỏa ý mà cầm phi toa xuyên qua chư thiên vạn giới. Thông nương, gạch nối, cảnh trong mơ này là sao đây, là chuyện cố thật sao? Nếu như là chuyện cố thật, Vậy cô cũng không biết nên đậu xanh rau má thế nào mới tốt nữa. Bạch phá của ơi là bạch phá của. Hơn nữa, đại chiến trường sinh giả đã nói đâu? Vì sao đại chiến trường sinh giả mà ta muốn xem nhất lại không có chứ? Giữa lúc Thông nương đang suy tư, toàn bộ không gian trong mộng bắt đầu sụp đổ. Cả thế giới hóa thành từng khối mảnh vỡ hình hình vuông rồi biến mất. Lúc Thông nương phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã trở về cái không gian tối tăm mờ mịt kia mà trước mặt cô cái kén lớn kia còn đang phát ra hào quang sáng ngời thông nương rơi vào trầm tư bên trong kén lớn là ai giấc mộng vừa rồi là do chiếc kén lớn này khơi ra à vì sao kén lớn lại khơi ra giấc mộng có liên quan đến bạch tôn giả chứ sau khi suy nghĩ một lát thông nương vươn tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc kén lớn này một cái chào ngài tiền bối ngài có thể trả lời một tiếng không Tiền bối có tu vi cao thâm như này thì trạng thái giấc ngủ kỳ thực rất nông, chỉ cần có người tới gần thì bọn họ sẽ lập tức tỉnh lại từ giấc ngủ. Cho nên thông nương cho rằng bản thân không cần lớn tiếng thì cũng có thể đánh thức tiền bối trong kén mới đúng. Bên trong kén truyền ra tiếng ngáy đều đều của bạch tiền bối tu. Tiền bối, xin hỏi ngươi biết tống thư hàng không? Thông nương lên tiếng hỏi lần nữa, Đối phương có thể có được Long Ma Dược Tề của Tống Thư Hằng thì nói không chừng có thể đưa cô ra khỏi cái không gian tối tăm mờ mịt này chăng? Zzzzzzzzzz. Tiền bối, ta tên là Thông Nương, là một yêu tinh nhỏ được Tống Thư Hằng nhận nuôi. Nếu ngươi biết Tống Thư Hằng thì chít một tiếng đi. Thông Nương kiên nhẫn nói, ta có phải là hamster đâu? Chít cái gì mà chít? Bạch Tiền Bối tu trả lời. Lúc này, dường như hắn lại mở ra, hình thức có hỏi tất có đáp lần nữa trong lòng thông nương vui vẻ, vị tiền bối này chịu trả lời là tốt rồi. Chào ngươi, tiền bối, ta tên là thông nương, ngươi có quen biết Tống Thư Hàng không? Ừ, có quen. Bên trong kén truyền ra một giọng nói mà thông nương rất quen thuộc. Đây không phải là giọng của bạch tiền bối sao? Ông trời ơi! Thảo nào, giấc mộng truyền ra từ bên trong kén lại có liên quan tới bạch tiền bối. Thì ra là bạch tiền bối trốn ở chỗ này kết kén ngủ. Bạch Tiền Bối, thì ra là ngươi." Thông nương vui vẻ nói. "Đúng rồi Bạch Tiền Bối, chuyện trong giấc mộng ban nãy là sự thật sao? Ngươi từng thiếu chút nữa thì trở thành thiên đạo nhưng lại nhường cơ hội nắm giữ thiên đạo cho người khác ư?" "Đó là chuyện rất lâu rất lâu trước kia rồi." Bạch Tiền Bối tu trả lời. "Kỳ quái, hôm nay sao lại mơ thấy giấc mơ này nhỉ?" "Bạch Tiền Bối, vậy rất lâu rất lâu trước kia ngươi chính là kiếp tiên cửu phẩm rồi." vì sao hiện tại lại chỉ có cảnh giới tôn giả thất phẩm vậy thông nương hiếu kỳ hỏi à thì ra người quen biết vị bạch hiện chỉ có cảnh giới tôn giả thất phẩm kia à bạch tiền bối tu trả lời ta không phải vị bạch tiền bối mà người quen người có thể gọi ta là bạch tiền bối tu trong lòng tống thư hàng luôn gọi ta như vậy ta và vị bạch tiền bối người quen biết kia không phải cùng một người thông nương tại sao lại gọi cái tên bạch tiền bối thỏ kỳ quái như vậy thỏ trong tiếng chung là tu đọc là tù đồng âm với tu tu nhưng mà tên gọi không phải trọng điểm trọng điểm là trên đời này có hai bạch tiền bối lận sao vậy bạch tiền bối thỏ ngài và vị bạch tiền bối ta quen biết kia có quan hệ như thế nào thông nương tò mò hỏi ta không biết ta còn chưa kịp tiếp xúc nhiều với hắn vấn đề này ta không thể trả lời ngươi bạch tiền bối tu đáp vậy bạch tiền bối thỏ tu vi bây giờ của ngài là mấy phẩm vậy thông nương hiếu kỳ hỏi tiếp trước kia vị bạch tiền bối thỏ này chỉ thiếu chút nữa đã trở thành thiên đạo bất hủ vậy hiện tại hắn là cảnh giới gì bây giờ thì mất rồi chẳng còn cảnh giới gì cả bạch tiền bối tu thở dài xa xăm xin lỗi tiền bối nén bi thương thông nương an ủi không còn cảnh giới gì cả tức là tu luyện của vị bạch tiền bối tu này xuất hiện vấn đề nên công lực hoàn toàn biến mất ư. Ừ. Bạch tiền bối tu, gạch nối. Đúng rồi, bạch tiền bối thỏ, ta có thể ra khỏi vùng không gian tối tăm mờ mịt này không? Lúc trước ta tiến vào thế giới này theo một thông đạo, nhưng cái thông đạo kia đột nhiên biến mất rồi. Thông nương hỏi, cô cảm giác thế giới tối tăm mờ mịt này rất áp lực. Còn không bằng trở về đảo nhỏ trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Chỉ ít nơi đó rất thích hợp cho cô sinh trưởng. Hơn nữa trong giấc mộng vừa rồi khi cô nhìn thấy Bạch Tiền Bối thỏ thăng thiên, trên thân quấn quanh ánh sáng đại đạo thì trong tâm có cảm ngộ. Thông Nương định bao giờ về sẽ cắm dễ trên đảo nhỏ trong hạch tâm của Tống thư hàng tu luyện một đoạn thời gian. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới tam phẩm. Cô biết kể chuyện cười không? Lúc này Bạch Tiền Bối tu đột nhiên hỏi. Biết chứ, ta giỏi nhất là kể chuyện cười đấy. Thông Nương tự tin nói. Trong 200 bản lĩnh cần có của yêu tinh ngoan cường sinh tồn, mà cô đã học có phương pháp, nữ yêu thành công biến thân thành con giáp thứ 13 của nam chủ nhân như thế nào, trong những thủ đoạn lấy lòng nam chủ nhân có thủ đoạn trêu chọc nam chủ nhân vui vẻ. Kể chuyện cười cũng là một hạng mục kỹ xảo trong đó. Hơn nữa, trước đó không lâu Tống Thư Hàng vừa rảnh rỗi là đi xem chuyện cười ngay, thông nương cũng nhớ được không ít. Vậy cô kể ta nghe vài chuyện cười đi, nếu ta vui vẻ thì sẽ chỉ cho cô rời đi. Bạch tiền bối thu đáp, hiện tại hắn dường như đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Hoặc là, dù đang nói mớ trong mộng thì hắn vẫn thích nghe chuyện cười. Được, không thành vấn đề. Thông nương vỗ ngực nhỏ của mình nói. Trước tiên ta sẽ kể cho ngươi nghe một chuyện cười cực kỳ hay luôn, lúc đó ta còn thầm cười ra nước mắt đấy. Kể đi, bạch tiền bối tu nói với vẻ chờ mong. Thông nương nghiêm túc nói. Ta đã từng bị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng giờ bọn ta đều đã bình phục rồi sau khi kể xong bản thân thông nương phá lên cười trước tiên bạch tiền bối tu gạch nối chuyện cười quái quỷ gì thế này sao hắn không thấy có chỗ nào buồn cười cả vậy thông nương thì đã cười chảy cả nước mắt rồi sau khi cười chán chê thông nương mới thấy btb vẫn chưa cười cô bèn tò mò hỏi không buồn cười sao ta cười không nổi bạch tiền bối tu thành thật đáp không sao, có lẽ ngươi không quen với loại chuyện cười này. Ta đổi cái khác vậy, cũng đặc biệt thú vị đấy. Lúc ấy ta núp trong túi thu nhỏ một tấc của tống thư hàng mà cười suốt nửa ngày. Cái chuyện cười này nhất định sẽ làm ngươi cười ra tiếng luôn. Thông nương nói, trước đây có một tên mập, một ngày nọ, hắn nhảy từ lầu cao xuống. Kết quả, hắn biến thành một tên mập chết toi. Ha 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 ha. Thông nương lại tự cười phá lên. Bạch tiền bối tu. Gạch nối chấm, không hiểu sao bạch tiền bối tu thấy cái chuyện cười này chẳng những không buồn cười mà còn hơi bi ai nữa. Thông nương ngưng cười, thấy bạch tiền bối tu lại không cười thì nói. Ơ, ờ, cũng không được sao, tiền bối khó cười thật đấy. Đã như vậy ta sẽ kể câu chuyện buồn cười nhất mà ta đã xem trước đó không lâu nhé. Thời gian qua nhanh, cứ như vậy, thông nương một mạch kể hơn 20 chuyện cười bạch tiền bối trong kén lớn không những không hề thấy buồn cười mà còn thấy hơi lành lạnh tất cả chuyện cười thông nương kể đều là chuyện cười lạnh càng kể càng lạnh hơn còn chưa được sao không sao cả hàng tồn trong bụng ta còn nhiều lắm nhất định sẽ có một chuyện có thể làm ngươi bật cười thông nương tự tin nói không cảm ơn ta cảm thấy cũng đã được rồi bạch tiền bối tu nói nếu để con hành yêu này kể tiếp hắn sẽ đóng băng mất như vậy đi chúng ta đổi phương thức khác cô biết sung kén không bạch tiền bối tu nói sung kén ư thông nương nhi hoặc chính là ôm lấy cái kén này dung mạnh vào càng mạnh càng tốt Dung tốt ta sẽ đưa cô về bạch tiền bối tu nói chỉ vậy thôi không thành vấn đề thông nương gật đầu cô kéo tay áo lên tiến tới ôm lấy kén lớn kén tuy lớn nhưng cũng không nặng nói thế nào thì giờ thông nương cũng đã là cảnh giới nhị phẩm sức lực vẫn phải có. Vì vậy, thông nương ôm lấy kén lớn, ra sức sung. chương 875, yêu quái toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Cùng với sự đông đưa của kén lớn, tiếng ngáy của bạch tiền bối tu càng ngày càng kéo dài. Lúc trước, khi Tống Thư Hàng tìm đường chết mà dùng sức dung kén lớn lại khiến Bạch Tiền Bối Tu ngủ rất thoải mái, cho nên hắn đưa ra yêu cầu để thông nương dung kén, thông nương với dáng người nhỏ xinh ôm kén lớn rung như gió giật. Cảnh tượng này trông cũng cực đẹp. Sao cứ thấy có chỗ nào sai sai? Thông nương lẩm bẩm. Suốt cuộc, sau khi thông nương rung gần một giờ đồng hồ. Đột nhiên thân thể cô biến thành hình những đốm sáng rồi tan biến bên trong thế giới tả liên tối tăm mờ mịt. Đây là thủ đoạn không gian truyền tống, thông nương bị bạch tiền bối thu truyền tống thẳng ra ngoài. Phía bên kia, nửa giờ trước, ba đứa nhóc quả quả, thì và chúc lên lỏi như chớp trong khu giang nam trong tay thì dơ ngang một cái la bàn trên đó có một cây kim đồng hồ thỉnh thoảng rung lên một cái ba đứa nhóc lập tức đi thẳng về hướng mà kim đồng hồ trên la bàn chỉ cái la bàn này hiển nhiên là một món pháp bảo có thể cảm ứng được yêu khí hoặc là oán khí của quỷ quái la bàn là món pháp khí cấp thấp chỉ cần quỷ quái yêu vật biết cách che giấu khí tức bản thân là có thể né qua sự cảm ứng của la bàn vì vậy Chiếc la bàn này cùng lắm chỉ có thể cảm ứng được một ít oán quỷ cấp thấp, hoặc là yêu vật vừa thành tinh không lâu. Hẳn là ba đứa nhóc có thể đối phó được với loại quỷ quái và yêu vật đó." Diệp Tư nhẹ giọng nói. Cô và Tống thư hàng đang ngồi trên pháp bảo kim thư đi theo ba đứa nhóc từ phía xa. Ngay từ đầu, Tống thư hàng muốn túm cổ luôn ba đứa chúng nó về. Nhưng khi chứng kiến dáng vẻ hào hứng tràn trề của ba đứa nhóc, thư hàng mềm lòng lại thêm Diệp Tư giải thích rằng chiếc la bàn này sẽ không tìm tới yêu vật hoặc quỷ vật mạnh mẽ, tối đa là tìm được ít tiểu quỷ tiểu yêu. Ba đứa nhóc hẳn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa có Tống thư hàng và Diệp Tư đi theo sau lưng ba đứa nhóc, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vì thế, cứ để ba đứa nhóc thể nghiệm thử cảm giác hàng yêu phục ma đi. Trên đường theo dõi, Tống Thư Hàng đột nhiên khẽ cao mày rồi vươn tay đè lên thế giới hạch tâm trong tâm khiếu của mình. Làm sao vậy? Diệp Tư thấy động tác của Tống Thư Hàng thì dò hỏi. Hạch tâm trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng rất mẫn cảm với tà năng độ tinh khiết cao của thế giới cửu U, lẽ nào ở gần đây lại có người bình thường bị ô nhiễm sao? Không thấy thông nương đâu. Tống Thư Hàng nói, hắn đã trồng thông nương vào đảo nhỏ trong thế giới hạch tâm, lại không ngờ rằng lối đi núi liền với thế giới tả liên kia lại xuất hiện lần nữa, mang thông nương đến thế giới tả liên. Cũng không biết thông nương có thể gặp bạch tiền bối tu hay không. Nếu như không gặp bạch tiền bối tu thì cô có thể bình an ra khỏi thế giới tả liên không đây? Xem ra, sau khi xử lý xong ba đứa nhóc này, hắn còn phải thông qua lối đi ở thế giới hạch tâm đến thế giới tả liên tìm bạch tiền bối tu để mang thông nương trở về. Biến mất rồi, lẽ nào cô ấy cũng giống như Linh Thạch, Bị thế giới hạch tâm của ngươi hấp thu rồi à?" Diệp Tư hỏi. "Không phải, là cô ấy thông qua thế giới hạch tâm tiến vào một thế giới khác. Đến lúc đó ta mang cô vào thế giới hạch tâm một chuyến, cô sẽ biết thôi." Tống Thư Hàng trả lời. "Trừ cái đó ra, hắn còn phải chỉnh lý lại rất nhiều tình báo lấy được từ chỗ Bạch Tiền Bối tu lúc hắn ở thế giới Tà Liên để truyền lại cho các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1, cung cấp cho các tiền bối tham khảo." Kẻ chủ mưu phía sau màn trong sự kiện người bình thường bị ô nhiễm, lần này lại là chúa tể thế giới cửu U, cũng chính là chủ nhân của cánh tay sắt thép đã tấn công thế giới nho ra lần trước. Mà mục đích của đối phương có lẽ là tìm kiếm biện pháp rời khỏi thế giới cửu U, tiến vào thế giới chủ. Lại nói, ba đứa nhóc này thật sự có thể tìm được mục tiêu thích hợp sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Hắn sống ở khu Giang Nam đã rất lâu rồi nhưng rất ít khi nghe được tin đồn về quỷ quái và yêu vật. Kim la bàn trong tay bọn nhóc chưa có phương hướng cụ thể, chứng tỏ nó còn chưa bắt được mục tiêu thích hợp. Diệp Tư đáp: "Nếu kim la bàn bắt được mục tiêu thì sẽ khóa chết vị trí của đối phương ngay." Di chuyển lung tung khắp nơi như bây giờ hẳn là do chỉ cảm ứng được yêu khí hoặc tà khí lưu lại trong hư không. Đang khi nói chuyện, ba đứa nhóc đi tới bên cạnh một bờ sông. Vị trí la bàn chỉ đến là nơi này, thì bấm thủ ấn chỉ về phía bờ sông nơi này có vết tích oán niệm dừng lại nhưng mà ngọn nguồn oán niệm đã tiêu tán ánh mắt tiểu hòa thượng lờ mờ tản ra ánh sáng màu vàng sau khi nhìn lướt qua bờ sông thì nó lắc đầu nói tiêu tán ư vì sao oán niệm lại tiêu tán chúc tò mò hỏi hẳn là được vị cao tăng nào đó độ hóa ta còn có thể lờ mờ cảm ứng được pháp thuật siêu độ của phật môn lưu lại tiểu hòa thượng đáp tuy bây giờ nó chỉ có cảnh giới nhất phẩm nhưng sinh ra ở thắng địa Phật Tông, thiên nhai vân du tự, năng lực phân biệt của nó rất tốt. Tống Thư Hàng trên bầu trời sờ cầm, cũng đánh giá bờ sông. Hắn cảm thấy rất quen thuộc với khí thức được lưu lại bên cạnh bờ sông này, địa tàng độ hồn kinh. Hòa Thượng Tây Từ sau khi quay xong trận chiến mặt Pháp, Hòa Thượng Tây diễn một vai quần chúng rồi hài lòng rời đi. Xem ra, gần đây hắn ở lại khu giang nam siêu độ vong hồn khắp nơi chăng. Tống Thư Hàng đoán không sai. Sau đó, ba đứa nhóc quả quả, thi, chúc một mạch tìm tòi rất nhiều nơi có oán niệm lưu lại. Nhưng những nơi có oán khí quẩn quanh này đều đã được cao tăng siêu độ. Ở mỗi một nơi, Tống Thư Hàng đều cảm ứng được khí thức của Hòa Thượng Tây. Hòa Thượng Tây đang càng đi càng xa trên con đường thành cao tăng, nhưng hàng này là một đạo sĩ mà. Xem ra nếu còn đi loanh quanh như vậy thì ba đứa nhóc sẽ không có thu hoạch gì ví bằng bọn nhóc còn không tìm được mục tiêu thích hợp, vậy dẫn tụi nó về thôi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thì cầm la bàn tìm được một chỗ nữa. Lần này không phải oán khí, có yêu khí. Ánh mắt thì trở nên ngưng trọng. Sau đó, bọn nhóc nhìn về phía vị trí la bàn chỉ tới. Đó là một căn phòng cho thuê trông có vẻ rất bình thường. Ở cửa ra vào có một con husky lười biếng nằm úp sấp. Con husky này quả thật là khiến gia tộc husky mất mặt mà, husky không vui vẻ chạy nhảy tung tăng thì còn gọi là husky sao? Yêu khí phát ra từ chính nơi này." Thi nói, quả quả ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng cho thuê. Trên cửa treo một cái biển số nhà lớn, thế nhưng bên cạnh biển số nhà lại có chữ viết mà chỉ tu sĩ hoặc yêu ma mới có thể nhìn thấy được. Yêu quái toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà căn cứ bí mật số 250. Dường như cảm ứng được gì đó, con husky lười biếng kia đột nhiên đứng dậy. Sau đó, một bóng người xinh đẹp thoáng hiện trong hư không. Chương 876, vĩnh biệt mọi người. Yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Đây là tổ chức yêu quái kia sao? Treo tấm biển lộ liễu thế này không sao à? Bé trúc nhìn chằm chằm vào tấm biển của tổ chức yêu quái rồi hỏi. Trước kia có thể sẽ có sao, nhưng gần mấy trăm năm nay, người bắt yêu không hoạt động mạnh như trước nữa mà phần lớn tu sĩ vẫn đối xử bình đẳng với yêu tộc, chỉ cần yêu tộc không làm sằng làm bậy thì không ai đi gây chuyện với yêu tộc, cho nên treo khẩu hiệu thế này cũng không sao. Thi lên tiếng, lúc đang nói chuyện, một bóng người thình lình xuất hiện trong hư không, đây là thông qua phương pháp truyền tống không gian trực tiếp hiện thân. Người nọ là một thiếu nữ, cô có mái tóc dài màu xanh lục, cột thành hai chùm. Trên người mặc váy bó sát người màu trắng, làm nổi bật dáng người yểu điệu bốc lửa. Tống Thư Hàng trợn to mắt nhìn. Là thông nương. Sao thông nương lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cô cũng gặp được bạch tiền bối tu, sau đó bị truyền tống tới đây? Hắn đoán đúng rồi. Bạch tiền bối tu truyền tống thông nương ra khỏi không gian tà liên, hơn nữa còn đưa thông nương đến bên cạnh hắn. Nhưng bởi vì cửa ra của thế giới tà liên còn bị cầu kim loại thể lỏng phong ấn kín kẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tống. Mặc dù bạch tiền bối tu đã trở thành chúa tể thế giới tà liên, lại từ trong miệng Tống Thư Hàng biết được một thông đạo khác của thế giới tà liên, nhưng lúc dùng năng lực không gian đưa thông nương đi, tỏa độ hơi bị sai lệch một chút. Vốn là phải đưa thông nương đến bên cạnh Tống Thư Hàng, nhưng lúc thông nương xuất hiện lại là từ không trung ở độ cao 5 mét rất xuống. Con Husky ở cửa nhà trọ nheo mắt nhìn thông nương đột nhiên xuất hiện. Go go! Thông nương mơ màng mở mắt ra, lập tức phát hiện mình đang ở giữa không trung. Cô vội vàng thực hiện một cú lộn ngược ra sau đẹp mắt, vững vàng đáp xuống đất. Chuyện gì thế này, mới vừa rồi cô còn đang thay vị bạch tiền bối thỏ kia lắc kén lớn, lắc mãi đến khi cô cũng thấy buồn ngủ, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đây là đâu thế này? Thông nương xoay đầu lại nhìn về phía nhà trọ, cô vừa liếc mắt đã thấy ngay mấy chữ viết chỉ có tu sĩ hoặc yêu tộc có thể thấy được trên tấm biển. Yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà trụ sở bí mật số 250. Ồ! thông nương nhìn chằm chằm tấm bảng hồi lâu. Chờ chút, đây chính là tổ chức khốn nạn đã dạy cô 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót, khiến cô bị cửu đăng ni cô nhốt 300 năm đây mà. Tại sao tổ chức khốn nạn này lại có chi nhánh ở chỗ này? Hơn nữa, nói là trụ sở bí mật vậy tại sao lại viết ra rồi treo biển trắng trợn thế này? Người làm ra loại chuyện thế này chắc đầu bị thiếu nào trầm trọng lắm đây. Tốt nhất là làm như không thấy, xoay người rời đi thôi ngoài ra thông nương còn phát hiện một chuyện rất đáng mừng cô được tự do rồi cô thoát khỏi tay tống thư hàng rồi cảm giác tự do thật tốt thông nương hạnh phúc nắm chặt quả đấm nhỏ lúc này con husky lười biếng nhìn thông nương rồi đột nhiên hỏi tiểu nha đầu có bao nhiêu phương pháp đầu hàng khi đánh không lại tu sĩ nhân loại giọng của con husky rất trong trẻo nghe có chút giống giọng nữ tử nhưng cũng có chút giống giọng nam hài 500 loại. Thông nương trả lời không suy nghĩ. Hết cách rồi, cô thuộc lầu rồi mà, không cần dùng não suy nghĩ cô cũng có thể trả lời vấn đề này, chúng đã trở thành bản năng của cô luôn rồi. Theo thùa may vá nằm trong phần nào của bí pháp 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót. Husky lại nhanh chóng hỏi tiếp. Nằm trong mục nhỏ hiền thê lương mẫu thuộc phần nữ yêu phải làm sao để thành công biến thành con giáp thứ 13 câu chủ nhân nam, cộng thêm 13 chiêu cung đấu cùng đạo lữ của chủ nhân. Thông nương lại trả lời rất nhanh. Khi nghe đến đây, quả quả, thi, trúc đang ẩn nấp một bên cùng với Diệp Tư trên bầu trời đều quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp. Nghe theo mấy loại bí pháp bản lĩnh này thì chỉ có thảm thôi. Bất kể yêu tinh nào học qua 200 bản lĩnh này đều chẳng khác gì một con phế yêu. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Chẳng lẽ hắn lại nói hắn biết hết 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót à? Hắn đã từng nhập mộng làm một cây hành mấy trăm năm, thể nghiệm qua cuộc đời của thông nương. Trong lần nhập mộng đó, ngoài học được thế nào là kiên nhẫn, hắn còn học được bí tịch 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót lừa bịp này. 200 bản lĩnh này siêu đáng sợ, đến bây giờ đôi lúc còn ảnh hưởng đến hành động cử chỉ của Tống thư hàng. Ví dụ như về phương diện hành vi cư xử chẳng hạn, có lúc Tống Thư Hàng sẽ bất giác nhớ tới nội dung trong 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót. Muốn quên cũng quên không được. Thấy thông nương trả lời vừa nhanh lại vừa chính xác như vậy, Husky lười biếng gật đầu nói. Rất tốt, người trả lời rất chính xác, xem ra người cũng là một thành viên của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Người thuộc chi nhánh nào thế? Ta không biết, thông nương lắc đầu đáp. Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ có nên làm bộ như không biết tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà này không, nhưng không ngờ lại bị con chó lớn này dụ hai câu, để lộ thông tin mất rồi. Người không biết, kỳ quái, đáng lẽ tổ đã báo số chi nhánh lúc thu nhận người mới rồi chứ? Chẳng lẽ, ngươi là người mới do trụ sở chính thu nhận? Trong đôi mắt chó hiện lên sự kinh ngạc. Ta không biết, ta tự dưng được tổ chức thu nhận, sau đó lại tự dưng được một vị truyền công trưởng lão dạy cho 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót, sau khi thành tài thì xuống núi thôi. Thông nương trả lời, xem ra người rất có thể là đệ tử do trụ sở chính thu nhận. Người đến đúng lúc lắm, hôm nay chi nhánh số 250 chúng ta sẽ tổ chức một bữa thuế nhân yến hiếm gặp, người đến vừa kịp lúc, mau vào đi. Trên mặt Husky lộ ra biểu cảm mỉm cười. Không sai, chính là cái vẻ nheo mắt lại, hé miệng thè lưỡi ra đầy ma mị, tạo thành nụ cười mê hoặc của Husky ấy. Thuế nhân yến, thuế nhân là cái gì? Chẳng lẽ, các người muốn ăn, ăn, thịt người? Thông nương cả kinh, nói chuyện cũng không được lưu loát. Thuế, lột xác, lột ra. Ba đứa bé nấp trong bóng tối nghe vậy, lập tức đề cao cảnh giác. Ăn thịt người, nếu như đám yêu quái này là yêu vật ăn thịt người, vậy bọn họ không thể mặc kệ được nhất định phải báo cáo lên tông môn để tông môn phái cao thủ tới hàng yêu. Mặc dù ba chúng nó hơi lì lợm một chút nhưng lại không ngốc. Chúng nó biết với sức của mình không thể cứ ngu ngốc xông vào đại bản doanh của yêu quái được, làm như vậy chẳng khác nào dâng thức ăn lên tận miệng yêu quái. Ăn thịt người, người nghĩ lung tung cái gì đấy, người có gì ngon mà ăn chứ, ăn thịt người là tư tưởng mê tín thời phong kiến ngày xưa rồi. Trước kia có một số yêu tinh ngu ngốc vẫn cho rằng ăn gì bổ nấy, cứ nghĩ chỉ cần ăn thật nhiều người là có thể sớm huyễn hóa thành người. Bọn chúng tưởng người là nhân sâm ngàn năm hay là linh chi ngàn năm chắc, mà ăn nhiều là có thể tấn cấp ngũ phẩm ngưng tụ yêu đan. Husky tỏ vẻ khinh thường. Lại xuất hiện rồi, biểu cảm khinh thường đầy ma mị của Husky. Thông nương nghe xong mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy, thuế nhân yến mà ngươi nói là cái gì? Thuế nhân yến là dịp để một số thành viên yêu tộc có tu vi thấp kém thể nghiệm một lần lột xác thành người. Đúng rồi, người biết thực tiên yến không? Chính là thịnh yến trong giới tu sĩ do biệt tuyết tiên cơ tổ chức ấy. Mỗi lần biệt tuyết tiên cơ mở thực tiên yến đều sẽ cần một lượng nguyên liệu lớn, yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà chi nhánh số 250 chúng ta chính là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu nấu ăn lớn nhất cho biệt tuyết tiên cơ. Vì vậy ngoài việc trả số lớn linh thạch cho chúng ta, lần nào biệt tuyết tiên cơ cũng giúp chúng ta chuẩn bị một bữa thuế nhân yến cỡ lớn, coi như là một phần thù lao đặc biệt. Thuế nhân yến có thể giúp cho yêu tộc tu vi thấp nhận được một lần thể nghiệm biến hóa làm người, mặc dù chỉ kéo dài trong mấy giờ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các yêu tộc tu vi thấp làm rất nhiều chuyện. Còn những yêu tộc đã lột xác thành hình người rồi thì cũng có thể thông qua thuế nhân yến, giúp trạng thái hình người của mình đẹp hơn, sửa lại một số đặc thù nổi bật. Ví dụ như tộc nhân loài mèo, sau khi vất vả tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm, lúc lột xác thành người thường sẽ theo bản năng giữ lại tai và đuôi, trong sinh hoạt hàng ngày cũng có rất nhiều chỗ bất tiện. Thông qua thuế nhân yến, bọn họ có thể sửa đổi những đặc thù này. Husky chuyển sang chế độ học giả, giải thích cho Thông Nương hiểu. Thì ra là vậy. Thông Nương gật đầu nói, không đề cập đến thuế nhân yến có hiệu quả đặc thù như đã miêu tả, chỉ mỗi việc tiên yến là do biệt viết tiên cơ chuẩn bị thôi cũng đủ khiến lượng lớn tu sĩ ước ao rồi. Quả quả, thì và trúc nấp trong bóng tối cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy. Một lát sau, quả quả lại giơ nắm đấm nhỏ lên nói tà đào ơ thi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả tai mèo mới là chính nghĩa bỏ đi tai mèo chính là tà đạo quả quả thấp giọng nói không được ta nghĩ ta phải đi ngăn cản bọn họ làm chuyện ngu xuẩn này mới được chúc thi ta nghĩ ta và chúc phải ngăn cản ngươi làm chuyện ngu xuẩn mới đúng đấy trên không trung tống thư hàng xoa cằm thật ra ta thấy có tai mèo và đuôi mèo cũng rất đáng yêu. Nhưng nếu là tai heo và đuôi heo thì thế nào? Thậm chí là răng cá sấu, chân trâu thì sao đây? Diệp Tư cười nói, yêu tộc không chỉ có một loài là mèo, yêu tộc còn có rất nhiều chủng loại khác nữa. Tống Thư Hàng lập tức tưởng tưởng ra hình ảnh một cô gái mọc tai heo cùng với cô gái có chân trâu, đúng là không đẹp mắt cho lắm. Cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Hơn nữa trong yêu tộc cũng không chỉ có nữ không, nếu như được dựa mà mọc tai mèo thì cũng kỳ quá. Đang nói chuyện, thông nương đã bị dụ đi vào trong trụ sở bí mật số 250 của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Sau khi thông nương tiến vào, con husky kia ngáp một cái rồi lại lười biếng nằm trên đất. Lẽ nào sau khi thành yêu, theo tuổi tác tăng trưởng, husky không còn hiếu động như trước nữa sao? Thế nhưng có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, cho dù Husky có sống vạn năm thì vẫn là Husky mới đúng chứ nhỉ? Xem ra nơi này cũng không phải mục tiêu chúng ta muốn tìm rồi. Quả quả nhỏ giọng nói. Thi, vậy rút lui thôi, lại đến chỗ khác tìm thử xem. Trúc, quả quả sư huynh, sư tỷ, ta đói. Thi, nghe Trúc nói, ta cũng thấy đói. Quả quả sờ bụng nhỏ, nó cũng đói. Trúc, ta muốn ăn thuế nhân yến, Món ăn do biệt Tuyết Tiên cơ trong truyền thuyết làm nhất định ăn ngon. Quả quả lắc đầu nói: "Nhưng chúng ta không phải yêu quái, cũng không phải thành viên của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, không thể đi vào." Quả quả chưa từng thấy qua trạng thái hình người của Thông Nương, cho nên cũng không biết vị mỹ nhân tóc xanh mới vừa đi vào chính là Thông Nương đi theo Tống thư hàng. Hơn nữa nơi này là đại bản doanh của yêu tộc, nếu ba tu sĩ nhân tộc chúng ta đi vào, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Quả Quả lại bổ sung. Thi, tiếc ghê. Chúc. Đói bụng quá, Quả Quả sư huynh, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi. Đi thôi, chúng ta đi ăn món ngon. Trong tay chúng ta có ví tiền của thư hàng sư huynh, trong đó có hơn vạn tệ, đủ để chúng ta dùng mấy ngày. Quả Quả gật đầu nói. Dứt lời, ba tiểu tử chảy nước miếng, dứt khoát xoay người chuẩn bị rời khỏi chi nhánh số 250 của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà tiếc thật, nếu lúc này có vị tiền bối nào mà chúng ta quen tới đây, dẫn chúng ta đi vào ăn thuế nhân yến thì tốt biết mấy. Trúc ảo tưởng nói, thi nghiêm túc nói, không được đâu, chúng ta có biết vị tiền bối yêu tộc nào đâu. Quả quả nghe đến đây, suy nghĩ một chút, nó biết rất nhiều vị tiền bối yêu tộc nha. Sau khi suy nghĩ một hồi, nó chắp hai tay trước ngực, mặt đầy thành kính cầu nguyện. Bạch tiền bối, bạch tiền bối, Bạch tiền bối vạn năng nếu như ngài nghe được lời cầu nguyện của ta thì hãy phái một vị tiền bối yêu tộc mà ta biết, dẫn chúng ta đi vào ăn thuế nhân yến nào. Thi, chúc, quả quả sư huynh, người đang cầu khấn vị Phật tổ nào thế? Bạch tiền bối là vị Bồ Tát nào vậy? Quả quả giải thích, bạch tiền bối là một vị tiền bối siêu lợi hại mà ta biết, mấy lần trước ta cầu khấn ngài ấy, nguyện vọng đều thành hiện thực. Nếu như có thể, nó rất muốn nói cho hai cô bé nghe về những lợi ích khi cầu khấn bạch tiền bối. Ngay lúc quả quả đang nói chuyện, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng va chạm rầm rầm. Còn có tiếng ô tô gầm rú, cùng với tiếng kèn liên hồi. À, 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 mấy bạn nhỏ trước mặt mau tránh ra, xe không thắng lại được. Tiêu rồi, lại sắp xảy ra tai nạn giao thông nữa rồi. Còn có tiếng thét chói tai của một vị nữ tử. Lại, Quả quả và hai cô bé vừa quay đầu đã phát hiện, trong hẻm nhỏ mà ba đứa đang nấp tự dưng chui ra một chiếc SUV không biết nhãn hiệu gì. Vừa nhìn là biết xe này là một chiếc xe đặc chế, rất châu bò. Toàn thân chiếc SUV đều được trang bị phòng hộ chống va chạm. Đây quả thực là một chiếc xe điện đụng chuyên dùng cho đâm đụng, hơn nữa còn là xe điện đụng giết người phiên bản khủng, đụng người nào chết người nấy. Hơn nữa, tốc độ của xe này rất không khoa học, Quả Quả và hai cô bé cảnh giới nhất phẩm rất khó tránh được tốc độ cỡ này. Trong lúc nguy cấp, Quả Quả cắn răng đưa tay đẩy hai cô bé văng ra khỏi quỹ đạo của chiếc SUV. Thi và chúc là nó mang ra khỏi thiên nhai vân du tự, cho nên nó có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hai cô bé. Lúc này, cứ để một mình nó chịu tai nạn đi. Sau khi nó đẩy hai cô bé ra, dây kế tiếp chiếc SUV nó đã tuyệt tình tông vào người Quả Quả. A à, vĩnh biệt mọi người chương 877, bọn ta sắp bắt một đám người tụ tập phi pháp. Tiểu hòa thượng cảm giác được chiếc SUV giết người kia tông vào người nó, thân thể nó ngã lăn ra đất. Sau đó bánh xe to của chiếc SUV tàn nhẫn cán qua thân thể bé nhỏ của nó. a à, sắp chết rồi. Khoảnh khắc đối mặt với cái chết, quả quả không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Tạm biệt thư hàng sư huynh, tạm biệt tam nhật sư huynh, tạm biệt thông huyền phương trưởng, vĩnh biệt mọi người tiếng ga ô tô vẫn đang gầm rú bánh trước mới vừa tàn nhẫn cán qua thân thể tiểu hòa thượng bánh sau đã theo sát tới cán qua tiếp thực hiện hai lần cán liên tiếp chắc thân thể mình bây giờ đã bị cán bẹp dí rồi nhỉ quả quả tuyệt vọng nghĩa nó dùng chút khí lực cuối cùng quay đầu nhìn về phía thi và chúc cách đó không xa thấy được hai người bình an vô sự trên mặt quả quả lộ ra nụ cười như Phật đà cũng may hai tỷ muội ấy không sao vĩnh biệt tiểu hòa thượng lại dùng chút khí lực cuối cùng ngẩng đầu ngóng không trung bầu trời thật xanh đây hẳn là lần ngắm nhìn bầu trời cuối cùng trong đời nó nhỉ sau đó nó yên lặng nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết kéo tới hay không ngờ quả quả nó đi ra hàng yêu phục ma ngay cả tà ma cũng chưa thấy mà đã chết dưới bánh xe ô tô rồi vận mệnh thật tàn khốc đúng lúc này tài xế nữ trên chiếc suv lại hét ầm lên a a a a chết rồi tông chúng người rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, lùi xe lại, nhanh lùi xe lại. Vì vậy, bốn bánh xe mới cắn qua thân thể tiểu hòa thượng quả quả xong. Giờ lại tàn nhẫn lùi trở lại, lần nữa cắn qua người tiểu hòa thượng. a à à, 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 tiểu hòa thượng đáng thương lại bị bánh xe to lớn lùi ngược lại cắn qua lần nữa. Đầu tiên là bánh sau, tiếp đó là bánh trước. Bánh xe của xe SUV rất lớn, chỉ một bánh xe cũng đủ cán toàn thân tiểu hòa thượng nằm trên đất. Quá tàn bạo. Đã cán ta một lần rồi, giờ còn cán ta thêm lần nữa. Ngay cả thi thể của ta mà cũng không chịu bỏ qua hà. Bị người cán tới cán lui thế này, cho dù là Phật tổ cũng sẽ nổi giận nhá. Chiếc SUV khổng lồ lùi về sau. Sau đó có một người mở cửa xe, chuẩn bị từ trên xe bước xuống. Nhưng do hẻm nhỏ quá nhỏ, cửa xe của xe SUV không mở ra được. Ai tới giải thích cho nó biết tại sao vị tài xế nữ này lại lái tên to con kia đến hẻm nhỏ này vậy? Ôi chao, hẻm nhỏ này nhỏ quá, dẫn đường đáng chết, rốt cuộc dẫn kiểu gì thế không biết. Tài xế nữ oán giận cho nói, dứt lời, cô đóng cửa xe lại. Hết cách rồi, trước tiên cứ mở rộng hẻm ra rồi tính tiếp. Mở rộng hẻm, tỷ tỷ gì đó ơi, chẳng lẽ ngươi lại muốn cắn qua thi thể ta thêm lần nữa à? Tiểu hòa thượng trợn to hai mắt, làm người đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Tiếng nhấn ga lại vang lên ầm ầm ầm. Sau đó, chiếc SUV khổng lồ bay lên, lướt qua khỏi đỉnh đầu thi thể tiểu hòa thượng. Wow, tỷ tỷ lợi hại thật, xe này lại còn biết bay nữa à? Mẹ ơi, không ngờ xe này lại biết bay. Tỷ tỷ gì đó à, nếu xe của ngài xe biết bay, tại sao không bay lên trước khi đụng vào ta hả? À? Người có biết người hại chết ta rồi không? Tiểu hòa thượng ướt cả hốc mắt, nó cảm thấy mình chết thật đoan ức. Thi và Trúc đứng bên cạnh trợn to hai mắt, có vẻ là bị cảnh quả quả sư huynh bị cán qua cán lại dọa sợ. Chiếc SUV khổng lồ đậu phía trước tiểu hòa thượng, sau đó một vị tiên tử xinh đẹp vội vàng nhảy xuống xe. Nhìn qua cô gái này hẳn là một người giỏi nhảy múa, đường cong thân thể rõ ràng, vóc người cao gầy. Mặc dù là đang gấp gáp nhưng mỗi cử chỉ hành động của cô đều xinh đẹp uyển chuyển như đang múa. Tiên tử vừa xuống xe đã chạy nhanh tới lúc cô nhìn thấy tiểu hòa thượng nằm dưới đất nhất thời bật cười nói tiểu quả quả hóa ra là ngươi à ngươi không sao chứ không sao sao mà không sao được chứ ta vừa bị bánh xe to đùng của chiếc suv mà ngươi lái chính diện cắn qua một lần lại lui ngược lại cắn thêm lần nữa đấy bây giờ ta nhất định đã bị ngươi cắn bẹp dí rồi ơ ờ, chờ chút không đúng nha tiểu hòa thượng bất giác đưa tay sờ thân thể mình không đau gì hết, thậm chí thân thể nó cũng không hề bị cán bẹp dí, vẫn hoàn hảo không tổn hại gì hết. Tiếp đó, quả quả ngơ ngác nhìn vị tiên tử nọ, trong lúc nhất thời não của nó vẫn chưa phản ứng kịp. Bị dọa sợ rồi, mau đứng lên đi, trên xe có bổ sung rất nhiều trận pháp, có giảm lực va chạm, có bảo vệ mục tiêu bị đụng, có ngăn cách tổn thương do xe cán qua, ta đã vẽ ra tầm trăm loại trận pháp. Cho dù ta có đụng vào một người bình thường gầy yếu, cũng sẽ không làm thương tổn đến người đó dù chỉ là một cọng tóc gáy. Tiên tử vừa cười vừa đi đến bên cạnh quả quả, đưa tay kéo nó đứng dậy. Không ngờ vì tiên tử này cũng rất tự hiểu lấy mình, đối với kỹ thuật lái xe của bản thân cũng đã tuyệt vọng đến một cảnh giới nhất định. Cho nên để tránh lúc lái xe gây ra thảm án huyết tẩy một con đường, cô đã thêm rất nhiều trận pháp lên trên xe. Đông phương lục tiên tử Lúc này quả quả cũng đã nhận ra vị tiên tử này là ai, chính là một người bạn thân của thông huyền phương trược, đông phương lục tiên tử. Vị tiên tử này có hai tài vô cùng nổi tiếng trong tu chân giới. Một là tài múa, dáng múa của cô nghiêng nước nghiêng thành, đông phương lục tiên tử nhảy múa là một trong những mỹ nhân đứng đầu tu chân giới. Tài thứ hai là tài lái xe, cô là sát thủ đỉnh cấp trong đám sát thủ xa lộ, đụng xe chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu để cô lái một chiếc xe bình thường không thêm trận pháp, cô thật sự có thể huyết tẩy cả một đường quốc lộ luôn đấy. Lần trước, trong cuộc đua máy kéo có tay cầm mà Bạch Tôn giả tổ chức, Đông Phương Lục Tiên Tử đã biểu diễn tài lái xe cấp bậc sát thủ đỉnh cấp của mình. Số tiến bối nuốt hận dưới máy kéo có tay cầm cải trang của cô vượt qua cả 10 ngón tay. Thảo nào lại lái xe vào trong hẻm nhỏ, thảo nào đã chính diện cán qua nó một lần còn phải lui ngược lại cán nó thêm lần nữa, bởi vì đây là Đông Phương Lục Tiên Tử mà. Tài lái xe của Đông Phương Lục Tiên Tử đáng sợ đến thế đấy, từ lúc cô lái xe đến bây giờ, chưa bao giờ gặp phải người ăn vạ, hoặc là người dám đụng vào xe cô ăn vạ đều đã bị cán nát bét rồi chăng. Tiểu Hòa thượng từ dưới đất nhảy lên, nó quan sát thân thể mình từ trên xuống dưới, phát hiện mình thật sự không sao cả thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nó nhìn Đông Phương Lục Tiên Tử nói: "Đông Phương Lục Tiền bối, hóa ra là ngài à, sao ngài lại xuất hiện ở đây thế?" "Ta tới tham gia một hoạt động do bạn ta tổ chức." Đông phương lục tiên tử cười đáp. Bạn, hoạt động. Tiểu hòa thượng lập tức nhớ lại nguyện vọng mà mình đã cầu bạch tiền bối. Một vị tiền bối quen biết có thể mang mình tiến vào bên trong tổ chức yêu quái, nếm thử mỹ vị của thuế nhân yến. Tiền bối quen biết, đông phương lục tiên tử chính là tiền bối mà mình quen nha. Cho nên, hoạt động mà đông phương lục tiên tử nói đến chẳng lẽ là chính là một yến hội do chi nhánh của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà tổ chức, ta tới đây để dự tiệc." Đông Phương Lục Tiên tử đáp. "Đúng thật luôn này." Trong lòng Tiểu Hòa thượng kích động không thôi. "Bạch Tiền Bối vạn tuế." Kể cả chuyện bị xe cán cũng bỏ qua luôn đi, mặc dù nghe nói vận may của Bạch Tiền Bối thường đi đôi với nguy hiểm, nhưng đây nhất định là trùng hợp thôi nhỉ. "Chỉ có điều, Đông Phương Lục Tiên tử, ngài cũng là yêu tộc sao?" Tiểu hòa thượng tò mò hỏi. Có thể coi là vậy, trong cơ thể ta có một chút huyết thống cổ yêu, cũng vì nguyên nhân này mà sau đó ta lại trùng hợp trở thành trưởng lão của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Nghe nói chờ truyền công trưởng lão đương nhiệm trầu trời, ta còn có cơ hội tấn thăng làm truyền công trưởng lão đấy. Đông Phương Lục Tiên Tử trêu gẹo nói. Vậy, Đông Phương Lục Tiên Tử, ngài cũng học qua hai trăm bản lĩnh mà yêu tinh cần phải biết để có thể ngoan cường sống sót rồi sao? Tiểu hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Ta có xem qua nhưng cũng không muốn học thứ ấy. Đông phương lục tiên tử cười ha hả Được rồi, đến giờ ta đi tham dự yến hội rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Đông phương lục tiên tử, xin chờ một chút. quả quả giơ tay, mặt dày nói. Tiên tử, ngài có thể dẫn chúng ta vào tham gia thuế nhân yến được không? Ồ các ngươi cũng muốn tham gia yến hội này à? Đông phương lục tiên tử nháy mắt một cái, cười nói. Được thôi, coi như là quả bồi thường do ta vô tình đụng chúng ngươi vậy. Thật à? Hai mắt thi sáng ngời. Suốt cuộc cô bé cũng lấy lại tinh thần sau sự kiện quả quả sư huynh bị xe đụng ngã xuống đất, lại bị cán qua cán lại. Thật à? Trúc cũng hỏi giống sư tỷ, Cô bé kinh ngạc không thôi, bạch tiền bối thật sự linh nghiệm vậy sao? quả quả sư huynh vừa mới cầu khấn, một giây kế tiếp, nguyện vọng đã thành hiện thực. Cảm giác, thật ngầu nha. Không thành vấn đề, dù sao ta cũng là trưởng lão mà, mang ba tiểu tử đi vào chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đông Phương Lục Tiên Tử bật cười nói. Vì vậy cô mang ba tiểu tử đi vào chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Con Husky lười biếng nằm ở cửa ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đông Phương Lục Tiên Tử. Đông Phương Lục trưởng lão, mặc dù ngươi là trưởng lão trong tổ chức, nhưng mang ba đứa bé nhân loại vào cũng siêu phiền toái đấy. Con Husky đã sớm phát hiện ra quả quả, thì và trúc đang nấp gần đó rồi, chẳng qua là nó lười lên tiếng kêu lên mà thôi. Hôm nay nó chỉ phụ trách giữ cửa, cũng không phụ trách những chuyện khác. Dù sao ta cũng là trưởng lão mà, cho nên phải có chút đặc quyền chứ. Đông Phương Sáu tiên tử cười nói. Vả lại, yên tâm đi không có yêu quái nào gây chuyện với ta đâu. Bởi vì nếu ai dám gây chuyện với ngài, ngày mai sẽ phải chết hiểu ở đầu đường ngay. Con Husky lầm bẩm nói, chết dưới xe ngài đấy. Ha 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 ha, lời như vậy mà người cũng dám nói. Người có muốn ngày mai phơi thay đầu đường trước không? Đông phương lục tiên tử cười rộ lên. Cảm ơn, cho phép ta từ chối. Con Husky giơ móng vuốt bứt mấy cọng lông trên người xuống. Sao cho ba tiểu tử kia đi, có thể che giấu một chút khí tức trên người bọn họ đấy. Cảm ơn nhiều. Đông phương lục tiên tử cười nhận lấy lông của con Husky. Cuối cùng ba tiểu tử cũng thành công lẫn vào chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Thư hàng, chúng ta có đi vào không? Diệp tư hỏi. Chúng ta cứ chờ chút đã. Tống thư hàng nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại di động. Là tin nhắn đến từ một bạn tốt viện trưởng bệnh viện tâm thần, Bọn ta sắp bắt một đám người tụ tập phi pháp, bọn ta đã bao vây tụ điếm của bọn chúng rồi. Cuối tin nhắn còn bổ sung thêm địa chỉ lúc viện trưởng gửi tin, hình như là ở ngay gần đây. Chương 878, rất muốn nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Vị trí của viện trưởng cách chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà không xa. Hơn nữa dựa vào nội dung tin nhắn mà viện trưởng đăng trong nhóm bạn bè cùng với tính cách quá kích động không nói hai lời đã sắn tay áo lên làm của người bắt yêu khi thấy yêu quái. Chẳng lẽ viện trưởng và những người bắt yêu khác đã vây công chi nhánh số 250 rồi sao? Dám lắm chứ? Tống Thư Hàng xoa huyệt Thái Dương, nhức đầu ghê. Cũng không biết thực lực của những người bắt yêu lần này thế nào. Nếu không đủ sức chính diện giao chiến với Đông Phương Lục Tiên Tử, nói không chừng cũng sẽ bị chiếc SUV của Đông Phương Lục Tiên Tử cán thành đống cặn bã, trở thành oan hồn trên xa lộ mất thôi. Hay là âm thầm nhắc nhở viện trưởng trong chi nhánh số 250 có cao thủ chấn giữ. Không ổn, bên kia có Đông Phương Lục Tiên Tử, cộng thêm ba đứa nhóc quả quả, còn có thông nương cũng ở trong đó nữa. Tống Thư Hàng không thể bán đứng mấy người Đông Phương Lục Tiên Tử được. Lúc này, Diệp Tư liếc nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại của Tống Thư Hàng rồi cười nói là anh bạn người bắt yêu của ngươi à, hắn đang ở gần đây, ha ha, đừng nói là bọn họ muốn đối phó chi nhánh này đấy nhé. Tống Thư Hàng gật đầu đáp, chính là viện trưởng, ta nghĩ mục tiêu của bọn họ, chắc là chi nhánh này đấy, cho nên ngươi đang dối rắm chuyện này hả, ưm, ừ, hay là chúng ta cứ âm thầm đi qua chỗ mấy người bắt yêu trước, xem thử thực lực của bọn họ như thế nào. Nếu thực lực không mạnh, ta trực tiếp dùng pháp thuật du ngủ khiến cả đám bọn họ chìm vào giấc ngủ, khỏi lo bọn họ tới quậy chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Còn nếu thực lực của bọn họ rất mạnh thì ngươi có thể liên lạc với vị đông phương lục tiên tử kia, để các yêu quái trong chi nhánh số 250 chạy đi trước. Diệp Tư đáp, ý hay, vậy chúng ta đi tìm viện trưởng trước. Tống Thư Hàng cười nói. Ngay sau đó, Diệp Tư điều khiển bản mạng kim thư bay đến vị trí được đánh dấu trong tin nhắn của viện trưởng. Lúc này, Viện trưởng cùng với ba đồng bạn người bắt yêu đang canh giữ ở hướng 3 giờ gần chi nhánh số 250, tiểu đội bọn họ phụ trách vị trí này. Mục tiêu lần này là một tổ chức yêu quái nhỏ yếu, mặc dù bọn chúng không gây hại gì cho nhân loại nhưng chúng ta cũng không thể cứ bỏ mặc không quản, nhất định phải bắt bọn họ mang về tộc địa trông coi nghiêm ngặt. Lần này ra tay, mọi người phải chú ý chừng mực, lấy bắt sống làm chủ. Dĩ nhiên, nếu gặp tên nào liều chết phản kháng thì không cần nương tay. Dù sao đối phương vẫn là yêu, là đại địch của chúng ta." Một người bắt yêu trung niên điển trai nhẹ giọng nói. Lúc người bắt yêu nhìn thấy yêu quái, trong lòng sẽ dâng lên một loại kích động không kiềm nén được, chỉ muốn lao lên giết chết toàn bộ yêu quái mới thôi. Nhưng khi đối mặt với một số yêu quái vô hại, người bắt yêu vẫn có thể khống chế sự kích động của bản thân phần nào, sau khi đánh ngã những yêu quái vô hại này rồi, sẽ mang bọn chúng về tộc địa của người bắt yêu phong ấn lại, trông coi nghiêm ngặt loại bỏ toàn bộ khả năng bọn chúng có thể làm hại nhân gian. Viện trưởng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Hắn cũng bất lực trước loại bản năng kích động miễn là yêu đều phải bắt lại, bất kể yêu tốt hay yêu xấu này lắm. Hắn vẫn đang tìm tòi nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải quyết loại bản năng kích động này, nhưng tạm thời vẫn chưa có manh mối gì. Nửa giờ sau, nghe theo khẩu lệnh hành động của Tổng đội trưởng, các người phải chuẩn bị đầy đủ phù văn và pháp khí trừ yêu đấy. Người bắt yêu trung niên điển trai nói tiếp. Viện trưởng và hai người bắt yêu trẻ tuổi khác gật đầu, lần nữa kiểm tra lại trang bị trên người mình. Mây khe răng mắc trời sau gác. Mưa núi sắp sang gió lộng lầu. Tình hình chiến cuộc giữa người bắt yêu và chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà đang hết sức căng thẳng, chỉ chạm nhẹ là nổ ngay. Có vẻ như đám chim tước xung quanh mấy người bắt yêu cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng chúng nó dối rít vỗ cánh bay xa trốn thị phi này. Người bắt yêu trung niên điển trai nhìn chim tước bay đi, đột nhiên thở dài một hơi. Một người bắt yêu trẻ tuổi hỏi. Nghiêm ca, sao ngươi lại thở dài? Tức cảnh sinh tình thôi. Người bắt yêu trung niên điển trai gọi là nghiêm ca kia nhìn chim tước bay đi xa, nói. Hơn 40 năm trước, ta nhặt được một con chim tước xinh đẹp bị thương, ta mang nó về nhà nuôi mấy năm. Chú chim nhỏ hiểu tính người lắm, Lúc nuôi cũng không cần lồng chim. Đáng tiếc nuôi mãi cho đến một ngày, nó bỗng dưng bỏ ta đi mất. Cho nên mỗi khi thấy chim tước, trong lòng ta lại có chút xúc động. Viện trưởng, hơn 40 năm trước nuôi một con chim tước xinh đẹp, có một ngày chim tước bay đi mất. 40 năm sau, mỗi khi Nghiêm ca thấy chim tước lại tức cảnh sinh tình. Hắn cũng cạn lời với Nghiêm ca luôn rồi. Chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng không xuất hiện ở đây, cô phái trợ thủ của cô đưa tám bản thuế nhân yến tới để yêu quái trong chi nhánh số 250 thưởng thức. Mà lần này các yêu quái trong chi nhánh số 250 cùng lắm chỉ ngồi hết 6 bàn mà thôi, đây là tính cả một số yêu quái khổ người khá lớn, một người chiếm 2 3 vị trí đấy nhé. Đầu năm nay số lượng yêu quái càng ngày càng ít, loại yêu quái tự mình tu luyện thành tinh giống như thông nương, 10 năm cũng khó thấy một con. Lúc này Thông Nương được bộ trưởng của chi nhánh số 250 an bài ngồi ở bàn thứ ba. Bên phải cô là một con chim tước xinh đẹp cùng với một vị nữ yêu hình người có vảy. Nhìn qua là biết con chim tước và nữ yêu hình người quen biết nhau, hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Tiểu thải, người thật sự quyết định vậy à? Nữ yêu kia hỏi nhỏ. Ừ, ta phải đi gặp hắn lần cuối. Chim tước nhỏ gật đầu nói. Ta chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới, Thọ Nguyên không còn nhiều nữa, cho nên ta muốn xin bộ trưởng cho phép ta gói phần thuế nhân yến của mình mang đi. Sau đó ta phải đi tìm hắn, dùng hình thái nhân loại gặp hắn lần cuối. Đề tài thật thương cảm, hơn nữa còn bao trùm một tầng lãng mạn. Chim tước nhỏ không còn nhiều Thọ Nguyên, muốn dựa vào hiệu quả của thuế nhân yến biến ảo thành người, đi gặp người mình nhớ nhung lần cuối. Thật giống tình tiết trong ngôn tình nhưng nếu xin gói phần thuế nhân yến của mình mang đi thì thời gian hóa thành hình người tối đa chỉ còn một phần mười thôi. Vốn dĩ một phần thuế nhân yến có thể duy trì hình người trong 2 giờ, nếu giảm bớt một phần mười thì chẳng còn bao nhiêu nữa, nhiều nhất chỉ tầm 10 phút. Nữ yêu kia cắn răng nói, như vậy đi, ta cũng gói phần của mình lại đưa cho ngươi mang đi luôn, như vậy ít nhất ngươi có thể gặp hắn được khoảng 20 phút. Cảm ơn ngươi, nhưng thật sự không cần đâu. Chim thước nhỏ cười từ chối đối với ta, 10 phút cũng đã đủ rồi. Thật đấy, cảm ơn ngươi nhé. Thông nương rất cảm động, sau đó cũng nóng đầu nói. 10 phút quá ngắn, không bằng ta cũng tặng phần thuế nhân yến của ta cho ngươi luôn. Dù sao thì trạng thái hình người của ta đã rất hoàn mỹ rồi, cũng không cần sửa đổi gì nữa. Cảm ơn ngươi, nhưng ta thật không cần đâu mà. Chim tước nhỏ lại cười từ chối. Cuối cùng, chim tước nhỏ vẫn không thể nào từ chối ý tốt của bản thân và thông nương thông nương và vị nữ yêu kia dứt khoát đổi phần thuế nhân yến của mình trạng thái đóng gói mang đi, sau đó giao toàn bộ cho chim tước nhỏ. Thông nương tò mò hỏi, người người muốn gặp ở đâu, bây giờ người còn tìm được hắn không? Hắn ngủ ở khu Giang Nam, thật ra thì mấy năm này ta vẫn thường đứng ở nhánh cây bên ngoài nhà hắn, nhìn hắn từ xa. 40 năm không gặp, hắn đã già đi rất nhiều rồi. Chim tước nhỏ khẽ nói, vậy thì tốt, còn cần chúng ta giúp gì nữa không? Thông nương tò mò hỏi. Không có, thật sự rất cảm ơn các ngươi, đặc biệt là thông nương. Rõ ràng chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, vậy mà ngươi lại giúp ta thế này. Chim thức tiểu thải xúc động nói. Không cần cảm ơn gì đâu. Thông nương treo gẹo nói. Dù sao tổ chức của chúng ta có tên là yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà mà, cho nên bây giờ chúng ta là người một nhà rồi đúng không? À ha, chim thước tiểu thải cũng bật cười. Sau khi suy nghĩ một chút, à, vừa hay ta có hai món đồ tặng cho các ngươi. Dứt lời, chim thước tiểu thải há miệng khẽ phun ra hai hạt trâu nhỏ màu vàng có hình thù kỳ quái. Nó giao hạt trâu cho thông nương và nữ yêu. Đây là đồ vật ta tìm được từ trên người của một vị cao tăng viên tịch vào 43 năm trước. Không phải bảo vật gì nhưng lúc mang trên người sẽ giúp thân thể ấm áp, tốc độ tu luyện cũng tăng lên chút ít bây giờ ta mang chúng cũng vô ích, vừa hay làm quà tặng các ngươi vậy. Sau đó không đợi thông nương và nữ yêu từ chối, chim thức tiểu thải đã vui vẻ mang ba phần thuế nhân yến gói lại, dương cánh bay ra khỏi chi nhánh số 250. Tại vị trí của người bắt yêu, người bắt yêu trung niên điển trai nghiêm ca, viện trưởng và hai người bắt yêu trẻ tuổi khác đang ngồi nghỉ ngơi trên hai ghế đá dành cho người qua đường ngồi nghỉ. Bọn họ mang phù bảo thu liếm khí tức để giả dạng thành người bình thường cách thời gian bắt đầu hành động còn một tiếng đồng hồ tống thư hàng và diệp tư lặng lẽ đi tới đỉnh đầu bọn họ tiếp tục duy trì chế độ ẩn hình trong suốt nhưng diệp tư lại không ra tay thôi miên đám người viện trưởng diệp tư đang dựa vào vị trí của nhóm người viện trưởng tiến hành tính toán để tìm ra vị trí của những người bắt yêu khác thực lực của nhóm người bắt yêu tới lần này không cao cho nên diệp tư định sau khi tìm ra vị trí của tất cả người bắt yêu cô thôi miên hết một lần luôn cho tiện ngay lúc này trên bầu trời có một con chim tước nhỏ xinh đẹp mang theo ba hộp cơm lớn bay qua khoảng không phía trên đám người bắt yêu đột nhiên thân hình chim tước nhỏ cứng đờ nó thấy được người bắt yêu trung niên điển trai nghiêm ca ở bên dưới tìm được hắn rồi không ngờ hắn lại ở gần ngay đây tiếc quá nếu sớm biết hắn ở gần đây thì nó sẽ trực tiếp dùng thuế nhân yến ngay trong chi nhánh sau đó nhanh chóng chạy ra gặp hắn nhưng bây giờ cũng không muộn chim thước tiểu thải bay đến một nhánh cây, tức tốc ăn hết ba phần thuế nhân yến đóng hộp. Sau đó, nó biến thành một cô gái xinh đẹp mặc y phục rực rỡ. Chỉ có 30 phút, tiểu thải nhẹ giọng nói. Cô phải nắm chắc thời cơ. Nếu như có thể, cô sẽ tranh thủ chút thời gian cuối cùng này tỏ tình với hắn. Dù có bị từ chối cũng mặc kệ. Tiểu thải chỉ hy vọng hắn có thể biết đến đã từng có một cô gái yêu hắn là đủ rồi. Gốc, Khê Vân sơ khởi, Nhật Trầm Các, Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu. Đây là hai câu thơ trong bài Hàm Dương Thành Đông Lâu của Hứa Hồn. Dịch nghĩa, mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác. Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu. chương 879, giọng nói mà thông nương không muốn nghe thấy nhất. Rất muốn nói cho người biết, ta yêu ngươi. Thiếu nữ mặc y phục rực rỡ nhanh chân chạy về phía người mình yêu cô chỉ có thể duy trì hình người trong tầm 30 phút ngắn ngủi, cô không muốn lãng phí dù chỉ là một giây. Càng đến gần, tim lại đập càng nhanh, hô hấp cũng rồn rập. Thậm chí ngay cả bước chân cũng bắt đầu không vững, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Cô theo bản năng vỗ hai cánh tay mình, nhưng lúc này cô mới chợt nhớ ra là mình tạm thời biến thành hình thái nhân loại, cho nên không có cánh để vỗ nữa. Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể bày tỏ tâm ý của mình cho hắn biết thiếu nữ mặc y phục rực rỡ nhìn về phía người đàn ông trung niên biển trai cách đó không xa. Giờ khắc này, trong thế giới của cô chỉ còn lại mỗi cô và hắn, không còn người nào khác nữa. Lúc này mấy người bắt yêu đang nói chuyện phiếm với nhau, bất giác đã nói sang đề tài nữ tu khá nổi tiếng trong tu chân giới gần đây, cũng nói lan sang chủ đề tu chân đạo lữ luôn. Thật hâm mộ mấy người đã có đạo lữ song tu, nghe nói sau khi có đạo lữ song tu thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp mấy lần, không biết có thật không. Một người bắt yêu trẻ tuổi nói, cậu này tầm 15, 16 tuổi. Vậy chắc là tìm nữ tu của huyền nữ môn làm đạo lữ song tu rồi, nếu không, tốc độ tu luyện không thể nào nhanh gấp mấy lần được. Viện trưởng đáp, chỉ có đệ tử của môn phái nắm giữ bí pháp song tu, sau khi trở thành đạo lữ song tu mới có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hai bên, đạo lữ song tu thông thường cũng không chức năng này. Mà này, các người có ai có đạo lữ không? ta nhớ thuần lương ngươi có bạn gái mà đúng không? Một người bắt yêu quay qua nhìn viện trưởng hỏi. Thật là, đó là do các người hiểu lầm thôi, ta và sư tỷ thật sự không phải là loại quan hệ đó. Hơn nữa ta và sư tỷ có liên lạc gì đâu, quan hệ giữa chúng ta chỉ như là tỷ đệ thôi. Viện thở dài nói, nếu muốn hỏi đạo lữ thì phải hỏi nghiêm ca đây này. Nghiêm ca rất điển trai, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu nói về đạo lữ, chắc chắn hắn là người có kinh nghiệm nhất rồi hai người bắt yêu trẻ tuổi lập tức nhìn qua nghiêm thiệu người bắt yêu trung niên điển trai nghiêm thiệu gạt tàn thuốc trong tay bật cười nói đừng nhìn ta thật ra đến bây giờ ta vẫn còn là một thằng đàn ông độc thân cũng không biết vì sao ta không hề có duyên với phái nữ nghiêm thiệu hồi tưởng lại cuộc đời mình được phái nữ tỏ tình một lần duy nhất đó là chuyện mười mấy năm về trước rồi khi đó hắn được một tiểu tiên tử chỉ chừng 10 tuổi tỏ tình. Nhớ tới lại cảm thấy yêu thương nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng bộ dạng hắn cũng đẹp trai, mị lực cũng không kém, tại sao lại không có duyên với phái nữ nhỉ? Tước yêu tiểu thải nghe đây, tim lại đập bình bịch. Trước kia cô vẫn thường lặng lẽ đến gần Nghiêm Thiệu, cũng biết hắn là một tu sĩ. Nhưng cô lại không biết người mình yêu là một người bắt yêu. Hắn vẫn chưa có đạo lữ song tu, tốt quá thế này thì cho dù mình tỏ tình cũng sẽ không quá mức quấy nhiễu hắn. cố lên, tiểu thải, người có thể làm được. tước yêu tiểu thải nắm vạt áo đi tới bên cạnh ba người bắt yêu, trong lòng âm thầm tự cổ động bản thân. nhóm người bắt yêu ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ mặc y phục rực rỡ với vẻ nghi ngờ. một cô gái thật xinh đẹp, hơn nữa trên người cô ấy còn có kim quang nhàn nhạt, nhạt, hình như là ánh sáng công đức Phật môn. nhờ tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt này vần quanh trông cô gái mặc y phục rực rỡ này càng thêm thánh thiện nhưng viện trưởng lại khẽ nhíu mày ánh sáng công nước màu vàng trên người thiếu nữ mặc y phục rực rỡ đang không ngừng yếu đi thay vào đó là một loại khí tức khiến hắn rất chán ghét đang lặng lẽ lộ ra ngoài nhưng loại khí tức này rất yếu ớt viện trưởng không xác định được có phải là ảo giác hay không đạo hiếu có chuyện gì không nghiêm thiệu ngẩng đầu lên tò mò hỏi ta ta khuôn mặt nhỏ nhắn của tước yêu tiểu thải đỏ bừng lên Hai tay vặn lại với nhau. Đối mặt với người mình yêu, nửa ngày mà cô vẫn không thể thốt ra được một chữ. "Mau nói ra đi, thích ngươi, ta thích ngươi, mình không còn nhiều thời gian nữa, mình phải tranh thủ nói ra được mấy lời này." Thân thể của Tước Yêu Tiểu Thải run bần bật. "Ta, thí, ta, thí, ta." Môi Tiểu Thải cũng run rẩy, không cách nào hết cả một câu. "Đạo Hữu, cứ bình tĩnh." Người bắt yêu Điển trai Nghiêm Thiệu đưa tay ra vỗ nhẹ vai Tiểu Thải một cái. Có lời gì thì cứ từ từ nói. Phù phù phù. Tiểu Thải cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cô không nghĩ được gì nữa cả, đầu óc trở nên trống rỗng. Nhưng, trạng thái này vậy mà lại có thể khiến cô nói ra lời trong lòng. Ta thích ngươi. Tiểu Thải dũng cảm đối mặt với người bắt yêu Trung niên Điển trai nói. Ta thích người ta vốn đã thích người cách đây rất lâu rất lâu rồi. Nghiêm thiệu cứng nở cả người. Thiên địa thánh thần ơi, hắn được con gái tỏ tình. Hơn nữa lần này người tỏ tình không phải là một đứa trẻ, mà là một tiên tử đã trưởng thành. Quả thực giống như mơ vậy. Có điều, trước giờ hắn chưa từng gặp qua nữ tu này mà. Trên người đối phương có khí thức Phật môn nhàn nhạt, nhạt, lẽ nào là nữ đệ tử tục gia nào đó của Phật Tông sao? Nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì cả người bắt yêu đã dần dần lui ra giới tu sĩ, sống ẩn giật mấy trăm năm, bọn họ mới chỉ thỉnh thoảng ra cửa hoạt động mấy năm gần đây mà thôi. Hắn không hề nhờ là mình có tiếp xúc với nữ tu này. Tiên tử, ngươi là ai vậy? Vì vậy nghiêm thiệu độc thân đã hỏi câu này. Vừa mới hỏi xong, hắn đã hối hận đến mức không thể tự tát miệng mình rồi. Lúc này hỏi thế chẳng khác nào phá hư bầu không khí. Nhưng lúc này tước yêu tiểu thải đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng, không hề nghe thấy đối phương nói gì. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, dùng thanh âm rất thấp lẩm bẩm gì đó. Hửm, tiên tử, ngươi đang nói gì đó? Nghiêm thiệu hỏi, ta thích ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta thật sự rất thích ngươi. Tước yêu tiểu thải lớn tiếng nói. Nhưng ngay lúc này, vòng kim quang nhàn nhạt trên người tước yêu tiểu thải bỗng dưng biến mất thật ra tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt này là hiệu quả đính kèm của hai viên kim châu mà cô đã tặng cho thông nương và bạn tốt nữ yêu. Sau khi vị cao tăng Phật gia nọ tỏa hóa, đại công đức, đại trí tuệ, đại từ bi khi ngài còn sống sẽ ngưng kết ra hạt xá lợi. Hai viên kim châu này chính là hai hạt xá lợi. Khi cô mang hai hạt xá lợi này trên người, yêu khí hoàn toàn bị che đi. Cho dù là người bắt yêu cũng không cách nào đoán ra được thân phận yêu quái của cô thậm chí bởi vì hàng năm làm bạn với hai hạt xá lợi, mặc dù cô đã tặng hạt xá lợi cho người khác, nhưng lực lượng còn sót lại của hai hạt xá lợi vẫn có thể duy trì duy trì một tầng kim quang nhàn nhạt trên người cô. Mãi tới lúc này, lực lượng do xá lợi lưu lại mới hoàn toàn tiêu tán. Khi ánh sáng màu vàng biến mất, yêu khí trên người cô cũng không thể che giấu được nữa. Tước Yêu tiểu thải vẫn không biết chuyện yêu khí trên người mình lộ ra. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn thẳng vào người bắt yêu trung niên điển trai, đầu óc cô trống rỗng, cô đang mong chờ người mình yêu cho mình một câu trả lời. Lúc này, cô đột nhiên thấy sắc mặt của người mình thương trở nên rất kỳ quái. Yêu, yêu nghiệt, yêu nữ, viện trưởng và hai người bắt yêu trẻ tuổi lộ ra biểu tình dữ tợn. Bọn họ giận dữ quát lên, đưa tay móc ra các loại pháp khí hàng yêu. Bây giờ trong lòng Nghiêm Thiệu như bị vạn móng ngựa đạp qua, người tỏ tình với hắn lại là nữ yêu. Khi nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của người bắt yêu trẻ tuổi, tước yêu tiểu thải nhất thời thanh tỉnh lại. Cô nhìn khuôn mặt dữ tợn của ba người bắt yêu bên cạnh, lại nhìn các loại pháp khí hàng yêu trong tay bọn họ, tước yêu tiểu thải tròn mắt ngơ ngác. Ngay lúc ba người bắt yêu trẻ tuổi muốn chấn áp con tước yêu trước mắt, nghiêm thiệu bỗng giơ tay ngăn cản ba người bắt yêu trẻ tuổi lại. Sau đó hắn móc thuốc lá ra, yên lặng châm lửa, vốn dĩ hắn định đưa tay móc ra lục yêu chủy trong ngực, nhưng cuối cùng hắn khắc chế kích động trong lòng, thay vì lấy lục yêu chủy lại đổi thành lấy thuốc lá. Ta là người bắt yêu. Nghiêm thiệu lên tiếng nói. Tước yêu tiểu thải nghe vậy tức thì ngay ngẩn cả người. Cô chỉ biết người mình yêu là tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại là người bắt yêu. Bởi vì trước kia cũng có lúc cô lặng lẽ đến rất gần người mình yêu, nhưng đối phương cũng không hề làm ra hành động bắt yêu. Hơn nữa, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy qua cảnh đối phương bắt yêu, cho nên không hề nghĩ đến khả năng đối phương là người bắt yêu. Người còn lời gì muốn nói không? Sứt lời, nghiêm thiệu đưa tay vén áo khoác mình lên, lộ ra dây xích phủ văn treo trên cánh tay. Mang thứ này thì chắc chắn là người bắt yêu rồi. Ta vẫn thích ngươi. Tước yêu tiểu thải nghiêm túc nói. Cảm ơn. Người bắt yêu trung niên điển trai đưa tay vỗ ra một trường. Trong lòng bàn tay hắn có một phù văn tỏa sáng lấp lánh. Đó là phù văn có thể khiến cho yêu vật hiện nguyên hình, chuyên dùng để nhằm vào một số nữ yêu có lực lượng mị hoặc. Tước yêu tiểu thải không tránh không né, phù văn chiếu lên người cô. Ngay sau đó, thiếu nữ mặc y phục rực rỡ bỗng biến thành một con chim tước nhiều màu. Người bắt yêu trung niên điển trai hai tay cứng đờ, dù đã qua hơn 40 năm, trí nhớ hắn đã có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ như in về con chim tước nhiều màu này, chính là chú chim nhỏ mà hắn nhặt được hơn 40 năm trước. Thì ra là vậy. Điếu thuốc bên tay kia của nghiêm thiệu đã đốt đến ngón tay. Nếu nói đời người như một vở kịch, vậy lúc này nghiêm thiệu chỉ muốn lôi ông đạo diễn của vở kịch này ra đánh cho một trận. Viết vở kịch quỷ quái gì thế này? Mà khi con chim tước sặc sở bé nhỏ hiện nguyên hình, nỗi kích động bắt yêu trong lòng người bắt yêu trung niên biển trai lại lắng xuống. Ngay sau đó hắn đưa tay quay một vòng, dùng dây cho yêu quấn lấy chim thước nhỏ, thu nó vào trong ống tay áo mình sau khi chim tước nhỏ bị chấn áp, viện trưởng và hai người bắt yêu trẻ tuổi cũng bình tĩnh lại từ cơn kích động bắt yêu. Con tước yêu này cứ giao cho ta xử lý. Nghiêm thiệu nói, ba người bắt yêu trẻ tuổi đồng loạt gật đầu đồng ý. Đang nói chuyện, điện thoại của nghiêm thiệu bỗng sáng lên. Tổng đội trưởng phát tín hiệu, tiến hành chóc nã trước thời gian đã định. Hành động, nghiêm thiệu cất điện thoại di động, trầm giọng nói. Ba người bắt yêu trẻ tuổi lấy ra pháp khí, sắc mặt ngưng trọng. Theo sát phía sau, không được thoát khỏi đội ngũ. Sứt lời, nghiêm thiệu dẫn đội sông về phía chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Nhưng mà ngay lúc bọn họ mới chạy được 3-4 bước, đột nhiên bỗng cảm thấy vô ủng buồn ngủ. Một giây sau đó, cả bốn người bắt yêu đều ngã nhào xuống đất. Bọn họ lăn mấy vòng trên đất, sau đó vướng vào nhau, chớp mắt đã chìm vào mộng đẹp ở mấy vị trí gần đó cũng xảy ra tình cảnh tương tự dân thành phố cùng với người đi đường trong khu giang nam tò mò nhìn mấy người đột nhiên ngã xuống đất ngủ say là sâu rượu sao không người thấy mùi rượu lẽ nào bị bệnh rồi hay là cứ đỡ bọn họ dậy trước đã té xuống đất như vậy nguy hiểm lắm đấy ai đi đỡ nhà tôi nghèo lắm muốn đỡ cũng đỡ không nổi đỡ người thì có liên quan gì đến chuyện nhà nghèo chứ hay đi báo cảnh sát đi Tiện thể kêu xe cứu thương nữa. Vì vậy một số người đi đường tốt bụng đã hành động. Trên bầu trời, Diệp Tư hài lòng xoa tay, đưa tay vuốt ve bản mạng kim thư. Tất cả người bắt yêu đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, ít nhất có thể để bọn họ ngủ mấy tiếng đấy. Trong số những người bắt yêu tới tập kích lần này, thực lực cao nhất cũng chỉ mới cảnh giới tứ phẩm, Diệp Tư sử dụng chú văn mê man trên bản mạng kim thư, thuận lợi khiến cho tất cả người bắt yêu đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đoán chừng chờ khi tất cả người bắt yêu tỉnh lại, bọn họ sẽ phát hiện chính mình đang ở trong bệnh viện. May là vừa kịp lúc. Tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc tất cả người bắt yêu bắt đầu hành động, Diệp Tư cũng lập tức phát động chú văn. Nếu động tác của Diệp Tư chậm hơn chút xíu thôi, nói không chừng đám người bắt yêu này đã xông vào chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà rồi. Giải quyết xong đám người bắt yêu Tống Thư Hàng nhìn về phía người bắt yêu trung niên điển trai nghiêm thiệu đang nằm phía dưới. Lúc nãy, Tống Thư Hàng và Diệp Tư đều đã chứng kiến màn tỏ tình của tước yêu tiểu thải. Có đi cứu con tước yêu kia ra không? Diệp Tư nói. Thân là một con tước yêu lại yêu phải một người bắt yêu, cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào nữa. Ừ, cứu cô ấy đi. Tống Thư Hàng và Diệp Tư chậm rãi đáp xuống. Khi bọn hắn đi tới bên cạnh người bắt yêu nghiêm thiệu, phát hiện tư thế ngủ của hắn khá đặc thù hắn quỳ sụp xuống đất ngáy khò khò nhưng cho dù trong giấc ngủ hắn vẫn cố gắng giữ thân thể mình cong lại giống như đang bảo vệ thứ gì đó trong ngực tống thư hàng và diệp tư liếc mắt nhìn vào ngực hắn sau đó phát hiện con tước yêu bị dây trói yêu trói chặt bởi vì bị pháp thuật của diệp tư ảnh hưởng con tước yêu này cũng rơi vào trạng thái hôn mê diệp tư hắn đang bảo vệ con tước yêu này sao chắc là vậy Tống Thư Hàng đáp, giờ cứ mang con tước yêu này đi trước, đưa nó về chi nhanh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà vậy. Diệp Tư đưa tay vào trong ngực người bắt yêu, mang con tước yêu bị dây trói yêu trói lại ra. Sau đó cô mang tước yêu rời đi cùng với Tống Thư Hàng. Lúc Thư Hàng và Diệp Tư đi được một khoảng, người bắt yêu nghiêm thiệu lại mơ màng tỉnh lại một chút. Hắn thoáng thấy bóng dáng Tống Thư Hàng và Diệp Tư đi xa, hắn vươn tay ra nhưng sau đó lại chìm vào trong cơn mê man. Trong chi nhánh số 250, thông nương đang chơi đùa với hạt xá lợi màu vàng. Không biết tiểu thải tỏ tình thành công không nhỉ? Hy vọng cô ấy sẽ thành công. Con nữ yêu bên cạnh thở dài nói. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chi nhánh số 250 bỗng chuyển đến tiếng gõ cửa. Đông phương lục tiền bối, mở cửa ra nào. Một giọng nói mà thông nương không muốn nghe thấy nhất vang lên chương 880, quỷ sứ hà, người ta biết lỗi rồi, tha lỗi cho người ta nha. Trong đời thông nương có đến mấy kẻ địch truyền kiếp. Đầu tiên là cửu đăng ni cô, người đã nhốt cô suốt 300 năm. Thứ hai là biệt tuyết tiên cơ muốn bắt cô đi làm thức ăn, mỗi lần nhìn cô trong ánh mắt đều tràn đầy sát ý đầu bếp. Và cuối cùng, kẻ địch nặng ký nhất chính là Tống Thư Hàng. Tên này nối nghiệp cửu đăng ni cô, cũng chuyên hạn chế tự do của cô. Hơn nữa, tên này còn thường ngắt mất búp hành của cô, có lúc còn nhổ sạch mầm hành của cô nữa chứ, tàn nhẫn hết chỗ nói mà. Cái gì, người nói ngọn hành chỉ là tóc thôi sao? Đùa gì thế, tóc chẳng qua là phần ngọn hành nhọn nhất thôi, lại ngắt xuống chút nữa chính là đầu cô đấy. Là đầu đấy, không phải tóc đâu nhé. Hiện tại giọng nói vang lên ngoài cửa chính là giọng của Tống Thư Hàng. Đối với thông nương mà nói, đây quả thực là thanh âm của ác mộng tại sao tên Tống Thư Hàng này lại xuất hiện ở đây chứ? Rõ ràng cô đã hao tâm tổn sức thoát khỏi hắn dối mà. Tự do không dễ có được này lẽ nào lại sắp mất đi rồi sao? Lúc này, thông nương lập tức nghĩ đến một chữ, trốn. Nhân lúc Tống Thư Hàng còn chưa đi vào, cô phải trốn khỏi chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà mới được. Chỉ cần không gặp mặt Tống Thư Hàng, chỉ cần cách xa Tống Thư Hàng, cô vẫn sẽ là một cây hành yêu tự do. Vì vậy thông nương quay đầu nhìn xung quanh, muốn tìm một khung cửa sổ hay cửa sau gì đó để tiện đường chạy trốn. Nhưng mà, trong chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà lại không có cái cửa sổ nào cả, cửa sau cũng không biết nằm ở đâu. Ai thiết kế ra cái trụ sở này thế hả? Có ngon thì bước ra đây, chị đảm bảo không đánh người bầm dập đâu. Ai kêu ta đó, Đông phương lục tiên tử lên tiếng đáp lại, sau đó cô cảm ứng được người đứng ngoài cửa chính là Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu cũng tới ư, à, đúng rồi, chắc là tới tìm ba đứa tiểu hòa thượng đây mà. Ngươi chờ một chút, ta ra mở cửa cho ngươi. Đông phương lục tiên tử đứng lên, đi về phía cửa ra vào của chi nhánh số 250. Mắt thấy Tống Thư Hàng sắp tiến vào, thông nương quính cả lên. Thông nương, cô sao vậy? Sao sắc mặt của cô khó coi thế? vị nữ yêu bên cạnh hỏi thăm, bởi vì thông nương hào phóng đổi phần thuế nhân yến của bản thân tặng cho tước yêu tiểu thải, cho nên chẳng mấy chốc nữ yêu và thông nương đã thành bạn tốt của nhau. Nè, ta muốn hỏi một chút, nơi này có cửa sau không? Nếu không có, vậy có chỗ nào để ẩn thân không? Ta muốn tránh mặt một chút. Thông nương xị mặt hỏi. Tránh mặt, ai cha cha, người muốn tránh mặt thiếu niên nhân loại ngoài cửa sao? Nữ yêu nhách miệng hỏi vừa rồi cô có chú ý tới từ khi giọng nói dịu dàng ngoài cửa vang lên thông nương cứ đứng ngồi không yên mãi vừa nhìn là biết thông nương có quen biết với thiếu niên nhân loại ngoài cửa cộng thêm chuyện bây giờ thông nương muốn trốn tránh đối phương nữa chẳng lẽ giữa tình cảm gặp vấn đề sao đúng vậy thông nương dùng sức siết chặt quả đấm nhỏ tên thư hàng kia là kẻ thù truyền kiếp của ta đấy tuyệt đối không thể để hắn thấy ta được ô thiếu niên nhân loại kia tên là thư hàng hà nữ yêu che miệng cười khẽ sau đó đáp chỗ để trốn thì đương nhiên là có thật ra dưới mỗi cái bàn chúng ta đang ngồi đều có một không gian ẩn náu rất tốt cô muốn vào xem thử không nữ yêu cười nói để ta đi vào ta muốn đi vào thông nương vội la lên cô vừa liếc thấy đông phương lục tiên tử đã sắp đi tới cửa rồi một khi đông phương lục tiên tử mở cửa ra Tống thư hàng mà tiến vào đây thì tự do của cô cũng tiêu tùng luôn. Hi hi hi, Nữ yêu khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống mở đường ngầm dưới bàn ra. "Đi theo ta, ta đi chung với cô luôn, dù sao thuế nhân yến lần này cũng không có chuyện của ta." Dứt lời, cô nhẹ nhàng nhảy vào trong đường ngầm. Thông nương cũng nhảy vào đường ngầm ngay sau Nữ yêu. "Mà này, tại sao dưới bàn lại có đường ngầm thế?" Thông nương hiếu kỳ hỏi bởi vì trong này mới là chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà thật sự, bên ngoài mà cô thấy thật ra chỉ là cái vỏ thôi. Nữ yêu cười giải thích, bây giờ bên ngoài đang cử hành thuế nhân yến, bên trong chi nhánh chỉ còn lại mấy thành viên tổ chức bị bệnh thôi. Chúng ta cẩn thận chút, đừng quấy dày đến thành viên bị bệnh là được rồi. Thông nương gật đầu, hai yêu thông qua lối đi thật dài, Đi tới chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà thật sự. Nơi này là một thế giới dưới lòng đất rộng lớn, do vô số tầng kết giới chống đỡ. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất có hình trụ tròn. Trong này có một tòa kim tự tháp khổng lồ cao gần trăm thước, vô cùng nổi bật. Lúc này Thông Nương và Nữ Yêu đang đứng tại lối vào thế giới dưới lòng đất hình trụ tròn, dưới chân các cô có mấy cầu treo đi thông đỉnh kim tự tháp do mấy sợi xích nối lại mà thành tại sao trong chi nhánh của tổ chức yêu quái ở Hoa Hạ lại cất giấu một tòa kim tự tháp thế này? Lúc này nữ yêu chỉ vào kim tự tháp nói. Nơi đó chính là chi nhánh của chúng ta đấy. Thông nương hỏi. Sao lại có kim tự tháp ở đây? Ha ha, là như vậy, bởi vì 3.000 năm trước, lúc bộ trưởng tiền 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 nhiệm của chi nhánh số 250 còn trẻ đã từng lăn lộn ở Ai Cập, nghe đâu năm đó hắn còn leo lên trước thần ở Ai Cập nữa, tiếc là bộ trưởng tiền 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 nhiệm không giỏi chiến đấu, mới trở thành thần không tới 200 năm đã bị thần bản xứ đánh bại. Vì vậy bộ trưởng tiền 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 nhiệm lại trốn về. Trước khi trốn về, hắn thuận tay dùng thần thông mang đặc sản nơi đó về luôn, chính là tòa kim tự tháp trước mắt chúng ta đây. Sau khi mang về, kim tự tháp đã được cải tạo trở thành trụ sở chi nhánh số 250. Nữ yêu giải thích, thông nương. Cô biết mà, đám yêu quái trong tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà này, có được mấy con là bình thường đâu. Đi thôi, theo ta, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát, không được đi tầng dưới chót của kim tự tháp nhé, chỗ đó là nơi dành cho yêu quái bị bệnh nghỉ ngơi. Ta nghe bộ trưởng nói, bệnh tình của những người trong đó khá lá nghiêm trọng, chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ. Nữ yêu nói, thông nương gật đầu, sau đó đi theo nữ yêu tiến vào đỉnh kim tự tháp trốn ở chỗ này thì không phải lo tống thư hàng sẽ tìm tới. Thông nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy tổ chức này cũng không tồi. Lúc này, tại hiện trường thuế nhân yến trong thụ sở chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Quả quả, Thi, Trúc cũng đang hết sức căng thẳng. Trong miệng Thi và Trúc nhét đầy thức ăn, toàn thân cứng ngắc nhìn về phía cửa tại sao thư hàng sư huynh lại tìm tới đây chứ ba đứa nhóc nhìn nhau tiểu hòa thượng quả quả bất giác đưa tay sờ mông nhỏ của mình nó cảm thấy mình đúng là xui tận mạng nhất định là diệp tư sư tỷ hoặc là thư hàng sư huynh đã lén để lại dấu ấn trên người chúng ta cho nên huynh ấy mới tìm được chúng ta bé thi nhỏ giọng suy đoán bé chúc sợ hãi nói lần này chết chắc rồi lén đi xa như vậy nếu bị thư hàng sư huynh bắt trở về thì thế nào chúng ta cũng bị nhốt lại cho coi. Nói không chừng thư hàng sư huynh sẽ đánh chúng ta xón cất luôn đó. Tiểu hòa thượng quả quả nhỏ giọng nói. Hay là giờ mình trốn đi. Trúc nhỏ giọng nói. Thì lắc đầu một cái. Trốn không thoát đâu, thực lực của thư hàng sư huynh mạnh hơn chúng ta, tốc độ cũng nhanh hơn chúng ta. Hơn nữa nếu trên người chúng ta đã bị huynh ấy để lại dấu ấn thì có trốn đi đâu cũng vô dụng thôi tiểu hòa thượng quả quả. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Thi dụi mắt nói, ngoan ngoãn nhận lỗi, nghe mắng chịu phạt chứ sao nữa. Nếu chúng ta đã trốn ra được thì phải có gan nhận phạt." Không hổ là tỷ tỷ, trình độ giác ngộ cao khỏi chê." Thi nói tiếp, nhân lúc thư hàng sư huynh còn chưa vào, tranh thủ nghĩ cách nhận lỗi đi. Trúc nghe đến đây, hai mắt bỗng sáng lên. Cô bé nhớ lại trước đây không lâu, có lần mật đào tiên tử sư thúc ở đỉnh núi lân cận phạm phải sai lầm, sau đó làm nũng xin lỗi ba la đạo trưởng sư bá. Mật đào sư thúc dùng giọng nói nũng nịu cầu xin tha thứ mấy tiếng, ba la sư bá lập tức bại trận, tha thứ cho mật đào sư thúc ngay. Nhận sai, chúng ta đi nhận sai thôi. Bé Trúc lau miệng nói. Sau đó chủ động đứng dậy cạnh bàn ăn chờ tống thư hàng đi vào. Nó đã nghĩ được lời xin lỗi rồi, nhất định thành công nhất định phải làm cho thư hàng sư huynh chào thua. Đông Phương Lục mở cửa trụ sở. Sau đó cô thấy Tống Thư Hàng đang đứng ngay trước cửa, trong tay ôm một con chim thước bị trói. Thư Hàng, người tới tìm ba đứa nhóc quả quả hả? Đông Phương Lục tiên tử cười nói. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Đúng vậy, tìm ba đứa nhóc, còn có thông nương nữa. Ngoài ra, ta mang con thước yêu thuộc tổ chức các ngươi về này. Sứt lời, Tống Thư Hàng đưa con thước yêu bị trói ra tước yêu thuộc tổ chức chúng ta, đợi đã, là tiểu thải. Đông phương lục tiên tử đưa tay nhận lấy tước yêu, sau đó chân mày cô khẽ nhíu lại. Dây chó yêu. Trong cơ thể đông phương lục có chút ít huyết thống cổ yêu, lúc cô vừa tiếp xúc với sợi dây này thì đã nhận ra được lai lịch của nó. Ừ, Tống Thư Hàng gật đầu thừa nhận. Tiểu thải đụng phải người bắt yêu sao? Đông phương lục tiên tử cau mày. Vậy giờ mấy người bắt yêu đó đang ở đâu thế? lại dám dày vò hậu bối đáng yêu trong tổ chức của cô có tin giờ cô sẽ lập tức lái xe đi ra ngoài cán bọn chúng chết tươi không hả giờ người bắt yêu hẳn là được đưa vào bệnh viện rồi tống thư hàng cười nói trước khi tới đây hắn đã gọi cho xe cứu thương rồi chắc chẳng mấy chốc sẽ có xe tới tiếp đám người bắt yêu đi thôi đông phương lục tiên tử gật đầu nói may cho bọn chúng đấy suốt lời cô đưa tay đâm mạnh vào dây chó yêu dây chó yêu lập tức lỏng ra Đông phương lục tiên tử giao dây cho yêu cho tống thư hàng, đây coi như là chiến lợi phẩm của thư hàng. Đi vào đây nói chuyện, sao tiểu thải lại đụng chúng người bắt yêu vậy? Đông phương lục tiên tử ôm tiểu thải đi vào bên trong. Tống thư hàng đi theo sau, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra. Nói vậy là tiểu thải yêu chúng một người bắt yêu sao? Đông phương lục tiên tử giờ khóc giờ cười. Tống thư hàng gật đầu. Đang nói chuyện, đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn vào tới, một chiêu chim non về rừng đâm thẳng vào ngực tống thư hàng. Quỷ sứ hà, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ nâng đầu lên, dùng giọng nũng nịu nói. Người ta biết lỗi rồi mà tha lỗi cho người ta nha. Tống Thư Hàng tám mươi 881, người xuất gia không nói dối. a à, a à, à. đông phương lục tiên tử. Gạch nối, quả quả và thi ở phía sau. Gạch nối, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn trong ngực tống thư hàng chính là bé trúc lúc này cô nhóc đang ôm cổ ép giọng nói bằng giọng điệu khiến người ta nổi hết cả da gà chỉ là dường như cách nhóng nhéo nhận lỗi mà cô nhóc tự nhận là có thể khiến tống thư hàng bại trận lại mang đến hiệu quả ngược hiện tại suy nghĩ duy nhất trong đầu tống thư hàng chính là sách con nhóc này lên đánh nát cái mông của nó bé trúc tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía tống thư hàng ơ ờ, vì sao thư hàng sư huynh không có chút phản ứng nào vậy? Theo như cô nhóc nhớ, sau khi mật đào tiên tử phạm sai lầm thì cũng nhào vào trong ngực ba la đạo trưởng sư bá như thế này. Sau đó lại nũng nịu nói vài câu thoại như quỷ hà. Người ta biết sai rồi, người muốn trừng phạt người ta thế nào hả? Ba la đạo trưởng sư bá lập tức giơ tay đầu hàng, tha thứ cho mật đào tiên tử. Nhưng khi bé Trúc lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía tống thư hàng thì phát hiện mặt tống thư hàng lạnh tanh, khuôn mặt vốn hiền hòa lại biến thành đen thui. Ơ ờ hơ, bé Trúc chấp mắt một cái. Tại sao lại vậy chứ? Lẽ nào vừa rồi giọng điệu của mình không đúng à? Mức độ nhõng nhẽo còn chưa đủ sao? Vì vậy, bé Trúc hít một hơi thật sâu, trong đầu nhớ lại tình hình lúc mật đào tiên tử làm nũng rồi tiếp tục giả mô ê. Đáng ghét người ta không chịu đâu người ta, ây ra. Tống Thư Hàng quyết đoán sách cô nhóc lên, đứng thành thế trung bình tấn xong xuôi rồi đặt cô nhóc lên đầu gối. Bàn tay to vô tình vung lên. Bốp 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 bốp. Chiêu giả mô ê của bé Trúc bị cắt ngang một cách không chút thương tiếc. a a a a thư hàng sư huynh, ta sai rồi, ta sai rồi. Đau quá, đau quá. Bé Trúc đau đớn kêu to lên. Sai ở đâu? Tống thư hàng hỏi. Hoa 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 bọn ta không nên thừa dịp thư hàng sư huynh hôn mê lén lút chạy ra ngoài. Bé Trúc khóc lóc nói, thư hàng sư huynh thật là một người đàn ông có ý chí sắt đá, vậy mà lại không bị sắc đẹp mê hoặc chút nào. Lần tới nó phải tìm mật đào tiên tử sư thúc thử một chút mới được, để xem thư hàng sư huynh có thể ngăn được tuyệt chiêu làm núng của mật đào tiên tử hay không. Tống thư hàng cắn răng nói, còn gì nữa không? Còn có, còn có, còn có, ta cũng không biết nữa. Bé Trúc ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Ngoại trừ lén trốn ra ngoài, Ba đứa bọn nó còn phạm phải sai lầm gì nữa sao?" Tống Thư Hàng gạch nối. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quả Quả và Bé Thi ở phía xa. Tiểu Hòa Thượng và Thi méo mặt đi tới trước mặt Tống Thư Hàng. "Hai đứa biết lỗi chưa?" Tống Thư Hàng nghiêm mặt hỏi. Tiểu Hòa Thượng ngoan ngoãn đáp, "Thư Hàng sư huynh, bọn ta sai rồi." Tống Thư Hàng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của bọn nhóc, cơn giận trong lòng cũng biến mất gần một nửa hắn trầm giọng nói vậy lần sau nếu ta có việc rời khỏi nhà thì mấy đứa còn tiếp tục trốn đi nữa không khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòa thượng trở nên xoắn suýt sau một lúc lâu tiểu hòa thượng chặp hai tay lại cắn răng nói người xuất gia không nói dối nếu lần sau thư hàng sư huynh lại hôn mê bất tỉnh chắc là ta sẽ trốn đi lần nữa nguyện vọng hàng yêu trừ ma còn chưa thực hiện được một con quỷ cũng chưa gặp được tiểu hòa thượng không cam lòng chút nào gạch nối. Tống Thư Hàng nổi giận. Đồ giặc con, hãy nhận lấy cái chết đi. Trên lưng hắn duỗi ra hai cánh tay ngọc thon thả túm lấy tiểu hòa thượng đặt lên một đầu gối khác. Bàn tay to vô tình vung lên lần nữa. Bốp 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 bốp. a a a đau đau đau, Thư Hàng sư huynh, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu hòa thượng kêu lạ oai oái. Diệp Tư đánh còn mạnh hơn cả Tống Thư Hàng nữa tiểu hòa thượng cảm thấy nhất định là mông của mình đã bị đánh xương lên rồi. Vậy lần sau ngươi còn dám bỏ nhà đi nữa không? Tống Thư Hàng nghiêm mặt hỏi. Tiểu hòa thượng rơi lệ đầy mặt, sau khi suy nghĩ một lát, nó cắn răng nói. Đi, người xuất gia không nói dối. Sư huynh, ta vẫn muốn chạy trốn. Đông phương lục tiên tử ở bên cạnh. Gạch nối. Tiểu hòa thượng đúng là ngốc mô hết thuốc chữa luôn. Đồ đần, nhận lấy cái chết cho ta. Cánh tay ngọc thon dài lại vô tình vung lên lần nữa. Bốp 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 bốp, lần này cái mông tiểu hòa thượng thật sự sắp nở hoa rồi. Bởi vì nó cảm giác cái mông của mình đã chết lặng. Trên đầu gối bên trái, bé Trúc nhìn sang tiểu hòa thượng với vẻ mặt cảm động, quả quả sư huynh cử lắm, uy vũ không khuất phục. Dù đối mặt với bạo lực của tống sư huynh mà vẫn không khuất phục. Đúng là tấm gương cho nó mà. Quả quả sư huynh cử quá đi, chúng ta sẽ không khuất phục trước bạo lực. Vì vậy, bé Trúc kềm lòng không đặng mà lên tiếng cổ vũ tiểu quả quả. Tống thư hàng, gạch nối, thì ở bên cạnh cảm giác sư muội của mình đúng là ngu đến hết thuốc chữa. Đồ đần này, đồ đần này, cũng nhận lấy cái chết cho ta. Tống thư hàng giận dữ, vung cánh tay bản thể của mình lên bộp xuống cái mông của bé Trúc. Bốp bốp bốp, a a a, ta sai rồi, thư hàng sư huynh ta sai rồi. Ta không có ý này, Ý ta là, ta muốn khuyên quả quả sư huynh. A a a thư hàng sư huynh, cái mông sắp nứt ra mất rồi. Bé trúc cũng nối gót theo tiểu hòa thượng luôn. Đông Phương Lục Tiên Tử ở bên cạnh xoa xoa khuôn mặt mình, cô cảm thấy thư hàng tiểu hữu đúng là vất vả quá thể. Cuối cùng, tiểu hòa thượng và bé trúc vẫn khuất phục dưới vũ lực. Hết cách rồi, tuy rằng hai đứa nhóc cảm giác ý chí của mình rất ư là kiên định, nhưng thân thể tụi nó lại quá yếu ớt. Tống sư huynh đánh mông tụi nó quả thật không lưu tình chút nào, bị hắn đánh tiếp nữa thì e là ngay cả cất cũng bị đánh cho phọt ra luôn mất. Cuối cùng, vì bị bạo lực dằn mặt, Tiểu Hòa Thượng và Trúc Ký kết hiệp ước bất bình đẳng với Tống Thư Hàng. Hai đứa thể lúc ở tạm nhà Tống Thư Hàng thì tuyệt đối sẽ không bỏ nhà trốn đi nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi buông hai đứa ra con xuống, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thi. Thư Hàng sư huynh, có thể đừng đánh mông, đánh lòng bàn tay được không? Bé thì méo mặt hỏi, cô nhóc cảm thấy mình đã là thiếu nữ rồi, bị đánh mông ngay trước mặt nhiều người như vậy thì xấu hổ lắm. Tống Thư Hàng gạch nối, nói cứ như ta rất thích đánh mông ấy. Biết lỗi rồi chưa? Tống Thư Hàng nghiêm mặt rồi lấy một cây thước từ trong túi thu nhỏ một tắc ra. Đây là đồ mà thất sinh phù phù chủ tiền bối giao cho đám người Tống Thư Hàng sử dụng lúc bọn họ dạy dỗ thổ dân trên hòn đảo hoang thay hắn công năng chủ yếu chính là dạy dỗ thổ dân không nghiêm túc học tập cách sử dụng là dùng sức đánh vào lòng bàn tay hoặc là treo thổ dân lên cây to trước cổng bộ lạc rồi đánh đối xử với đám nhóc con thì phải công bằng nếu quả quả và trúc đều đã chịu phạt thì thi cũng không thể ngoại lệ nếu nó bảo muốn đánh lòng bàn tay thì cứ đánh lòng bàn tay thôi biết rồi ta biết lỗi rồi bé thi nghiêm túc gật đầu run rẩy chia tay ra rồi xoay mặt sang chỗ khác giống hệt bọn nhỏ sắp bị tiêm phòng vậy Tống Thư Hàng không chút lưu tình, đánh 20 cái liên tiếp lên mỗi bên tay. Sau khi bé thì cũng thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bỏ nhà trốn đi nữa thì hắn mới bỏ qua cho ba đứa nhóc. Mệt tim quá đi thôi. Tống Thư Hàng cảm giác lúc đối mặt với ba đứa nhóc này, tuổi tâm lý của hắn sắp biến thành cấp đét đi trong khoảng thời gian ngắn rồi. Lúc nào Tam Nhật Sư Huynh mới trở về đây? Sau khi xử lý ba đứa nhóc xong, Tống Thư Hàng lại quay đầu tìm kiếm bóng dáng thông nương trên bàn rượu Thuế Nhân Yến. Nhưng hắn nhìn một lượt cũng không thấy thông nương đâu. Sau khi nghe được giọng hắn thì cô ta đã chạy mất rồi sao? Cũng đúng, thông nương luôn muốn có được tự do. Lần này khó khăn lắm mới rời khỏi hắn, chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tự do của mình. Vốn thả cô ta tự do cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ngộ đạo thạch rất quan trọng với Tống Thư Hàng vẫn còn trên người thông nương, dưới tiền đề chưa thu hồi được mộ đạo thạch, Tống Thư Hàng không thể thả cô ta đi được. Đông phương lục tiền bối, phân bộ 250 của yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà này có cửa sau hoặc cửa số không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Không có. Đông phương lục tiên tử lắc đầu. Có điều dưới lòng đất của phân bộ có không gian khác. Thế nhưng ta không thể mang ngươi đi vào. Tống Thư Hàng không phải thành viên của yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà vậy có thể làm phiền đông phương lục tiên tử giúp ta mang thông nương ra ngoài không? Tống Thư Hàng hỏi. Không thể. Đông phương lục tiên tử cười nói. Thông nương kia là người của tổ chức bọn ta, cho nên trừ khi cô ta muốn đi ra, bằng không không thể cưỡng ép dẫn cô ta ra ngoài giao cho ngươi. Chuyện giữa ngươi và cô ta, cùng lắm là ta sẽ không giúp bên nào hết. Một người là hậu bối của tổ chức cô, một người là hậu bối của nhóm cửu châu số một, Đông Phương Lục Tiên Tử chỉ có thể không thiên vị ai cả. Tống Thư Hàng cảm giác mệt tim quá thể. Trong kim tự tháp phân bộ 250 dưới lòng đất. Thông Nương và Nữ Yêu ngồi trong phòng khách xem TV. Tin tức vẫn như cũ. Đoạn đầu thì nói người lãnh đạo quốc gia bận rộn cỡ nào, không xuất ngoại thì là về nông thôn. Đoạn giữa thì nói nhân dân cả nước rất hạnh phúc, không phải ai đó làm giàu thì là thu hoạch vụ mùa. Cuối cùng là những quốc gia khác đều rất thảm, không phải nổ tung thì là tạo phản. Coi y như nhau, thông nương cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó đổi sang đài khác. Đài này đang phát tiết mục ẩm thực. Đầu tiên là sắt nhỏ hành, nhớ phải sắt hành thật nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt. Vị đầu bếp mập mạp trong tivi kia múa may con dao trong tay. Cạch 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 cạch, băm 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 băm, vài cọng hành xanh biếc đã bị sắt thành mảnh vụn. Thông nương nhìn cọng hành trong tivi, nước mắt tự động chảy xuống tàn nhẫn quá đi. Vậy là thông nương lại yên lặng chuyển kênh. Nữ yêu bên cạnh rất muốn cười nhưng dáng nín lại vì nghĩ cho cảm thụ của thông nương. Vì khiến bản thân không bật cười, cô ta đành phải đổi chủ đề. Thông nương, cô và thiếu niên loài người tên thư hàng kia có quan hệ thế nào vậy? Quan hệ ư, nên nói sao đây ta? Thông nương hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt tống thư hàng. Khi đó cô vẫn còn là một gốc hành non vừa mới mãn hạn tù được thả ra lúc gặp Tống Thư Hàng chỉ có cảnh giới nhất phẩm vậy mà lại sở hữu loại bảo vật như ngộ đạo thạch, cô lập tức muốn đánh cướp tên tu sĩ nhân loại này. Cô muốn có tảng đá kia, khiến cảnh giới của mình đột nhiên tăng mạnh, chờ một ngày nào đó khi thần công đại thành thì sẽ đi tìm cửu đăng báo mối huyết thù. Kết quả là ăn cướp không thành mà mình còn bị dính trưởng. Hẳn là quan hệ ta xảy tay rồi bị túm. Lúc thông nương nói được phân nửa thì đột nhiên im bặt. Cô cảm giác được một loại khí thức tạ ác rất quen thuộc. chương 882, Thư Hàng, Cứu Mạng. Hình như khí thức này truyền tới từ tầng dưới chót của kim tự tháp. Một loại khí thức khiến người ta vô cùng khó chịu. Lúc thông nương cảm ứng được loại khí thức này, cô có cảm giác như mình bị ném vào ngâm trong bùn như nước bẩn vậy. Luồng khí thức này tới nhanh, tiêu tán cũng nhanh, giống như vô tình bị gió thổi tới, hết trận gió đó thì khí thức lại tiêu tán. Loại khí thức này là sao? thông nương cao mày hỏi. Cô cảm thấy loại khí thức này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là đã tiếp xúc ở đâu. Nữ yêu cạnh thông nương cũng nhăn mặt khó chịu. Ta không biết, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được loại khí thức ô uế này. Nữ yêu trả lời, gần đây cô đều ở trong kim tự tháp của chi nhánh, nhưng trước giờ chưa từng cảm ứng được loại khí thức như vậy. Thông nương đột nhiên nhớ ra. Khí thức ô uế, đúng rồi, là khí thức tà năng của thế giới cửu u nhưng mà tại sao trong chi nhánh số 250 lại xuất hiện khí thức tà năng thế giới cửu U? Tà năng thế giới cửu U. Nữ yêu đứng bên cạnh nhíu mày, cô là một con yêu quái còn trẻ, từ khi ra đời đến nay vẫn chưa trải qua sự kiện trọng đại gì. Cô chưa từng tiếp xúc với sinh vật cửu U, cho nên cô không nhận ra đây là tà năng thế giới cửu U. Nhưng tiếng tăm của tà ma thế giới cửu U lại như sấm bên tai, cô biết tà ma thế giới cửu U rất đáng sợ. Tuyệt đối không thể lầm được, Trước đây không lâu ta mới vừa trải qua cuộc đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia và Tà Ma Cửu U, sau này cũng có tiếp xúc với Tà Ma Cửu U mấy lần, đây chắc chắn là khí tức của Tà Ma Cửu U. Thông Nương khẳng định nói, nữ yêu nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ người bạn cùng tổ chức này lại trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Đương nhiên cô cũng có nghe qua đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện Nho Gia và Tà Ma Cửu U, chuyện này còn là đầu đề đăng trên nhật báo tu sĩ, nghe nói lúc ấy các tu sĩ tham gia trợ giúp trong trận đại chiến nho môn VS tà ma cửu U đều lấy được thu hoạch không nhỏ. Thậm chí có người còn lấy được hạt sen quân tử Kim Liên có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ trong truyền thuyết nữa. Nghe nói sau khi ăn hạt sen nọ, không chỉ tăng trưởng thọ nguyên mà còn có thể đạt được một loại dị năng. Bảo vật kéo dài tuổi thọ đấy nhé, nếu như cô có thể lấy được thì tốt biết bao. Lúc đó cô có thể đưa cho bạn tốt tước yêu tiểu thải ăn vào, để cô ấy có thêm 50 năm thọ nguyên có 50 năm này làm nền tảng, tiểu thải nhất định có thể đột phá được cảnh giới. Nếu có thể đột phá một đại cảnh giới, tạm thời không cần phải lo về vấn đề thọ nguyên nữa rồi. Vì vậy, nữ yêu không kiềm được hỏi thông nương. Thông nương, cô đã tham gia đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và Thế Giới Cửu U, vậy cô thấy qua hạt sen quân tử Kim Liên chưa? Hạt sen đó thật sự có thể tăng cường thọ nguyên, hơn nữa còn lấy được một loại dị năng sao? Đúng vậy đó. Thông nương gật đầu nói ta dùng nó xong, không chỉ được tăng thêm thọ nguyên mà còn chiếm được dị năng ba đầu sáu tay nữa. Nói tới ba đầu sáu tay, thông nương lại thấy thương cảm trong lòng. Ba đầu sáu tay là một dị năng mạnh, tiếc là lúc thu hồi dị năng ba đầu sáu tay, tay và đầu mọc ra thêm lại không thụt vào mà sẽ rớt xuống, nhìn vô cùng kinh dị. Nhưng dù sao cũng tốt hơn phiên bản ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng nhiều. Ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng đều là dùng diệp tư cùng với ánh sáng công đức hóa hình góp lại thông nương, cô từng lấy được hạt sen quân tử kim liên ư. Nữ yêu mong đợi hỏi, vậy cô còn dư hạt sen nào không? Nếu như có dư thì cho dù táng ra bại sản, cô cũng muốn đổi lấy một hạt. Tước yêu tiểu thải là người bạn quan trọng nhất của cô. Xin lỗi cô nha, ta không còn dư hạt sen nào hết, ta chỉ lấy được có một hạt thôi à. Thông nương ngượng ngùng nói, đồng thời cô cũng nghĩ đến tước yêu tiểu thải. Hình như tước yêu tiểu thải TK Hong còn nhiều thảo nguyên lắm. Nếu có thể cho cô ấy một hạt sen thì cô ấy có thể sống thêm 50 năm nữa. Không sao, cô không cần nói xin lỗi đâu. Nữ yêu có chút thất vọng nói. Cũng đúng, hạt sen quân tử Kim Liên chân quý thế cơ mà. Trong số những tu sĩ tham gia đại chiến giữa Nho Gia và Thế giới Cửu U lúc đó, 10 người thì cũng chỉ có một là lấy được hạt sen, một người có thể được một hạt sen đã tốt lắm rồi, rất ít có người còn dư chẳng qua là rõ ràng đã biết trước câu trả lời rồi nhưng trong lòng cô vẫn cứ nuôi hy vọng hy vọng trong tay thông nương vẫn còn dư hạt sen quân tử kim liên thấy nữ yêu thất vọng như vậy thông nương trầm tư chốc lát sau đó cắn răng nói nếu như cô thật sự muốn có hạt sen quân tử kim liên thì vẫn có cách đấy nữ yêu nghe vậy cả người lập tức sống lại cô vui vẻ hỏi cách gì vậy thông nương xin cô nói cho ta biết đi cho dù có táng ra bại sản thì ta cũng sẵn lòng. Còn nhớ vị tu sĩ nhân loại tống thư hàng mới vừa đi vào tìm ta không? Thông nương trả lời, có thể trên người hắn còn dư hạt sen quân tử kim liên đấy. Có thật không? Nữ yêu vui vẻ nói. Ừ, thông nương gật đầu sau đó nói. Cô có thể đi tìm hắn, nói không chừng hắn sẽ bán cho cô một hạt. Ta đi tìm hắn ngay đây. Nữ yêu mừng rỡ nhảy lên, nhưng lúc này cô chợt nghĩ nếu mình bỏ một mình thông nương ở lại đây thì cũng không hay lắm. Thông nương, còn cô thì sao? Đừng lo cho ta, ta ở đây tiếp tục xem tivi. Cô đi lên tìm hắn đi, cẩn thận một chút, đừng có để lộ nơi này ra. Thông nương trả lời. Yên tâm đi, giờ ta đi tìm hắn đây. Nữ yêu trả lời. Cô nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa lao ra ngoài. Khi cô đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên lại có một luồng khí thức tràn tới khí tức lần này cũng ô uế tà ác giống như lần trước, hơn nữa còn kèm theo cái lạnh thấu xương. Nữ yêu dùng mình một cái. Sao thế này, sao khí tức này lại đến nữa rồi? Thông nương ở trong nhà cũng dùng mình nói. Khí tức này là từ dưới đáy kim tự tháp truyền tới. Dưới đáy kim tự tháp có cái gì sao? Dưới đấy cũng là gian phòng thông thường thôi. À, đúng rồi, trước đây không lâu, bộ trưởng đã đưa mấy yêu quái bị bệnh đến dưới đáy kim tự tháp để chữa trị nữ yêu nhíu mày nói chờ đã bệnh nhân trong phòng dưới đáy kim tự tháp lẽ nào bệnh nhân xảy ra chuyện gì rồi nữ yêu lo lắng nói thông nương cô chờ một chút ta lập tức đi liên lạc với bộ trưởng gọi điện thoại cho bộ trưởng đi thông nương nói cô nhìn về phía điện thoại bàn trong phòng ta không quen dùng điện thoại nên cũng không nhớ số của bộ trưởng nữ yêu cười khổ nói cô chờ ta nhé Ta đi một chút sẽ trở lại ngay." Ngay lúc Nữ Yêu định rời khỏi kim tự tháp đi tìm bộ trưởng, đột nhiên bên ngoài phòng có chất lỏng màu đen tràn tới. Chất lỏng giống hệt như dầu hỏa, chẳng mấy chốc đã tràn ngập hành lang ngoài phòng. "Là Tà năng cửu u, mau lùi lại." Thông Nương vội la lên. Toàn bộ thứ chất lỏng giống dầu hỏa này đều là Tà năng cửu u nồng độ cao, bằng vào thực lực của cô và Nữ Yêu một khi bị tà năng cửu u nồng độ cao thế này dây chúng thì sẽ nhanh chóng bị tà năng cửu u ô nhiễm. Nếu như không kịp thời cứu trị, nói không chừng hai con yêu quái các cô đều phải biến thành tà ma cửu u mất thôi. Nữ yêu vội vàng lui về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Mỗi một căn phòng trong kim tự tháp đều có kết giới ngăn cách bảo vệ, đống tà năng cửu u này tạm thời còn chưa thể tiến vào phòng ngay được. Nhưng tà năng cửu u có năng lực ăn mòn rất mạnh, kết giới chống đỡ không bao lâu nếu ở mãi trong phòng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trước hết chúng ta phải rời khỏi căn phòng này, có lẽ các đồng bạn dưới đáy kim tự tháp đã gặp chuyện không may rồi." Thông Nương bình tĩnh nói. "Nữ yêu, tại sao trong trụ sở chi nhánh lại xuất hiện lượng lớn tà năng cửu u thế này chứ?" Kim tự tháp của chi nhánh có vô số tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, năng lượng thế giới cửu u không thể nào tràn vào trong kim tự tháp trong khi kết giới phòng ngự bên ngoài còn chưa bị phá vỡ được trừ khi lượng tà năng cửu u khổng lồ này là tới từ bên trong kim tự tháp hoặc cũng có thể là từ số bệnh nhân kia thông nương suy đoán lúc ta trở về thành phố văn châu đã thấy được mấy trường hợp đặc thù có người bình thường động vật bị dẫn dụ biến thành tà ma cửu u năng lượng thế giới cửu u nồng độ cao tiến vào trong cơ thể bọn họ trong thời gian ngắn sẽ tăng mạnh thực lực và cường độ thân thể của bọn họ nói không chừng những bệnh nhân dưới đáy kim tự tháp đã bị lây nhiễm rồi dứt lời thông nương nhìn quanh căn phòng hai người đang ở trên trần nhà trong căn phòng chúng ta đang ở có thông đạo không thông nương hỏi theo như nội dụng trong phim ảnh thì lúc nhóm người nhân vật chính bị bao vây thường thì trên trần nhà sẽ có một lối thoát đủ để một người chui qua nhóm người nhân vật chính có thể thông qua lối đi này bỏ ra ngoài chạy thoát trần nhà đặc ruột nữ yêu trả lời thông nương vậy ngoài cửa ra chúng ta còn những lối đi nào khác để chạy trốn không nữ yêu suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Hình như không có. Thông nương. Cho nên ai tới nói cho cô biết, rốt cuộc là tên nào thiết kế ra trụ sở chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà này vậy hả? Rốt cuộc nhà thiết kế là tên nào? Có gan thì bước ra đây, tỷ bảo đảm không đánh bầm dập cô đâu. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Có đường ngầm chạy trốn. Lúc này, bóng đèn trong não nữ yêu đột nhiên sáng lên, sau đó cô dùng sức đẩy ghế salon ra bên dưới ghế salon to quả nhiên cất giấu một cửa ngầm chính là chỗ này nữ yêu vui vẻ nói thông qua đường ngầm này chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đi đến mới nói được một nửa nữ yêu chợt lúng túng ngừng lại đi thông nơi nào thông nương nhìn đường ngầm trong lòng bỗng có dự cảm xấu đi thông xuống đáy kim tự tháp sau đó lại thông qua một đường ngầm khác để chạy trốn Nữ yêu cười khổ nói, bây giờ đi xuống dưới đáy kim tự tháp chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Thông nương sắp phát điên rồi. Cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tên nhà thiết kế ngu si đần độn nào thiết kế ra cái trụ sở này vậy. Thật ra thì cũng rất oan uổng cho nhà thiết kế. Hắn biết làm sao được chứ, tòa kim tự tháp này là do vị bộ trưởng tiền nhiệm nào đó dùng đại thần thông trực tiếp mang từ Ai Cập về đây, bề ngoài đã cố định vậy rồi, chỗ có thể thay đổi cũng rất có hạn, có nhiều chỗ thiết kế không hợp lý thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao được. Thông nương thở dài, cuối cùng cô đi tới chỗ đặt điện thoại bàn trong phòng. Cô cắn răng gọi một cú điện thoại, gọi cho Tống thư hàng, hết cách rồi, bây giờ cô chỉ nhớ mỗi số của Tống thư hàng. Alo, xin hỏi ai đấy? Trong điện thoại vang lên tiếng của Tống thư hàng. Thư hàng, cứu mạng. Giọng thông nương có chút run rẩy, cũng không phải bởi vì cô sợ mà là bởi vì khuất nhục. Không ngờ cô lại phải cầu cứu kẻ địch, đúng là không cam lòng chút nào. Chương 883, truyền thống tốt đẹp và đánh lén. Nếu như có số điện thoại thứ hai để lựa chọn, dù có đánh chết Thông Nương thì cô cũng sẽ không chọn gọi điện cho Tống thư hàng đâu. Bởi vì một khi gọi điện cho Tống thư hàng cũng đồng nghĩa với việc tự do mà cô vất vả lắm mới lấy được sẽ bị chính tay cô chôn vùi mất. Người có được tự do sẽ khó mà hiểu được tự do đáng quý nhường nào. Về phần Thông Nương Mới thành tài xuống núi đã bị cửu đăng bắt nhốt 300 năm. Sau đó lại bởi vì cô tự tìm đường chết, bị Tống thư hàng nhốt trong túi thu nhỏ một tấc cho tới bây giờ. Đối với thông nương, tự do là thứ có cho ngàn vàng cũng không đổi được. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi Tống thư hàng, lấy được tự do quý giá đó. Nhưng hôm nay tự do còn chưa cầm nóng tay đã phải tự tay giao nó ra rồi. Loại tâm tình này, ai có thể hiểu thấu được đây? Thông nương, là cô đấy à? Tống Thư Hàng nói, bây giờ cô đang ở đâu đấy? Cứu ta, mau xuống cứu ta, bây giờ ta đang ở trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Hiện tại trong này toàn là tà năng thế giới cửu U, tà năng đậm đặc như dầu hỏa tràn khắp kim tự tháp. Giờ bên ngoài phòng của bọn ta toàn là tà năng cửu U, kết giới không còn duy trì được bao lâu nữa. Mau tới cứu ta, nếu tới trễ thì ngươi không còn được thấy cây hành đáng yêu này nữa đâu. Thông nương vội la lên. Không ngờ cô lại khom lưng quỳ gối trước kẻ địch thế này, trong lòng thật khó chịu quá đi mất. Tà năng thế giới cửu u, chuyện là sao thế? Tống thư Hàng nghiêm mặt hỏi, đồng thời hắn vẫy tay ra hiệu với Đông Phương Lục tiên tử đang đứng bên cạnh. Thật ra không cần Tống thư Hàng ra hiệu, khi Tống thư Hàng nghe điện thoại thì Đông Phương Lục tiên tử đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Thông nương rồi. Cùng lúc đó Đông Phương Lục tiên tử đã dùng truyền âm nhập mật báo cho bộ trưởng biết bộ trưởng tức tốc chạy tới chỗ tống thư hàng đã xảy ra chuyện gì thế bộ trưởng dò hỏi trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh chúng ta có chuyện rồi đông phương lục tiên tử nói hiện tại trụ sở dưới lòng đất đang chìm ngập trong tà năng cửu u không thể nào tà năng cửu u ở đâu ra mà lại nhiều như vậy chứ bộ trưởng nói lúc này thông nương nói qua điện thoại ta cũng không biết sự việc cụ thể thế nào nhưng tình hình bây giờ là đang có tà năng thế giới cửu u không ngừng tràn ra từ dưới đáy kim tự tháp. Ta đoán rất có thể những bệnh nhân được chi nhánh đưa vào dưới đáy kim tự tháp đã nhiễm phải tà năng cửu u, cách nhiễm phải hẳn là giống với trường hợp của người đàn ông trung niên cùng với tên to con mà chúng ta gặp lúc ở Văn Châu. Mau tới cứu ta đi, kết giới của căn phòng sắp không chịu nổi rồi, chế nữa là chúng ta sẽ phải vĩnh biệt nhau đấy." Thông nương vội la lên. Xét về phương diện đối phó tà năng cửu u, Tống Thư Hàng ra tay còn hiệu quả hơn cả linh hoàng ngũ phẩm. Chỉ cần dễ sen do hạch tâm trong tâm khiếu chiếu ra quét một vòng, cho dù tàn năng cửu u có nhiều bao nhiêu cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hạch tâm trong cơ thể Tống Thư Hàng hết thôi. Đây cũng là nguyên do tại sao Thông Nương lại tin tưởng thư hàng có thể cứu cô. "Hãy chờ ta." Tống Thư Hàng đáp. "Nhất định phải tới cứu ta đó, không được bỏ rơi ta đâu đấy." Thông Nương vẫn không yên tâm nên lại dặn tiếp. Tống Thư Hàng cười nói: yên tâm đi, ta đi cứu cô ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng quay qua nhìn Đông Phương Lục Tiên Tử và Bộ trưởng của chi nhánh số 250. Bộ trưởng là một con đại yêu ngũ phẩm đã có năng lực hóa thành hình người. Nhưng, hình thái nhân loại của hắn lại khá là kỳ dị. Hình người của hắn cao đến gần ba thước, phần trên có bảy cánh tay, phía dưới có tám cái chân. Bảy tay tám chân hàng xịn luôn. Hình người thế này, đúng là quá nát, còn không bằng hình thái yêu quái của hắn. Hình như cảm ứng được ánh mắt của Tống thư hàng, bộ trưởng giải thích: "Ta là Cổ Ô, bộ trưởng của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Ta hóa thành hình người trong một lần đi đến một đảo nhỏ ở nước ngoài giả mạo làm thần hồi còn trẻ. Lúc ấy vì hù dọa người ta nên ta hóa ra hình thái bảy tay tám chân. Lâu dần, chính ta cũng quen với hình thái này luôn." Ha 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 nhân lúc còn trẻ xuất ngoại du lịch một chuyến, tiện đường tìm quốc gia nào đó giả mạo thành thần đùa giỡn một chút, đây là truyền thống tốt đẹp của nhi nhánh số 250. Nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, càng ngày càng ít người đi theo tín ngưỡng thần ma, khiến cho bộ trưởng của chi nhánh số 250 khó mà giả làm thần trong các quốc gia của nhân loại. Bộ trưởng của 3.000 năm trước lúc còn trẻ còn có thể đi đến Ai Cập giả làm thần, còn bộ trưởng cổ ô của bây giờ lúc còn trẻ chỉ có thể đến đảo nhỏ ở nước ngoài giả làm thần mà thôi. Tống Thư Hàng Cổ ô lại nói, đúng là bọn ta có đặt mấy đồng tộc ở dưới đáy kim tự tháp, những đồng tộc này đều là tiểu yêu bị tà năng cửu u lây nhiễm trước đây không lâu. Ta đưa bọn họ vào hồ tịnh hóa dưới đáy kim tự tháp, muốn mượn sức mạnh của trận pháp tịnh hóa dần lọc sạch tà năng cửu u trên người bọn họ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc ta đưa bọn họ vào, rõ ràng cảm ứng được tà năng cửu u trên người bọn họ cũng không mạnh. Ta tính qua, dựa vào trận pháp tịnh hóa, đáng lẽ đã đủ sức lọc tà năng trên người bọn họ rồi mới đúng. Tại sao lượng tà năng lại tăng lên, thậm chí còn tràn ngập cả kim tự tháp chứ? Tống Thư Hàng Chuyện này, nói ra rất dài dòng. Thật ra chắc Đông Phương Lục tiền bối cũng có biết đôi chút rồi, đúng là sự kiện người bình thường cũng như động vật đều bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm mà gần đây ta nhắc trong nhóm đấy. Đông Phương Lục Tiên Tử gật đầu. Cô còn biết vì chuyện này mà Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử Tiền Bối đã làm một chuyện cực kỳ liều lĩnh. Đó là lấy thân thử độc. Kết quả là thân thể cô ấy cũng bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm. Bây giờ còn đang đóng băng. Về sau ta phát hiện, không phải ngẫu nhiên mà những người đó bị tà năng cửu u ô nhiễm. Thật ra bọn họ bị người khác dụ dỗ đeo vào một chiếc nhẫn hoặc là thứ gì đó tương tự. Sau đó, tà năng thế giới cửu u từ trong thứ đó sẽ tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ cải tạo, cường hóa thân thể bọn họ. Trong quá trình này, tà năng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tống Thư Hàng lại nói, Cổ ô bộ trưởng, ta có thể tiến vào trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh các ngươi không? Ta phải đi cứu thông nương ra. Ngươi có được không đấy? Cổ ô hỏi. Hắn nhìn ra, Tống Thư Hàng chỉ mới có cảnh giới tam phẩm mà thôi. Ta có thủ đoạn đặc biệt để đối phó tà năng cửu u. Tống Thư Hàng cười nói. Lúc mọi người đang nói chuyện, hiện trường thuế nhân yến đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đám yêu quái loạn hết cả lên. Tống thư hàng không cần quay đầu vẫn có thể cảm ứng được khí tức tà khí cửu u. Có một phần tà năng thế giới cửu u trong kim tự tháp dưới lòng đất đã thẩm thấu qua đường ngầm, tràn thẳng vào hiện trường thuế nhân yến. Từng đoàn xương mù màu đen từ lòng đất thấm ra, đám xương mù này mới chỉ là năng lượng của tà năng cửu u dưới lòng đất thấm ra mà thôi sương mù ở trong đại sảnh tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành rất nhiều quái vật sương mù. Tà ma cửu u, có tiểu yêu cấp bậc hơi thấp sợ hãi hét lên. Không phải tà ma cửu u, chẳng qua là tà thú do tà năng cửu u nồng độ cao tụ lại với nhau huyễn hóa thành mà thôi. Tống Thư Hàng quét mắt nhìn đám quái vật sương mù rồi nói. Đám quái vật sương mù này thoạt nhìn rất giống như con hung thú tà năng chiếm giữ giao trì trong bí cảnh giao trì lần trước, nhưng đám tà thú do tà năng ngưng tụ ra này lại không có trí tuệ gì cả, rất dễ đối phó. Tà thú, hơn nữa còn là tà thú rất yếu. Tiểu Hòa thượng quả quả bên cạnh tống thư hàng xoa mông nhảy ra ngoài. Những tà thú cửu u do xương mù hình thành này chỉ có thực lực tầm nhất phẩm. Chẳng qua là sợ năng lực ô nhiễm của tà năng thế giới cửu u thôi, nếu không thì mỗi con yêu quái ở đây đều có thể trấn áp đám tà thú sương mù này. Thời của chúng ta đến rồi, ra sân thôi tiểu hòa thượng nói thi và chúc lén nhìn tống thư hàng trong mắt tràn đầy sự mong đợi các ngươi có đối phó được không tống thư hàng hỏi loại cấp bậc này chúng ta dư sức đối phó thi suy nghĩ một chút rồi nói vậy ở đây giao cho các ngươi đấy tống thư hàng nói dù sao ở đây còn có mấy người đông phương lục tiên tử cam đoan ba đứa nhóc này sẽ không sao cả cổ ô bộ trưởng xin hãy nói cho ta biết đường ngầm đi xuống dưới lòng đất ở đâu vậy Tống Thư Hàng hỏi. Cổ ô bộ trưởng bầy tay tám chân cười khổ nói. Để ta mang người đi, không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Vốn dĩ trụ sở dưới lòng đất là bí mật của chi nhánh, chỉ có thành viên của tổ chức mới được đi vào. Nhưng bây giờ, cổ ô bộ trưởng không thể nào từ chối Tống Thư Hàng được. Vừa tiến vào đường ngầm, khí tức tàn năng cửu U đã ập vào mặt. Cổ ô bộ trưởng là đại yêu ngũ phẩm, chỉ cần mở hộ thuẫn ra là có thể ngăn chặn sự ăn mòn của tà năng cửu U. Còn bên cạnh Tống Thư Hàng thì có một người que thân rắn màu vàng bay lên, người que thân rắn cuốn lấy Tống Thư Hàng, kim quang công đức hộ thể, vạn tà bất xâm. Cổ ô bộ trưởng kinh ngạc nhìn ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng. Sức mạnh công đức thật nồng đậm, chẳng lẽ thanh niên nhân loại này là vị đại năng nào đó của Phật môn chuyển thế sao? Chỉ một lát sau, hai người tiến vào trụ sở kim tử tháp trong thế giới dưới lòng đất. Diệp Thư thông qua tống thư hàng, duy trì trạng thái cảnh giác. Lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất đã biến thành một vùng đen xì. Hơn một nửa kim tự tháp đã ngập trong tà năng cửu u đen đặc như dầu hỏa. Chỉ còn lộ ra đỉnh tháp, hơn nữa tà năng giống như thủy triều dâng vậy, mỗi một giây trôi qua, tà năng cửu u lại tăng lên một chút. Sao lại kinh khủng đến mức này chứ? Sắc mặt của cổ ô bộ trưởng càng ngày càng khó coi lượng tà năng cửu u dưới lòng đất còn khổng lồ hơn cả tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thực lực cấp bậc ngũ phẩm, đâu thể nào xua tan lọc sạch được hết một lượng tà năng cửu u khổng lồ thế này. "Thư hàng tiểu hữu, chúng ta đi vào cứu người thôi. Cứu xong phải lập tức rút lui, nơi này không thể ở lâu." Cổ Ô nói với vẻ vô cùng căng thẳng. Một khi đi ra, việc đầu tiên hắn phải làm là khởi động trận pháp của trụ sở chi nhánh số 250, đóng kín toàn bộ không gian dưới lòng đất này lại. Nếu không, để đống tà năng cửu u kinh khủng này tràn ra, lan về khu Giang Nam thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tống thư hàng gật đầu, sau đó bước lên cầu treo chạy về phía cửa vào ở đỉnh kim tự tháp. Khi hai người mới chạy đến một nửa, đột nhiên dưới cầu treo bóng xuất hiện một nắm đấm cực lớn, bất ngờ tấn công bọn họ. Cả quả đấm đều do tà năng thế giới cửu u tạo thành, lóe sáng như kim loại, có mấy phần giống với bàn tay kim loại đã tấn công thế giới kim liên của nho ra hồi trước nhưng về sức mạnh thì lại yếu hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng có Diệp Tư nhắc nhở nên kịp thời phát hiện ra quả đấm đánh lén. Nhưng cổ ô bộ trưởng lại không phát hiện ra. Cẩn thận! Tống Thư Hàng kêu lên. Lúc này, nắm đấm chỉ còn cách cổ ô bộ trưởng 10 thước. chương 884, thông nương khô héo rồi. Nắm đấm do tàn năng cửu u ngưng tụ này lựa thời gian đánh lén rất chuẩn. Cũng may có Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở, và lại bản thân cổ ô bộ trưởng cũng luôn đề cao cảnh giác, nên khi nắm đấm tà năng cửu u áp sát đến phạm vị 10 thước thì cổ ô bộ trưởng lập tức ra tay. Hay! Hắn hét lên một tiếng, vung bảy cánh tay nhắm ngay nắm đấm tà năng cửu u. Trong lòng mỗi bàn tay của cổ ô bộ trưởng đều có một cái lỗ tròn, trong lỗ tròn bỗng phun ra chất nhầy màu xanh sẫm. Loại chất nhầy này có tác dụng ăn mòn cực mạnh, vừa mới đụng vào tà năng thế giới cửu u thì hai thứ đã hòa lẫn vào nhau ngay cả nắm đấm do tà năng cửu u ngưng tụ thành cũng không thoát khỏi tác dụng ăn mòn của chất nhầy xanh sẫm. Trong 10 thước ngắn ngủi, nắm đấm do tà năng cửu u ngưng tụ thành đã bị ăn mòn chỉ còn lại cỡ quả bóng, cuối cùng bị cổ ô bộ trưởng đạp một cước nát bấy. Cũng không biết bản thể của cổ ô bộ trưởng là cái gì, chất nhầy màu xanh sẫm có tính ăn mòn được phun ra vừa rồi là năng lực thiên phú của hắn hay là pháp thuật sau này mới tu luyện ra đây. Thư hàng tiểu hiếu, đi mau đi. Ta nghĩ đây mới chỉ là công kích thăm dò của tà năng cửu u thôi, đợt công kích tiếp theo khẳng định không dễ ứng phó vậy đâu. Chúng ta mau đi vào mang mấy người thông nương ra ngoài trước đã." Cổ Ô bộ trưởng nói. Hắn có dự cảm xấu. Lúc mới tiến vào trụ sở dưới lòng đất, hắn đã cảm ứng được hắn không thể phi hành trong trụ sở dưới lòng đất. Trong trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà có pháp thuật cấm không? nhưng thân là bộ trưởng của chi nhánh, trên người hắn có mang một mặt dây đeo có ký hiệu bộ trưởng. Chỉ cần mang theo mặt dây đeo này, cho dù khởi động trận pháp cấm không thì hắn vẫn có quyền hạn phi hành trên không trung. Bây giờ mặt dây đeo vẫn còn trên người hắn, nhưng hắn lại không thể nào phi hành được. Trong lòng cổ ô bộ trưởng đang rất lo lắng, bởi vì ngoài pháp thuật cấm không, trong kim tự tháp còn có một bộ hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Nếu bộ hệ thống phòng ngự này cũng rơi vào trong tay đối phương, một khi bị khởi động thì phiền to. Cũng may hệ thống phòng ngự vẫn chưa bị khởi động. Cổ ô bộ trưởng và tống thư hàng thuận lợi tiến vào trong kim tự tháp, bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm nói. Thư hàng tiểu hữu chúng ta đi phòng khách chữ thiên số 33, hẳn là hai người thông nương đang ở nơi đó. Sau khi tiến vào trong kim tự tháp, tà năng thế giới cửu u càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt đất, tà năng cửu u đen xì đã cao hơn nửa người cổ ô bộ trưởng phát động hộ thuẫn phòng ngự trên người đến cực hạn. Hắn đi trước dẫn đường, Tống Thư Hàng theo sát phía sau. Ánh sáng công nước cụ thể hóa trên người Tống Thư Hàng bảo vệ hắn rất kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt, hiệu quả còn tốt hơn cả hộ thuẫn. Đến rồi, trước mặt chính là phòng khách chữ thiên số 33. Cổ ô bộ trưởng nói, hắn có thể cảm ứng được bọn thông nương đang ở trong căn phòng này. Kết giới của căn phòng đã bị ăn mòn hoàn toàn, cũng không biết bọn thông nương ở trong đấy bây giờ thế nào rồi. Hai người nhanh chóng chạy tới căn phòng kia. Đang chạy một mạch, đột nhiên thân thể cổ ô bộ trưởng bỗng biến đâu mất tâm. Thư hàng cẩn thận, chỗ này có cái hố. Chết tiệt, toàn bộ mặt đất của kim tự tháp đều bị ăn mòn hết rồi. Tiếng của cổ ô bộ trưởng từ dưới đống tà năng cửu u như dầu hỏa truyền ra. Thanh âm càng ngày càng xa, cái hố này rất sâu. Tống thư hàng, lúc này Diệp Tư đề nghị. Thư hàng, sử dụng kim cương phục ma quyền xua tan tà năng cửu u trước mặt đi, nếu không coi chừng ngươi cũng rơi xuống hố đấy. Do tà năng cửu u đậm đặc ảnh hưởng, năng lực dò xét của tinh thần lực cũng bị hạn chế, ngay cả Diệp Tư cũng không thể cảm ứng được trên mặt đất có hố hay không. Tống Thư Hàng làm theo lời Diệp Tư, vung quyền sử dụng kim cương phục ma quyền. Ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người hắn cũng hóa thành hình một vị lực sĩ kim cang, phối hợp vung quyền với hắn tiếng tụng kinh vang lên từng hồi, trong hư không hư ảnh kim liên huyễn hóa ra rồi lại tan biến. Kim cương phục ma quyền có hiệu quả phá tà cực mạnh, tà năng cửu u trước mặt Tống Thư Hàng tạm thời bị quét sạch. Không có tà năng cửu u che đậy, lúc này Tống Thư Hàng và Diệp Tư phát hiện, toàn bộ đoạn đường gần 10 thước từ chỗ hắn đứng đến căn phòng mà thông nương đang ở đều đã bị tà năng cửu u ăn mòn. Phía dưới toàn là tà năng cửu u đậm đặc, không thấy thân ảnh của ô bộ trưởng mới rơi xuống đâu cả. Cổ ô bộ trưởng, người không sao chứ? Tống Thư Hàng kêu lên. Ta không sao, ta đang cố đi lên cho nhanh đây. Tiếng của cổ ô bộ trưởng truyền tới từ độ sâu hơn 20 thước phía dưới. Thư Hàng tiểu hữu, người đi cứu bọn thông nương trước đi, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cửa kim tự tháp. Ngài phải cẩn thận đấy. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó hắn lui về sau mấy bước, vận chuyển thiên hành kiện thân pháp thăng cấp của quân tử Vạn Lý Hành trong nháy mắt bùng nổ tốc độ mạnh mẽ, vượt qua khoảng cách gần 10 thước, một đường sông tới căn phòng hai người thông nương đang ở. Cửa phòng vốn làm bằng gỗ, nhưng do bị tà năng cửu u ăn mòn nên giờ rất yếu ớt. Tống Thư Hàng chỉ đụng nhẹ một cái đã tông thẳng vào trong phòng. Trong phòng, bởi vì kết giới đã bị phá nên lượng tà năng cửu u tràn vào phòng hiện đã cao hơn nửa người. Thân thể nữ yêu đang dán chặt trên trần nhà như một con nhện để né tránh tàn năng cửu u. Về phần thông nương, cô vẫn còn trên mặt đất. Lúc này thông nương đã hiện ra nguyên hình, biến thành một cây hành xanh mọc trên ngộ đạo thạch. Thông nương, cô không sao chứ? Cô còn tỉnh táo không đấy? Nữ yêu lo lắng hỏi. Ta vẫn ổn, nhưng mà thân thể bắt đầu mất khống chế rồi. Thông nương buồn bực nói. Lúc này trên thân hành màu xanh biếc đã có một tia năng lượng đen kịt len lỏi vào, đây là đặc trưng khi bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm. Trước đó, lúc kết giới của căn phòng bị phá, tà năng cửu u tràn vào phòng, cô và nữ yêu chỉ có thể bị động bò lên chỗ cao. Có điều theo tà năng cửu u càng ngày càng dâng cao, nữ yêu còn có thể bám chặt trần nhà giống như một con nhện, nhưng thông nương lại không có loại bản lĩnh này. Cuối cùng, cô nhất thời bất cần bị tà năng cửu u ăn mòn. Cũng may phần dễ của cô đâm vào trong mộ đạo thạch, mộ đạo thạch này quả là thần kỳ, ngay cả tà năng cửu u cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Phần dễ của thông nương được mộ đạo thạch bảo vệ nên ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, bình an vô sự. Nhưng thân thể cô lại bị mất khống chế, cứ đi loanh quanh khắp phòng. Sao Tống Thư Hàng còn chưa tới nữa? Thông nương thầm nói, ngay lúc cô nghĩ như vậy, cửa phòng yếu ớt đã bị người tông vào. Tống Thư Hàng lấp lánh kim quang tông thẳng vào phòng, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng lên. Yo, thông nương! Tống Thư Hàng vẫy tay chào thông nương ở trên mặt đất. Ta tới cứu cô đây. Thông nương mừng rơi nước mắt. Thư hàng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Từ khi biết Tống Thư Hàng đến bây giờ, lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra Tống Thư Hàng cũng có lúc ngầu đến thế. Ví dụ như mới vừa rồi chẳng hạn, hắn tông cửa phòng lăn vào, tư thế cực cun ngầu luôn. Cô không sao chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Không tốt lắm. Đang nói chuyện, thông nương bỗng vào tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Sau đó, cô vùng quả đấm nhỏ hăng hái tấn công vào cẳng chân của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng Thông nương càng đánh càng ra sức, nhìn cô giống như các tuyển thủ muôi thái đang đánh bao cắt vậy. Hết đánh bên trái lại đánh bên phải, lên cùi trỏ, thỉnh thoảng còn đá vòng cầu nữa chứ. Sau đó lại đi vòng ra đằng sau Tống Thư Hàng, công kích mặt sau bắp chân. Đánh một hồi lại trở về phía trước, nhảy vọt lên công kích đầu gối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng nhận ra trạng thái của thông nương không được bình thường cô bị tà năng cửu u ô nhiễm rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc ngươi cũng phát hiện rồi. Cũng may phần dễ của ta được bảo vệ nên tà năng cửu u mới không thể xâm nhập vào phần dễ. Mau nghĩ cách cứu ta đi. Thông Nương vui vẻ trả lời. Công kích Tống Thư Hàng ngay trước mặt thế này, cô thấy mình sướng không chịu nổi. Từ trước tới giờ cô chưa từng được đánh, bắp chân của Tống Thư Hàng sướng như thế. Tiếc là bây giờ cô đang ở hình thái yêu quái, chỉ là một cây hành nhỏ nên gia quyền chẳng có uy lực gì cả nếu không một bộ liên hoàn quyền thế này ít nhất có thể đánh gãy xương cẳng chân của tống thư hàng rồi tống thư hàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ yêu đang bám trên trần nhà hắn vẫy tay chào đối phương xin chào xin chào thư hàng tiên sinh nữ yêu chào lại nói thật ngay khi tống thư hàng tiến vào cô hơi bị giật mình Tầng ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người Tống Thư Hàng quá sáng chói, chói mù cả mắt cô. Theo cô biết, trong tu chân giới bây giờ, số người có cấp bậc ánh sáng công đức cỡ này không vượt qua 10 đầu ngón tay. Người này có ánh sáng công đức mạnh mẽ như vậy, thảo nào thông nương lại nhờ hắn tới cứu mạng. Có lẽ đối phương thật sự có thể mang bọn cô bình an ra ngoài. Các cô chờ một chút, để ta xử lý tà năng cửu u ở đây trước đã." Tống Thư Hàng nói cách cứu người của thư hàng không phải là mang thông nương và nữ yêu ra khỏi kim tự tháp. Từ khi tiến vào trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, hạch tâm trong tâm khiếu hắn đã dục dịch muốn hành động. Hoa sen hạch tâm đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Bây giờ đã xác nhận thông nương bình an vô sự, Tống Thư Hàng lập tức phê duyệt thỉnh cầu nhập tiệc của hạch tâm. Vừa mới được Tống Thư Hàng cho phép, hạch tâm đã vội vàng phóng hình chiếu hoa sen ra. Hình chiếu hoa sen thánh khiết xuất hiện trước ngực tống thư hàng. Ngay sau đó, mấy chục vạn sợi dễ thon dài từ trong hoa sen bắn ra, đâm vào khắp các ngõ ngách trong phòng. Chỉ mới hai giây, tà năng cửu u trong phòng đã biến mất tâm với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng đối với hạch tâm mà nói, lượng tà năng cửu u trong phòng còn không được tính là món khai vị nữa. Mấy chục vạn dễ sen đâm xuyên qua vách tường chui ra ngoài, Tiến vào khắp nơi trong kim tự tháp, Tham Lam hấp thu càng nhiều tà năng cửu u hơn nữa. Tống Thư Hàng lại vỗ nhẹ ngực mình, phân ra một sợi dễ, giải quyết tà năng cửu u trong cơ thể Thông Nương trước đã. Lúc này Thông Nương đã chuyển sang tấn công cái chân khác của Tống Thư Hàng, đánh rất hăng. Nghe được mệnh lệnh của Tống Thư Hàng, trong hư không có một sợi rễ trong suốt vòng tới đâm vào trong thân thể Thông Nương. Chỉ trong nháy mắt, tà năng cửu u trong thân thể Thông Nương đã bị hút đi. Sau đó, thân thể thông nương dần khô héo đi. Thư hàng, thông nương ủ rũ nói. Người đang nhân cơ hội trả thù ta đúng không? Tống thư hàng. mươi 885, mắt trái của người que. Cô nghĩ nhiều rồi, tại sao ta phải trả thù cô chứ? Bởi vì cô đánh bắp chân ta sao? Tống thư hàng bật cười nói. Nói thật nhé, cô đánh thế chẳng đủ sức làm rớt một cọng lông chân của ta nữa. Công kích của cô không đáng để ta trả thù, thông nương. Thật ra chủ yếu là do thực lực của thông nương khá yếu, sau khi thân thể bị tà năng cửu u xâm nhập, chỉ trong thời gian ngắn đã bị cải tạo và đồng hóa hoàn toàn. Thật ra trước đó, bộ phận mầm hành của cô đã hoàn toàn bị ô nhiễm, trở thành trạng thái tương tự như tà ma cửu u rồi. Vậy nên lúc dễ sen do hạch tâm chiếu ra rút hết tà năng cửu u trong thân thể cô đi, thân thể thông nương mất tất cả năng lượng nên đương nhiên sẽ khô héo. Song như đã nói trước đó, cũng may phần dễ của cô cắm vào trong mộ đạo thạch nếu không thì lần này cô đã xong đời rồi tống thư hàng ngồi xổm xuống cho thân thể khô héo của thông nương mấy cái đã khô héo hết rồi thông nương bây giờ cô cảm thấy thế nào ta cảm thấy chắc mình còn chữa được đó thông nương nói thân thể nhanh chóng khô héo quả thực quá tàn khốc cô trơ mắt nhìn mầm hành của mình khô héo chỉ trong nháy mắt giống như là một nhân loại nhìn bản thân mới đó còn trẻ trung thanh xuân trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng già nua tóc bạc trắng vậy. Tưới chút nước vào thử xem có tươi lại được không nhé? Tống Thư Hàng hỏi. Diệp Tư nói. Ta thấy vô dụng thôi, mầm hành của thông nương đã hoàn toàn mất đi sự sống, hết cứu rồi. Vậy, hay là cắt bỏ đi thôi? Tống Thư Hàng nói. Đừng làm vậy mà, trước tiên cứ thử cho ta một chỉ rũ thuật xem sao đã, nói không chừng có thể cứu lại thì sao? Thông nương vội la lên. Chuyện cô sợ nhất chính là cái này, nếu mầm hành bị cắt bỏ thì phải mất rất lâu rất lâu mới mọc ra lại được. Thẳng tay cắt bỏ mầm hành khác với hành sắc bén ra khỏi vỏ. Cái trước là cắt bỏ đến tận gốc, phải mọc lại lần nữa. Còn cái sau chỉ là lột bỏ một tầng vỏ ngoài mà thôi, cũng không trở ngại thông nương tiếp tục bán manh. Được rồi, vậy trước tiên cứ cho một chỉ rũ thuật xem sao. Tống Thư Hàng kích hoạt chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn đồng cổ, thả lên trên người thông nương. Ánh sáng của chỉ rũ thuật bao quanh thông nương. Thật thoải mái có cảm giác rồi này, mầm hành đang khôi phục sức sống. Thông nương hạnh phúc hô lên, cô cảm giác hình như mầm hành khô héo của mình có dấu hiệu hồi phục. Khi ánh sáng của chỉ rũ thuật tiêu tán, Tống Thư Hàng nhìn thông nương vẫn còn khô héo. Không được, vẫn còn khô héo. Đừng bỏ cuộc mà nhất định là do chỉ rũ thuật của người quá yếu, thử đổi một chỉ rũ thuật mạnh hơn xem sao. Thông nương nói, vừa rồi ta cảm có cảm giác mầm hành của ta đang khôi phục thật mà. Vậy thì để ta thử xem. Tiếng của Diệp Tư vang lên, sau đó cái tay nhỏ nhắn của cô chui từ chỗ ngực tống thư hàng ra, đặt trên người thông nương. Một đạo chỉ rũ thuật độc môn có nguồn gốc từ bích thủy các thượng cổ phủ lên người thông nương. Lần này, thông nương cảm giác cả người vô cùng thoải mái như đang ngâm trong suối nước nóng vậy, cô cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đường chứ. Quả nhiên vẫn là chỉ rũ thuật của Diệp Tư Sư Tỷ lợi hại, tống thư hàng ngươi đúng là đồ cùi bắp, chỉ rũ thuật của ngươi ăn hại quá đi mất. Thông nương hưởng thụ chỉ rũ thuật của Diệp Tư, đồng thời còn không quên nói móc đá xoáy tống thư hàng mấy câu. Coi chừng ta cắt mầm hành của cô bây giờ. Tống thư hàng uy hiếp. Thông nương lập tức lật mắt nhận sai ngay. Xin lỗi ta vui quá nên lỡ lời. Nữ yêu bám trên trần nhà. Diệp tư thi triển chỉ rũ thuật xong, tay nhỏ lại rút về. Ha 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 ha, ta cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, hồi sinh rồi. Thông nương cười to, tiếp đó dưới đáy ngộ đạo thạch lại mọc ra chân nhỏ đứng lên. Nhưng mà mầm hành của ngươi vẫn khô héo như cũ, không có vẻ gì là khôi phục cả. Tống thư hàng giơ tay trọt vào mầm hành của thông nương. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, ta cảm giác mầm hành của ta đã hồi sinh lại, cả người ta đều tràn đầy lực lượng. Suốt lời, thông nương còn nhảy mấy cái để chứng tỏ bây giờ cô rất khỏe. Nhưng ngay lúc cô đang nhảy nhót thì, mầm hành khô héo trên ngộ đạo thạch bỗng rụng xuống. Rụng xuống, tiếng lạch cạch vang lên, mầm hành rụng khỏi ngộ đạo thạch, rơi xuống đất. Thông nương cứng người, mặt dại ra, ha 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 ha, tống thư hàng vui vẻ. Lúc nãy cứ để ta cắt bỏ luôn cho rồi sao lại thế này thông nương nhìn mầm hành khô héo rơi dưới đất khổ sở kêu lên lúc này đầu của diệp tư chui từ ngực tống thư hàng ra nhìn về phía thông nương một lát sau ta hiểu rồi diệp tư nói sau khi được chỉ rũ thuật của ta chữa trị mầm hành của thông nương đã mọc ra trồi non mới trường hợp này cũng như khi con người thay răng vậy trồi non mới mọc ra chen lấn với mầm hành già vì vậy mầm hành già sẽ rụng xuống thôi Tống Thư Hàng nghe vậy bèn nâng Ngộ Đạo Thạch lên quan sát thật kỹ. Quả nhiên, ở trên phần đầu của Ngộ Đạo Thạch có một chồi xanh nho nhỏ nhú đầu ra. Đây cũng là lý do tại sao Thông Nương lại cảm thấy mầm hành hồi sinh, thân thể tràn đầy sức sống. Không phải thân thể khô héo của cô khôi phục, mà là bản năng của cô đã từ bỏ mầm hành già chết héo, mọc ra lại chồi mới. Thông Nương. Ha 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 ha. Tống Thư Hàng nhịn không được lại cười tiếp. Đáng ghét ngươi còn cười được à, nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có trốn vào trong cái kim tự tháp này. Nếu như ta không trốn tới đây thì đâu có bị tà năng cửu u ăn mòn, mầm hành của ta cũng sẽ không chết lần nữa. Thông nương nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, cô đang trách ta à, Tống Thư Hàng nói. Nói xong, hắn mở túi thu nhỏ một tắc ra. Thông nương, chào mừng cô trở về. Tự do của ta. Thông nương kêu lên đầy bi thương. Sau đó tự do của cô cùng với ngộ đạo thạch đều bị Tống Thư Hàng nhét vào trong túi thu nhỏ một tấc. Xử lý thông nương xong, Tống Thư Hàng lại phân tâm cảm ứng hạch tâm trong tâm khiếu. Hoa sen vẫn đang không ngừng hấp thu tà năng cửu u, tà năng cửu u hấp thu lần này có độ tinh thuần sánh ngang với con hung thú tà năng trong thiên giới giao trì hồi trước. Nếu hấp thu hết toàn bộ tà năng cửu u trong kim tự tháp, không chừng thế giới hạch tâm trong cơ thể hắn có thể mở rộng ra thêm một chút nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn nữ yêu còn bám trên trên trần nhà. Đạo Hữu tà năng cửu u trong phòng đã bị ta lọc sạch hết rồi, người xuống đây đi. Tống Thư Hàng nói, đã an toàn rồi sao? Nữ yêu kia lên tiếng hỏi, ừ, ta bảo đảm. Tống Thư Hàng đáp, nghe vậy nữ yêu mới chịu rời khỏi trần nhà đi xuống. Cảm ơn, có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà. Tống Thư Hàng cười nói, ta cũng phải cảm ơn cô nữa, cô đã giúp ta chăm sóc thông nương đang nói chuyện thông nương lại thò chồi non nhỏ của mình từ trong túi thu nhỏ một tấc ra nói à đúng rồi tống thư hàng này trên người ngươi còn hạt sen quân tử kim liên nào không ủa cô đã ăn hạt sen rồi mà tống thư hàng cười nói không phải ta muốn ta đang hỏi giúp cô ấy thôi thông nương nói nữ yêu nhìn thông nương đầy cảm kích sau đó quay qua nói với tống thư hàng thư hàng đạo hữu người muốn hạt sen là ta. Nếu như trên người ngươi còn dư hạt sen quân tử Kim Liên thì có thể bán cho ta một hạt được không? Tống Thư Hàng tò mò hỏi nữ yêu. Ta cảm ứng được sinh cơ trên người cô rất tràn trề, tại sao lại cần hạt sen chứ? Thật ra ta muốn mua hạt sen cho một người bạn thân của ta. Cô ấy là một con tước yêu, cảnh giới của cô ấy mãi vẫn không có đột phá, hiện tại thọ nguyên không còn nhiều nữa. Nữ yêu thở dài đáp. Tống Thư Hàng nhíu mày, tước yêu. Thọ Nguyên không nhiều, thật trùng hợp, còn Tước yêu tiểu thải mà hắn cứu khỏi tay người bắt yêu cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên. "Bạn tốt Tước yêu mà ngươi nói có tên là tiểu thải đúng không?" Tống thư hàng cười nói. "Ơ, thư hàng đạo hữu biết tiểu thải à?" Nữ yêu Kinh ngạc hỏi lại. "Nói sao đây nhỉ, coi như là có duyên gặp qua một lần đi." Tống thư hàng nói. "Đúng là ta vẫn còn hạt sen quân tử Kim Liên, nhưng mà cô định lấy cái gì để đổi?" Nếu như Tống thư hàng đạo hữu bằng lòng trao đổi, ta nguyện ý bỏ ra tất cả của cải và bảo vật mà ta cất giữ. Ta có thể mang Tống thư hàng đạo hữu đi đến bảo khố của ta, tất cả đều giao cho ngươi hết." Nữ Yêu Kiên định nói. Tống thư hàng khẽ gật đầu. Không ngờ con tước yêu tiểu thải ngốc nghếch kia lại có được một người bạn thế này. Âu cũng là người ngốc có phúc của người ngốc. Thành giao, nhưng mà, ta không cần tất cả của cải và bảo tàng của cô, chúng ta giao dịch công bằng là được rồi." Tống Thư Hàng cười chỉ vào nữ yêu. Ta cảm giác được trên người cô có một bảo vật đang hấp dẫn ta. Trên người ta có bảo vật. Nữ yêu tò mò đưa tay vào trong ngực tìm. Sau đó, cô lấy ra một hạt màu vàng. Đây chính là hạt trâu màu vàng mà tước yêu tiểu thải tặng cho cô và thông nương mỗi người một hạt lúc chia tay. Lúc này, đầu của Diệp Tư lại chui từ bả vai Tống Thư Hàng ra. Cô ngắm nghía hạt trâu màu vàng một hồi, sau đó dụng ý thức truyền âm cho Tống Thư Hàng hạt xá lợi. Khi cao tăng đắc đạo tỏa hóa, đại công đức, đại trí tuệ, đại từ bi mà cao tăng tích được lúc còn sống sẽ ngưng tụ ra hạt xá lợi. Vật này rất hiếm thấy, không phải vì cao tăng nào lúc tỏa hóa cũng ngưng tụ ra hạt xá lợi, tỷ lệ xuất hiện rất thấp. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó nói với nữ yêu. Vật này được gọi là hạt xá lợi, là bảo vật hiếm thấy, vậy cô có bằng lòng dùng nó trao đổi với ta không? Đương nhiên là bằng lòng nữ yêu vội vàng đưa hạt xá lợi cho tống thư hàng thành giao tống thư hàng nhận lấy hạt xá lợi sau đó lấy một hạt sen quân tử kim liên ra giao cho nữ yêu nữ yêu mừng rỡ vô cùng cô cũng không ngờ mình lại lấy được hạt sen quân tử kim liên dễ dàng như vậy cảm ơn thư hàng đạo hiếu nữ yêu cảm kích nói không có gì chúng ta giao dịch công bằng mà tống thư hàng cười nói dứt lời hắn ném hạt xá lợi lên cao người que thân rắn bao quanh người hắn bỗng chủ động đưa tay nhận lấy hạt xá lợi. Thật ra mới vừa rồi là do ánh sáng công đức trên người tác động, vậy nên Tống Thư Hàng mới cảm ứng được trên người nữ yêu có bảo vật. Hình như giữa hạt xá lợi và ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng có sinh ra một lực hút nào đó. Vì vậy sau khi lấy được hạt xá lợi, Tống Thư Hàng lập tức thử để nó dung nhập vào ánh sáng công đức, để xem có thể khiến ánh sáng công đức sinh ra dị biến hay không. Sau khi nhận được hạt xá lợi, người que ánh sáng công đức đã làm một động tác mà Tống Thư Hàng không thể nào ngờ. Nó cầm lấy hạt xá lợi, ấn ngay vào cái mặt tròn vo của mình. Bẹp, hạt xá lợi khảm vào má trái của người que, thoạt nhìn giống hệt con mắt trái của nó vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 59